đây chính là đỉnh tiêm đại lão chỗ đáng sợ. Chỉ cần ngươi xưng hô tên của nàng, sau đó trải qua một hệ liệt sàng chọn số liệu công thức về sau, nàng liền sẽ cảm ứng được ngươi đang gọi nàng. Chờ chút. Ngươi sống lại, Tống Thư Hằng hỏi. À, đợi rất lâu. Là thời điểm sống lại. Tống tiền bối, ngươi đem y phục vén một chút đát thiên đế tử truyền âm nói. Tống Thư Hằng. Ta muốn ra, thiên đế tử nói. Tống Thư Hằng. Là ngươi, thiên, ngộ không, đế tử. Vậy ta chẳng phải là Tống. Thiết phiến, Thư Hằng. Ta muốn há miệng đến phối hợp ngươi sao? Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Thiên đế tử. Một ngày này, thiên đế tử phát hiện người và người lý giải chung quy là có cực hạn. Cho dù là nàng, cũng sẽ bởi vì Tống Thư Hằng một ít lời kịch nàng không hiểu trong đó tại ý tứ, mà không cách nào nói tiếp gốc dạ. Lúc này, ta muốn làm sao nói tiếp? Thiên đế tử hỏi. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ, nói, vẫn là không cần thiết. Đón đỡ lời này gốc dạ, ta sẽ rất xấu hổ. Quay lại ta đi dò cha đây là ý gì? Thiên đế tử nói, phục sinh về sau, ta liền có đại lượng trống không thời gian. Được, Tống Thư Hằng nói. Sau đó hắn phối hợp nhấc lên quần áo. Nhưng vén đến một nửa lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thiên đế tử, ngươi vì cái gì sẽ trên người ta phục sinh? Quả nhiên, lúc trước nàng nhất định phải chính mình đưa nàng chặt tới thần hình câu diệt là có nguyên nhân. Chẳng lẽ tại nàng chết tại chính mình đao hạ trong nháy mắt đó, liền đã trên người mình gieo bào tử? Ngươi đoán, thiên đế tử hỏi ngược lại. Tống Thư Hằng nghiêm túc nói, ta một năm qua này, ghét nhất người khác để ta đoán ta căn bản không hiểu, cho nên không đoán ra được sự tình, thứ hai chán ghét ta đang hỏi người khác ngươi đoán lúc, người khác nhìn ta mặt tìm đáp án. Thiên đế tử nở nụ cười, ta và ngươi tương phản. Ta thích nhất ta đang hỏi người khác ngươi đoán lúc, người khác một mặt thống khổ, trăm mối vẫn không có cách giải dáng vẻ. Tống Thư Hằng. Đang khi nói chuyện, ở trên người hắn có một đóa hoa sen hình chiếu ngưng tụ ra. Là nó, Tống Thư Hằng sững sờ. Hắn nhớ kỹ chi này hoa sen hình chiếu. Chính là lúc trước hạch tâm thế giới gan to bằng trời, muốn đem thiên đế trực tiếp nuốt vào, liếm nàng thiên đình chi đạo ngưng tụ ra tới cự hình hoa sen hình chiếu. Kết quả ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Thiên đế tử trực tiếp đem đóa này hoa sen hình chiếu chặt đứt. Cuối cùng, cái này cự hình hoa sen hình chiếu lại trở thành Tống Thư Hằng hạch tâm thế giới vụng trộm liếm đi thiên đế thiên đình mảnh vỡ chi đạo bồi thường. Nếu như không phải hôm nay thiên đế đem đóa này to lớn hoa sen hình chiếu rời ra ngoài, Thư Hằng đều kém chút quên đi nó. Tống Thư Hằng hỏi, người một mực giấu ở đóa này hoa sen hình chiếu bên trong. Giấu trên người ta. Không. Ta một mực dấu ở da đen tử trên thân đát thiên đế thanh âm vang lên. Da đen vũ nhu tử. Người dĩ nhiên thẳng đến dấu trên người ta. Chuyện khi nào? Vì cái gì ta một chút cũng không có phát giác. Mặt khác, ta không phải da đen tử a. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng. Quái lệ lục đậu phượng. Da đen tử nghĩ nửa ngày, không biết phải nói gì mới tốt, đành phải báo ra tên thật của mình. Trực tiếp dấu ở Thư Hằng trên người ngươi. Dựa vào ngươi cùng hoa sen hình chiếu quan hệ trong đó, ngươi lập tức liền sẽ cảm ứng được nó. Nhưng chỉ cần giấu ở da đen tử trên thân, bằng vào ta cùng da đen tử quan hệ. Lại thêm ta trước khi chết để lại cho ngươi đốn ngộ cùng khí thức che giấu, ngươi sẽ rất khó phát hiện ta đát thiên đế tử tiếp tục nói. Da đen tử. Ta báo ra danh tự A, quá phận. Bên cạnh, Tống Thư Hằng hơi suy nghĩ một chút về sau, học công đức xà mỹ nhân giọng điệu. Chứng chạc đàng hoàng bắt đầu niệm lời kịch, hoàng ngôn đem chân tướng giấu giếm, làm kết quả trạch hướng phương hướng chính xác. Dù là hoa sen hình chiếu giấu ở da đen vũ nhu tử trên thân, hắn cũng không có khả năng một chút cũng không cảm ứng được. Cho nên, thiên đế tử không có giảng nói thật, lại hoặc là, nàng giảng nửa thật nửa giả. Đoán chừng rất có thể là nàng tại bị chính mình chém chết lúc, hoặc là chính mình phục sinh bay tới thiên đế bảo tọa lên lúc, liền trúng chiêu. Trời cao đố kỵ anh tài, tráng niên mất sớm đát. Thiên đế tử trả lời. Tống Thư Hằng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đang khi nói chuyện, cái kia đóa hoa sen hình chiếu nở rộ. Hoa sen nụ hoa nở rộ, một đạo thon dài thân ảnh từ trong đó bước ra. Phục sinh sau thiên đế tử vẫn như cũ bảo lưu lấy vũ nhu tử cơ bản bộ dáng, hoàn mỹ tỷ lệ thon dài hai chân, như tơ thuận hoạt tóc dài. Chỉ là hai đầu lông mày. Nhìn qua so vũ nhu tử muốn càng thành thục một chút.
Lần này phục sinh trạng thái là được rồi. Phục sinh sau thiên đế tử thoải mái mà duỗi lưng một cái. Duỗi người động tác đem vũ nhu tử cái kia bá đạo dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tạo hóa tiên tử duỗi ra hai tay che đậy tại Tống Thư Hàng hai mắt trước, ngăn trở hắn ánh mắt. Dù sao đây là nàng lão sư hai mắt, có trời mới biết sẽ có hay không có một chút rất lợi hại công năng, vạn nhất Tống Thư Hàng một kích động, kích hoạt lên lão sư hai mắt lợi hại công năng làm sao bây giờ. Tống Thư Hàng ngược lại không thèm để ý. Trên thực tế, thực lực cảnh giới đạt tới hắn trình độ này về sau, nhìn đồ vật đã không còn giới hạn tại dùng con mắt cái này khí quan. Huống hồ, trừ một đôi nho ra thánh nhân chi nhãn bên ngoài, hắn còn có đệ tam thần nhãn. Đợi nụ hoa bên trong thiên đế tử phục sinh hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc đỉnh đầu Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, làm gì, người kém chút đâm trọt con mắt ta. Nàng trên móng vuốt, có thể là mọc ra một con độc nhãn. Nhìn, tươi mới thiên đế, sống, Tống Thư Hàng nói. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Cho nên, ta lúc đầu liền cùng bản thể của ngươi nói qua, ta cùng thiên đế rất quen, để ngươi bản thể đừng đi mân mê phục sinh thiên đế loại sự tình này, nhưng nàng lại không tin ta. Tống Thư Hàng nói. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Nhưng ta đã từng bị Tống tiền bối ngươi chém chết qua đát thiên đế tử chân đạp hư không, xoay người trên người Tống Thư Hàng kéo một cái, đem cái kia đóa to lớn hoa sen hình chiếu kéo xuống, tiện tay ném vào đến chính mình càn khôn không gian bên trong đi. Thứ này là nàng, cho dù là sử dụng hết, nàng cũng phải giữ lại. Ta phải chúc mừng ngươi hoàn mỹ phục sinh không? Tống Thư Hàng hỏi, hắn vừa rồi lại lật xuống tu lưu hệ thống giữa bầu trời đế tử trạng thái. Thiên đế tử trạng thái ghi chú đã từ chết không thể chết lại hoán đổi thành hoàn mỹ trùng sinh. Hoàn mỹ liền đại biểu cho nàng đã triệt để từ thiên đình chi đạo cục này bên trong thoát thân mà ra. Tống tiền bối, ngươi coi như chúc mừng ta. Ta cũng không có hồng bao có thể cho ngươi. Thiên đế tử nói. Tống Thư Hàng. Dung tục, ta chênh lệch là một cái kia hồng bao sao? Đã sống lại, vậy kế tiếp, ta còn phải bận bịu lên như vậy trong một giây lát. Thiên đế tử nói. Gây sự, mang ta. Tống Thư Hàng hỏi hắn cũng không phải là thật muốn cùng thiên đế tử gây sự, mà là nghĩ tìm kiếm thiên đế tử tiếp xuống muốn làm cái gì, bộ một chút điểm tình báo ra. Tốt đát. Thiên đế tử mỉm cười, ta muốn đi chặt Trình Lâm, cùng một chỗ. Tống Thư Hàng. Hiện tại, Tống tiền bối chính là Trình Lâm A. Da đen vũ nhu tử nói, cho nên ngươi muốn chặt Tống tiền bối. Kém chút quên đi việc này. Thiên đế tử mặt mày hớn hở. Sau đó nàng chập chỉ thành kiếm nhắm ngay Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, đến thật. Đương nhiên đát, thời gian chi đạo, tuế nguyệt kiếm phủ vân nhất biệt, lưu thủy thập niên. Thiên đế tử lấy chỉ làm kiếm, đâm về Tống Thư Hàng. Lúc này thiên đế cùng Tống Thư Hàng cách xa nhau vốn là chỉ có hơn một mét chút, khoảng cách này đối đại lão nhóm tới nói, thực sự quá ngắn nhỏ, gần như tại không. Mà lại giờ đây thiên đế là hoàn mỹ phục sinh, khoảng cách này bên trong nàng muốn xuất thủ, đâm người một kiếm, chư thiên vạn giới không người có thể tránh. Ngay tại thiên đế xuất kiếm giây lát, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt dành thời gian, nhanh chóng giảng giải nói. Tới, đây chính là thiên đế tuyệt chiêu lão niên si ngốc kiếm. Bên trong kiếm giả, đều tại thời gian khá dài trôi qua bên trong, hóa thành lão niên si ngốc. Tống Thư Hàng. Sở dĩ a, chiêu thức tên thứ này thật sự rất trọng yếu. Chiêu số giống vậy, đồng dạng uy lực, đồng dạng ý tứ, nhưng thay cái danh tự, bức cách liền hoàn toàn khác biệt. Lão niên si ngốc kiếm cùng thiên đế báo ra tới tuế nguyệt kiếm phủ vân nhất biệt, lưu thủy thập niên, tính chất giống nhau. Nhưng ở giữa bức cách, kém dòng dã một cái vị diện cự ly. Nếu như ta cơ sở quyền pháp, nhị nếu như đổi thành lưu tinh quyền phá nguyệt hàm cao nhạc, lưu tinh phất hiểu không, bức cách đồng dạng có thể đột phá chân trời đi. Tại đối mặt thiên đế một kiếm này lúc, Tống Thư Hàng cái kia trảm tam thi kiếp tiên cấp trong đại não, lại còn cấp tốc hiện lên rất nhiều cái tương quan suy nghĩ. Đương nhiên, cũng không phải là hắn đã bỏ đi chống cự. Tại đối mặt thiên đế một kiếm này lúc, Tống Thư Hàng thân thể vẫn là bản năng tránh né một chút. Chỉ là một mét phạm vi quá nhỏ, hoàn toàn ở thiên đế thời gian chi đạo lĩnh vực cái này bên trong. Thiên đế ngón tay cuối cùng vẫn đâm cho Tống Thư Hàng trên thân. Thời gian, tuế nguyệt lực lượng, bạo lực thôi động. Thụ một kiếm này ảnh hưởng, Tống Thư Hàng thân hình cứng tại nguyên địa, không nhúc nhích.
Tại trong con mắt hắn, có rất nhiều tin tức quang mang đang bay nhanh tính toán, đó là nho gia thánh nhân chi nhãn, tại tiếp thu một số tin tức, cũng đưa chúng nó chuyển hóa, phản hồi cho Tống Thư Hàng. Mấy tức sau, Hồ Thiên Đế Tử thổ khí như lan, thu hồi ngón tay của mình. Ngươi đối Thư Hàng làm cái gì? Sở các chủ ngốc mau hỏi. Sở các chủ cũng không có muốn đối Thiên Đế Tử ý tứ động thủ, lấy nàng cảnh giới tự nhiên có thể nhìn ra, Thiên Đế một kiếm này cũng không có thương tổn đến Tống Thư Hàng. Trước đâm Tống tiền bối cái này Trình Lâm một kiếm, xem như thu hồi điểm lợi tức đát, thuận tiện lấy cũng luyện một chút chặt Trình Lâm xúc cảm. Đến lúc đó ta đi chạm chân chính Trình Lâm một kiếm lúc, có thể thuần thục chút. Thiên Đế Tử trả lời. Sở các chủ ngốc mau. Sau đó, thừa dịp một kiếm này kết thúc Tống tiền bối cái kia dài rằng giặc đốn ngộ trạng thái, cho hắn một bộ phận đáp án. Thiên Đế Tử tiếp tục nói. Tống Thư Hàng từ đưa nàng chém một lần về sau, thụ nàng trước đó nguyên thần thần hình câu diệt lúc ảnh hưởng, một mực ở vào một loại đốn ngộ cộng ngộ đạo trạng thái bên trong. Bất quá đốn ngộ loại vật này, quá bền bỉ, hiệu quả cũng sẽ dần dần tán đi, mất đi đốn ngộ linh hồn. Dù sao sở vị đốn ngộ trọng yếu nhất chính là ngộ lúc linh quang lóe lên. Sở dĩ lúc này Thiên Đế, mượn một kiếm này, cho Tống Thư Hàng một bộ phận đáp án chính xác, nhưng hắn tử đã mất đi linh hồn đốn ngộ trạng thái bên trong rời khỏi. Ngươi đem tin tức gì cho Thư Hàng rồi? Xích Tiêu Kiếm hỏi. Hắn có thể cảm giác được Tống Thư Hàng trên người trường sinh chi đạo khí tức càng ngày càng hoàn thiện. Thiên Đế cho Tống Thư Hàng tin tức, tại bù đắp hắn trường sinh chi đạo. Viễn cổ thiên đình chi, tại trừ bỏ cái kia một bộ phận trói buộc khâu bên ngoài, cùng Tống tiền bối tu lưu hệ thống nhưng có mấy phần tương tự. Ta giao cho Tống tiền bối, chính là bộ phận này hoàn chỉnh tin tức, cùng ta tự thân lĩnh ngộ. Thiên Đế Tử trả lời. Bia đá đạo hữu, ngươi có phải hay không đối Thư Hàng còn có hắn ý đồ? Nếu như ta nói, ta đối Tống tiền bối đã không có bất luận cái gì ý đồ, các ngươi tin sao? Thiên Đế Tử nói. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, ta tin. Dùng hiện tại lời nói tới nói, Phượng Nghi cầm chủ cơ hồ là Thiên Đế phen cuồng. Tạ ơn Phượng Nghi tiên tử tín nhiệm, Thiên Đế Tử cười trả lời, nhưng là, chính ta đều không tin đát. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Đi rồi, chờ qua mấy ngày, ta liền trở lại. Thiên Đế Tử nghĩ nghĩ tay, duỗi tay trên người Tống Thư Hàng một chảo, đem hắn đầu kia tạm thời không phát huy được tác dụng cái chăn vồ xuống, che đậy đến trên người mình. Gói kỹ lưỡng cái chăn về sau, nàng mới tán đi trên người mình huyễn thuật. Đi làm gì? Xích Tiêu Kiếm nghi hoặc hỏi. Thiên Đế, nói, chặt Trình Lâm. Hả, vậy ngươi biết Trình Lâm ở đâu không? Xích Tiêu Kiếm hỏi. Thiên Đế, đừng lo lắng, ta có manh mối. Dứt lời, Thiên Đế đôi chân dài trong hư không đá một cái, mở ra cánh cửa không gian, trốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Xích Tiêu Kiếm. Nghĩ nghĩ về sau, hắn liên hệ Xích Tiêu Tử đạo trưởng, A Tiêu. Xích Tiêu Tử đạo trưởng. A Tiêu là cái quỷ gì xưng hô? Xích Tiêu Kiếm, ta trước đó nhìn thấy âm trúc xưng hô Thư Hàng đều để A Tống, đặc biệt thân mật, thế là ta liền nghĩ thay đổi khẩu vị. Nhưng nếu như bảo ngươi A Xích lời nói, cảm giác giống như là đang mắng người. Sở dĩ, ta lựa chọn A Tiêu cái này biệt danh. Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Nói chính sự, A Tiêu, Thiên Đế muốn đi chặt Trình Lâm. Ngươi gọi Trình Lâm chú ý an toàn. Xích Tiêu Kiếm nhắc nhở. Xích Tiêu Tử đạo trưởng hơi suy nghĩ một chút, nói, ngươi trực tiếp nói cho Thiên Đế, Trình Lâm hắn đi thần bí đảo. Xích Tiêu Kiếm. Như vậy bán đồng đội. Thật sự không có vấn đề. Trên thực tế, Trình Lâm một mực cũng đang tìm Thiên Đế. Đã Thiên Đế muốn đi chặt Trình Lâm, vậy thì thật là tốt thỏa mãn hai người nguyện vọng, há không mỹ quá thay. Xích Tiêu Tử đạo trưởng trả lời. Xích Tiêu Kiếm, tốt có đạo lý dáng vẻ. Nhưng là, Thiên Đế tử đã đi xa. Cùng một thời gian, tại Tống Thư Hàng tổ cái kia lâm thời thảo luận tổ bên trong. Trình Lâm tiên tử. Người có nắm chắc đối mặt Thiên Đế sao? Bạch tiền bối thuận miệng hỏi một câu. Hắn biết Trình Lâm cũng một mực chú ý Tống Thư Hàng tình huống bên này, Thiên Đế phục sinh sự Trình Lâm khẳng định cũng âm thầm dòm bình phong. Không nắm chắc, nhưng là không có quan hệ, Bạch đạo hữu. Tiểu nữ tử đã là chết không thể chết lại người. Trình Lâm tiên tử trả lời, huống hồ, Thiên Đế đi tìm Trình Lâm tiên tử, cùng ta Trình cẩu đản có quan hệ gì? Trình Lâm là ai, ta không biết. Hừm, vậy là tốt rồi. Bạch tiền bối bình tĩnh trả lời.
Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, tại đối mặt các loại nói chuyện phiếm sóng cuồng cục lúc, đều có một khỏa bình tĩnh tâm thái. Lại nói, Tống Thư Hàng, người thế nào? Trình Lâm tiên tử lại hỏi. Chịu Thiên Đế một kiếm, nhục thân đều định tại nguyên chỗ không nhúc nhích, ý thức không biết còn có thể hay không giao lưu. Hệ thống nhắc nhở, bá Tống đứng máy bên trong, xin đợi sẽ liên lạc lại. Lại đứng máy a, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này phần cứng thiết bị phải nhanh lên một chút thăng cấp, đuổi theo thời đại a. Trình Lâm tiên tử nói. Nhưng lúc này Tống Thư Hàng đã không cách nào trả lời Trình Lâm. Tại Thiên Đế một kiếm kia Tuế Nguyệt kiếm phủ vân nhất biệt, Lưu Thủy thập niên ảnh hưởng dưới, hắn phát hiện mình tín hiệu, tựa hồ cùng hư không bên trong một cái khác tín hiệu, bắt đầu ma sát nối tiếp. Sở dĩ sẽ nối tiếp, là bởi vì hai cái này tín hiệu, có cùng nguồn gốc. Một cái là Tống Thư Hàng bản thân tín hiệu, một cái khác. Thì cao cao tại thượng, siêu việt chư thiên vạn giới, áp đảo khung đính. Thiên Đế một kiếm kia, nguyên bản hẳn là có thể để người chúng kiếm tiếp nhận thời gian lực lượng cọ rửa, giây lát tiếp nhận thời gian khá dài trôi qua, hóa ra lão niên si ngốc triệu chứng tới. Tống Thư Hàng tại chịu một kiếm về sau, ý thức bắt đầu nhẹ nhàng. Lúc này, thần trí của hắn một phân thành hai. Một bộ phận cùng Nho Gia Thánh Nhân Chi Nhãn đồng bộ, Thánh Nhân Chi Nhãn tại thay hắn tiếp thu từ Thiên Đế cái kia truyền đến bù đắp trường sinh chi đạo số liệu, trải qua xử lý sau phản hồi cho Tống Thư Hàng. Một bộ phận khác tại thời gian chi lực ảnh hưởng dưới, càng bay càng cao. Liền cùng uống say một dạng. Tống Thư Hàng cảm giác mình ý chí vẫn là thanh tỉnh, nhưng lại khống chế không nổi bản thân cái kia phiêu phiêu dục tiên thần thức. Tại phiêu đãng mấy tức về sau, tại Thiên Đế Tuế Nguyệt kiếm ảnh hưởng dưới, thời gian chi lực thành cầu nối, để Tống Thư Hàng ý thức cùng một cái khác kênh Tống Thư Hàng ý thức nối tiếp. Là nhập thân vào đạo tử tiền bối sau lưng cái kia lão bá Tống. Mấy tức sau, Tống Thư Hàng tiến vào quen thuộc nhập mộng trạng thái. Bất quá lần này, hắn nhập mộng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Lần này nhập mộng là mộng trong mộng kết quả. Mà mộng trong mộng đối tượng chính là đạo tử tiền bối. Nhập mộng thời gian điểm vào, thì là đạo tử tiền bối chứng đạo 8. Năm nhiệm thiên đạo thời điểm. Trong mộng, đạo tử lơ lửng ở hạch tâm thế giới cùng hiện thế kết nối chỗ. Phía dưới là hạch tâm thế giới bên trong hợp nhất phiến cổ thiên đình mảnh vỡ, thiên đình thiên đế chi đạo kèm theo trên người đạo tử. Tống Thư Hàng thị giác cùng tấn thăng thiên đạo đạo tử đồng bộ. Tại nhập mộng đồng bộ sát na. Tống Thư Hàng mơ hồ cảm ứng được đạo tử tiền bối theo bản năng kháng cự ý thức chân chính đỉnh tiêm đại lão, đều có được thấu cổ thông nay chi năng, có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng nhập mộng trạng thái. Đang tại tấn thăng 8, năm nhiệm thiên đạo đạo tử tiền bối, tại trên cấp bậc tới nói là chân chính đại lão bên trong đại lão, tự nhiên có thể phát giác được Tống Thư Hàng nhập mộng. Bất quá, loại kia kháng cự ý thức chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó đạo tử tiền bối liền chủ động phối hợp Tống Thư Hàng. Thậm chí đối với lấy Tống Thư Hàng mở ra trạng thái của mình. Hiển nhiên, đạo tử tiền bối phát giác Tống Thư Hàng thân phận. Tống Thư Hàng cùng Nho Gia hữu duyên, hắn cùng Nho Gia thánh nhân, Vân Thước Tử, Nho Gia 13 kiếp tiên, Tạo Hóa tiên tử, Kim Liên thế giới, Hằng Hỏa tôn giả đều có rất sâu nhân quả, đáng tiếc mặc dù hữu duyên nhưng vô phận, nhân quả lại mạnh, cũng nhất định hắn sẽ không trở thành Nho Gia một viên. Đạo tử tại phát giác Tống Thư Hàng thân phận về sau, tại tình huống cho phép phía dưới, tự nhiên sẽ mở cửa sau. Sở dĩ, nhân mạch cũng là trong tu luyện rất trọng yếu một cái khâu. Chỉ muốn nhân mạch đủ mạnh, thiên đạo không chỉ có thể vì ngươi đại ngôn đánh quảng cáo, còn có thể cùng ngươi chia sẻ hắn chứng đạo lúc vinh diệu, kinh lịch, thậm chí mang ngươi cùng một chỗ bay. Nhập mộng bên trong, Tống Thư Hàng tầm nhìn cùng đạo tử tiền bối đồng bộ, hắn ngồi ở thiên đế bảo tọa bên trên, hòa hoãn phi thăng, nhìn xuống chư thiên vạn giới. Thiên đạo ánh mắt, liếc mắt chính là vạn giới. Tống Thư Hàng tại vạn giới bên trong thấy được quen thuộc địa cầu thế giới đang ở, lại thấy được thú tu giới, mộng giới, cùng chủ nợ âm ảnh lãnh chúa thế giới, cuối cùng còn chứng kiến hắn bá giới. Nhìn một vòng về sau, Tống Thư Hàng, hoặc là nói là đạo tử tiền bối ánh mắt, lại rơi vào Tô Thị A Thập Lục trên thân. Tô Thị A Thập Lục trước đó, vì hiệp trợ đạo tử 8. Năm nhiệm thiên đạo kế hoạch. Dẫn hạ thiên kiếp của mình trợ đạo tử một chút sức lực. Sở dĩ, đạo tử tại chứng đạo về sau, tự nhiên muốn trả hết cái này ân tình. Làm một cái đang tại chứng đạo thiên đạo, đạo tử chỉ cần nhìn một chút Tô Thị A Thập Lục,
trong lòng phun lên một cái đối nàng cảm tạ suy nghĩ, chư thiên vạn giới pháp tắc liền bị dẫn dắt. Sau đó liền có một phần không kém gì phổ thông huyền thánh giảng pháp sau công đức chi lực, rơi vào Tô Thị A Thập Lục trên thân, tăng cường nàng khí vận cùng công đức. Phổ thông huyền thánh giảng pháp công đức, cũng không tính quá mạnh. Tống Thư Hàng mỗi lần giảng pháp sau công đức thu hoạch, đều là mấy chục lần tại phổ thông huyền thánh công đức. Bất quá, A Thập Lục lấy được công đức vẫn chỉ là bắt đầu. Chờ đạo tử triệt để chứng đạo về sau, phần này công đức sẽ còn càng tăng cường hơn mấy lần. Hiệp trợ thiên đạo chứng đạo công đức thì tương đương với là tòng long chi công, công đức vô lượng. Mà lại, công đức chi lực cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là công đức bên trong ẩn chứa thiên đạo cảm tạ, cái này tương đương với một cái siêu cường bắp. Từ đó về sau, Tô Thị A Thập Lục mỗi lần độ kiếp lúc, thiên kiếp cảm ứng được cái này bắp, đều muốn cho nàng một bộ mặt. Tống Thư Hàng thấy cảnh này về sau, sâu trong đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, Tô Thị A Thập Lục về sau độ kiếp, liền rốt cuộc không lo. Dù cho đạo tử 8, 5 nhiệm thiên đạo hạ nhiệm, cái này bắp hiệu quả vẫn như cũ sẽ tồn tại. Trừ phi đời tiếp theo thiên đạo cùng đạo tử có thù, đối chọi gay gắt, tận lực dùng tay đi giải trừ cái này thiên đạo mặt mũi bắp hiệu quả. Xử lý Tô Thị A Thập Lục nhân quả về sau, đạo tử ngồi ở trên vương tọa, hòa hoãn lên không. Trong lúc đó, phụ thân đạo tử Tống Thư Hàng mơ hồ nghe được bên tai có người lên tiếng. Đây cũng là lão bá Tống thì thầm đạo tử, hướng hắn nói chuyện nội dung cốt truyện. Tống Thư Hàng không thể nghe rõ lão bá Tống tại nói cái gì. Bất quá, hắn cũng không có vội vã đi tìm đáp án này. Dù sao tương lai, lời này là hắn giảng, không có gì có thể hiếu kỳ địa phương. Lão bá Tống kể xong thì thầm về sau, đạo tử liền bạo khởi nổi giận, vung sách đánh nổ hư không. Nhập mộng bên trong Tống Thư Hàng, lấy thứ nhất thị giác góc độ, rõ ràng cảm ứng một lần đạo tử dùng nho điển đánh nổ hư không thủ pháp. Một chiêu này, có lẽ ta cũng có thể làm được. Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động. Đạo tử đánh nổ hư không thời điểm, trạng thái vẫn còn đang tại chứng đạo bên trong, là Á Thiên Đạo trạng thái. Mà lúc này, Tống Thư Hàng bản thể có được bất hủ phì kình kim đan cộng ngụy bất hủ hình thức. Cả hai tại trên thực lực có to lớn vô cùng chênh lệch, nhưng địa vị nhưng có mấy phần tương tự. Tống Thư Hàng tinh tế dư vị đạo tử tiền bối xuất thủ mỗi một cái trình tự, trong đầu mô phỏng một lần. Mấy hơi về sau, mượn nhập mộng ưu thế, hắn thành công lĩnh ngộ ra một cái thủ đoạn công kích Á Thiên Đạo nện sách. Đây là tạm định danh. Chờ quay đầu hắn lại đem đòn công kích này thủ đoạn đổi cái Thiên Đế Tuế Nguyệt kiếm loại kia họa phong danh tự đến, họa phong liền tăng lên. Lại phối hợp hiện tại hắn trong tay nho điển, tương lai như gặp gỡ đại địch, hắn khoát tay chính là Á Thiên Đạo cấp nện sách công kích gián mặt. Trong lúc đang suy tư, nhập mộng nội dung cốt truyện bên trong đạo tử, đã đánh nổ hư nhật thủ hộ giả cùng hằng tinh mạt nhật giả. Đạo tử tiếp tục thăng thiên. Cuối cùng, hắn chính thức tiếp xúc đến thiên đạo. Bất hủ pháp tắc, bắt đầu cải tạo đạo tử. Oanh! Nhập mộng trạng thái Tống Thư Hàng, đại não phảng phất trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Bản mệnh đan điền bên trong bất hủ phì kình kim đan như là cá nóc một dạng bành trướng, ra sức nhảy nhót. Tại một sát na thời gian bên trong, Tống Thư Hàng ý thức độ cao vô hạn tăng lên. Của hắn tầm mắt, vượt qua chư thiên vạn giới hạn chế, bao trùm trường sinh giả phía trên. Một sát na, đây là nhỏ bé đến không cách nào miêu tả thời gian, đối người bình thường tới nói còn chưa đủ sinh ra một cái suy nghĩ. Nhưng đối với thiên đạo cấp tồn tại tới nói, một sát na lại đủ để hoàn thành rất nhiều chuyện. Mà Tống Thư Hàng lúc này tầm mắt, tư duy tại ngắn ngủi này một sát na thời gian bên trong, đều bị thăng hoa đến cực hạn. Sở dĩ, lúc này hắn, nội tâm hí có thể biến phi thường phong phú. Hắn có thể đem rất nhiều suy nghĩ, áp xúc đến một sát na trong thời gian đi hoàn thành. Vào lúc này, thời gian đối với Tống Thư Hàng tới nói, gần như tại đình chỉ trạng thái. Đây chính là thiên đạo số liệu. Tống Thư Hàng tại nhập mộng đạo tử, tiếp xúc thiên đạo, ngưng tụ bất hủ chi thân lúc, nội tâm đều có chút không dám tin. Thiên đạo tin tức là giữa thiên địa lớn nhất huyền bí, dù là có toát ra đến, cũng đều chỉ là mênh mông một góc của băng sơn tin tức. Nhưng lần trở lại này, hắn lại tiếp xúc đến trong núi băng chính thể. Mặc dù tiếp xúc lúc, hắn trong đại não tin tức liền phát nổ. Nhưng hắn xác thực thông qua đạo tử tiếp xúc đến thiên đạo trọng yếu nhất huyền bí.
nhập mộng thậm chí ngay cả loại tin tức này cũng có thể cọ đến. Liền thiên đạo hạch tâm huyền bí đều cọ đến, vậy cái này chư thiên vạn giới bên trong, đã không có gì đồ vật, là hắn bá tống không cách nào cọ đến. Từ cọ sách, cọ thiên kiếp, cọ pháp tắc, cọ nhân sinh kinh lịch, cọ nhân quả, cọ công đức, cọ boss. Một đường gian khổ phát triển một chút đến, bá tống rốt cục cọ đến chư thiên vạn giới lớn nhất huyền bí. Mặt khác đáng được ăn mừng chính là, hắn cơ sở tốt. Nếu như trong cơ thể hắn không có bất hủ phì kình kim đan, nếu như hắn kim đan bên trên không có bạch tiền bối lúc ấy vận dụng thiên đạo quyền hạn vì hắn bổ vẽ kim đan long văn, nếu như hắn không có ngụy bất hủ trạng thái, nếu như hắn tại quá khứ không có một lần tiếp xúc đến thiên đạo tin tức. Vậy hắn cọ đến đạo tử tấn thăng thiên đạo giây lát, liền sẽ thần hình câu diệt, triệt để sụp đổ. Coi như phục sinh, cũng sẽ như năm đó bất diệt chi chủ một dạng, xa vào đến an nghỉ bên trong. May mắn, hắn trước kia lần lượt tích lũy, vì hắn lần này cọ thiên đạo hạch tâm tin tức đặt xuống kiên cố nhất cơ sở. Lại thêm cường đại thống khổ nhẫn nại lực, những hắn tại óc đều muốn nổ rán kịch liệt đau nhức bên trong, còn có thể tận lực bảo trì tư duy. Mà chỉ phải gìn giữ lấy miễn cưỡng rõ ràng tư duy, là hắn có thể tại một sát na thời gian bên trong, xử lý rất nhiều chuyện. Tỷ như, suy luận trường sinh chi đạo. Tống Thư Hàng nhục thân bên trên hai đầu trường sinh chi đạo tin tức, một đầu đã cơ bản giải, mặc dù còn không suy nghĩ thấu trường sinh nguyên lý, nhưng chỉ cần làm từng bước xuống dưới, liền có thể đem Tống Thư Hàng đẩy vào đến trường sinh giả cảnh giới, tiến vào phi sinh, phi tử trường sinh trạng thái dù là đại não không để ý tới giải. Nhưng công thức đã thành lập, chỉ muốn nhục thân án lấy công thức đi bộ liền có thể được đến đáp án chính xác. Một cái khác điều hòa tu lưu hệ thống có liên quan trường sinh chi đạo, lại cần viễn siêu tu luyện giả tầm mắt, muốn đứng ở nhìn xuống chư thiên vạn giới, đứng ở khung đính góc độ tới suy đoán. Sở dĩ, ngay tại lúc này, Tống Thư Hàng đem bản thân còn sót lại tất cả tinh lực, toàn bộ vùi đầu vào diễn toán tu lưu trường sinh chi đạo đi lên. Mặc kệ có thể hay không thôi diễn thành công. Hắn lúc này chỉ có như thế một lựa chọn. Lúc này không bác, chờ đến khi nào? Tống Thư Hàng thể nội tất cả mọi thứ đều bị điều động, tham dự vào diễn toán tu lưu trường sinh chi đạo hạng mục bên trong. Cùng phi sinh, phi tử đầu này trường sinh chi đạo so ra, tu lưu trường sinh chi đạo mới thật sự là đem hắn tất cả tiềm lực đều dung hợp một chỗ siêu cấp đại đạo. Bảy hạch tâm, bạch tiền bối bổ vẽ siêu cấp thiên đạo cấp kim đan long văn, kim đan bên trên kết cấu tinh lộ hình. Bảy viên thánh ấn cộng giới chủ ấn, căn nguyên văn tự pháp tắc, hòa thôi pháp tắc, nhân quả chi lực, công đức võng lạc, bất hủ phì kình kim đan, ngụy bất hủ thân thể, tu lưu hệ thống vân vân. Hết thảy thuộc về Tống Thư Hàng đặc dị năng lực, lúc này đều hội tụ đến cùng một chỗ. Phi sinh, phi tử trường sinh chi đạo nhiều nhất đại biểu cho Tống Thư Hàng tại tử vong phương diện đơn nhất năng khiếu. Tu lưu trường sinh chi đạo mới là đem Tống Thư Hàng tất cả thuộc tính, toàn diện phát huy ra đại đạo. Hiện thế bên trong, sở các chủ ngốc mao sững sờ. Bởi vì nàng đột nhiên cảm ứng được, tại một sát na bên trong, Tống Thư Hàng sọ não nóng lên đến đáng sợ, cái này nhiệt độ đủ để phỏng trường sinh giả. Mà lại, tại ngắn ngủi một sát na bên trong, nàng mơ hồ cảm ứng được Tống Thư Hàng thân thể đang không ngừng sụp đổ, gây dựng lại. 80 lần, vẫn là 90 lần, hoặc là, càng nhiều. Sở các chủ ngốc mao ở trong nháy mắt này thời gian bên trong, đều không có tính toán rõ ràng. Nàng chỉ biết là bá tống sọ não bắt đầu kịch liệt nóng lên về sau, thân thể tại đạt đến điểm tới hạn, liền không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ. Nhưng là, hôm nay Tống Thư Hàng thể nội bất hủ phì kình kim đan giống như là được đến bổ sung năng lượng đầu nguồn, liên tục không ngừng bổ sung năng lượng. Tống Thư Hàng mỗi một lần sụp đổ, bất hủ phì kình kim đan liền có thể lập tức đem thân thể khôi phục. Cái này tuần hoàn, tiến hành 8-90 lần, thậm chí khả năng càng nhiều, có lẽ đã phá trăm. Nói cách khác tại một sát na kia thời gian bên trong. Tống Thư Hàng tử vong ghi chép, liền có thể tăng thêm 3 chữ số liệu. Đây mới thực là dùng sinh mệnh tại phát nhiệt. Thật nóng, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đồng thời kêu lên, nàng cũng cuộn tại Tống Thư Hàng sọ não bên trên, xảy ra chuyện gì rồi? Thiên đế lão niên si ngốc kiếm. Cũng không có để cho người ta sọ não nóng lên hiệu quả a. Chỉ sợ không phải thiên đế lão niên si ngốc kiếm hiệu quả, thiên đế một kiếm kia, khả năng làm ra cái nào đó kíp nổ tác dụng, dẫn dắt đến Tống Thư Hàng tiến vào càng sâu tầng thuế biến. Bia đá đạo hữu chậm rãi nói.
thân là Bá Tống Mộ Bia, hắn một mực dùng độc đáo ánh mắt đi quan sát Bá Tống. Có như vậy một sát na, thiên đạo khí tức, Bạch Tiền Bối thanh âm vang lên, thanh âm của hắn vượt qua Tà Liên thế giới cùng Hạch Tâm thế giới thông đạo, truyền tới. Tại Bạch Tiền Bối thanh âm vang lên giây lát, Tống Thư Hàng phía sau Tống Béo Cầu thể lỏng kim loại áo khoác đột nhiên không gió mà bay. Tống Béo Cầu đối cái thanh âm này dị thường mẫn cảm. Hắn cảm giác mình từ thực chất bên trong chán ghét cái thanh âm này. Nhưng là, ở trong xương chỗ sâu, hắn tựa hồ lại tại không muốn xa rời lấy cái thanh âm này, có loại không nỡ cứ như vậy rời đi cái thanh âm này lại hoặc là hâm mộ cái thanh âm này chủ nhân ý nghĩ. Tóm lại, là phi thường phức tạp cảm xúc. Tống Béo Cầu áo khoác nhẹ nhàng tung bay về sau, lại bình tĩnh lại hắn chỉ là cái phân thân. Lúc này càng hẳn là quan tâm bản thể trạng thái mới đúng. Bản thể, hoàn toàn chính xác tại tiếp xúc thiên đạo tin tức. Tống Béo Cầu áo khoác cũng lên tiếng nói, mà lại, ta có thể minh xác nói cho các người biết, bản thể hẳn là tại thu hồi chính hắn lực lượng. Ta từ hắn tiếp xúc thiên đạo tin tức bên trong, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, đó là ta bản thể trước kia hương vị khí tức. Bạch Tiền Bối. Chỉ nghe thanh âm này, hắn đều từ Tống Béo Cầu trong giọng nói nghe được tràn đầy kiêu ngạo. Bạch Tiền Bối ánh mắt lại rơi về phía cửu u thế giới, tại cửu u thế giới bản nguyên bên trong, có một đoàn màu đen kim loại đã ngưng tụ tới lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thật chờ mong Béo Cầu phục sinh về sau, nhìn thấy Tống Béo Cầu hình ảnh. Bạch Tiền Bối đang mong đợi Béo, tức thành cá nóc, cầu xuất hiện. Chỉ muốn não bổ một chút Béo Cầu khí đến xù lông, cầu trên người nổ ra rất nhiều gai nhọn hình ảnh, Bạch Tiền Bối liền một trận vui vẻ. Hắn rất chờ mong đến lúc đó đâm nổ Béo Cầu, có thể bành trướng đến đâu cái trình độ lớn nhỏ. Nho nhỏ một đầu cá nóc có thể bành trướng thành bóng da lớn nhỏ. Béo Cầu theo tỷ lệ lời nói không chừng có thể bành trướng thành thôn cấp trưởng tâm lôi. Huyện cấp, thành phố cấp. Quả nhiên thân là cửu u chúa tể, muốn vui sướng còn sống liền cần có một cái thế lực ngang nhau đối thủ, thỉnh thoảng có thể dùng đến soát độ vui vẻ. Trước kia Bạch Tiền Bối cảm giác Béo Cầu có đôi khi đỉnh đáng ghét, nhưng khi Béo Cầu chân chính phục sinh về sau, Bạch Tiền Bối phát hiện mình lại còn rất vui vẻ. Tống Tiền Bối nóng lên đình chỉ, lúc này, tỉ mỉ da đen Vũ Nhu Tử lên tiếng nhắc nhở. Bá Tống sọ não đã bắt đầu hạ nhiệt độ, thân thể cũng đã không lại sụp đổ, phục sinh. Sở các chủ ngốc mau xinh đẹp lắc lư, một cái thủy hệ chữa trị pháp thuật bị nàng vung ra, rơi vào Tống Thư Hàng sọ não bên trên. Bích thủy các chỉ rũ thuật phi thường kinh điển, tư nhuận vô thanh, hiệu quả cũng tốt. Chỉ rũ thuật rơi xuống về sau, phát ra một trận xì 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 tiếng vang, càng có một trận màu trắng sương mù bay lên. Tỉnh lại sao? Xích Tiêu Kiếm hỏi. Bia đá đạo hữu, nhìn qua còn không có. Nhưng hắn hai mắt nhìn đã rất tinh thần. Xích Tiêu Kiếm nói. Da đen Vũ Nhu Tử, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, Tống tiền bối hai mắt hiện tại là thánh nhân chi nhãn. Đang tại xử lý tin tức, sở dĩ nhìn rất tinh thần. Tiền bối ngươi có thể nhìn Tống tiền bối thứ ba thần nhãn, hiện tại thứ ba thần nhãn liền không có tiêu cự. Xích Tiêu Kiếm. Ta tại tu lưu hệ thống bên trong xuống Thư Hàng, nhưng hệ thống nhắc nhở hắn vẫn còn đứng máy trạng thái. Bạch tiền bối thanh âm vang lên trả lời, xem ra, lần này hắn cọ đến phi thường khó lường đồ vật. Bạch tiền bối đã mơ hồ đoán được, Tống Thư Hàng khả năng ở vào cái kia nhập mộng trạng thái. Tiên tử, đón lấy đến người bảo vệ cẩn thận Thư Hàng. Bạch tiền bối lại dặn dò. Công đức xà Mỹ nhân từ dưới đất bò dậy, đuôi rắn hỏa hoãn đem Tống Thư Hàng bảo hộ, công đức chi lực thoải mái Tống Thư Hàng thân thể. Tống Thư Hàng trên mặt có chút thần sắc thống khổ tán đi rất nhiều, nhíu chặt lông mày cũng buông ra. Nhập mộng bên trong. Nội dung cốt truyện bên trong đạo tử đã thành công thông qua nghi thức, trở thành 8 năm nhiệm thiên đạo. Lúc này, đạo tử đã bắt đầu đi quen thuộc thiên đạo quyền hành, thử đi phạm vi nhỏ sử dụng thiên đạo quy tắc lực lượng. Mà Tống Thư Hàng cũng cuối cùng từ cái kia một sát na đốt não thôi diễn trạng thái bên trong rời khỏi. Một sát na kia tiêu hao, di chứng to lớn. Tống Thư Hàng lúc này đại não vẫn như cũ tại u ám trạng thái, dù cho nhập mộng nhập thân vào đạo tử trên người, lại chỉ có thể chết lặng cảm ứng đến đạo tử đối thiên đạo quyền hạn thao tác, hắn u ám đại não không cách nào từ đó thu hoạch được bất kỳ cảm ngộ. Đại não đã triệt để mỏi mệt. Cái này to lớn kỳ ngộ tự thể nghiệm thiên đạo thao tác thiên đạo quyền hành cơ hội, Tống Thư Hàng giờ đây có lòng không đủ lực. Nhân sinh chính là như vậy, có đôi khi tổng không cách nào làm đến cá cùng tay gấu đều chiếm được, nhất định phải bỏ qua.
tốt tại, Tống Thư Hàng cũng không có tiếc nuối loại hình cảm xúc. Bởi vì trừ hắn bên ngoài, còn có lão bá Tống ở đây. Hắn hiện tại không cách nào thể nghiệm thiên đạo thao tác thiên đạo quyền hành to lớn kỳ ngộ, nhưng không có nghĩa là tương lai hắn liền không có cơ hội, tương lai lão bá Tống không phải cùng dạng lại nhập mộng một lần nha. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Vậy ta đây lần ăn cá, lần sau lại đến ăn tay gấu nha. Nhập mộng bên trong, đạo tử như trước đang quen thuộc thiên đạo quyền hành, cũng bắt đầu đi suy nghĩ giải quyết nho ra đệ tử phục sinh di chứng phương án. Tống Thư Hàng cái kia u ám đại não, cũng đang dần dần khôi phục. Lần này một sát na tiêu hao lớn, nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn vô cùng. Đầu tiên, đầu kia phi sinh, phi tử trường sinh chi đạo, bị Tống Thư Hàng hoàn toàn lĩnh ngộ. Đây là thu hoạch ngoài ý liệu. Tống Thư Hàng lần này mượn nhờ một sát này thiên đạo tầm nhìn trạng thái thôi diễn tu lưu trường sinh chi đạo, cũng không có đi thôi diễn phi sinh phi tử chi đạo. Dù sao, phi sinh phi tử trường sinh chi đạo công thức khung đã ở, chỉ muốn thuận theo tự nhiên là đi. Nhưng khi hắn tại thôi diễn tu lưu trường sinh chi đạo lúc, đối phi sinh phi tử trường sinh chi đạo lý giải, cũng càng sâu một bước. Hai đầu trường sinh chi đạo, đều là tại chính hắn nhục thân bên trên khai quật ra, đều là hắn trường sinh đạo. Sở dĩ, hai đầu trường sinh chi đạo kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn thiết cắt độc lập nói. Hai đầu trường sinh chi đạo ở giữa, có thật nhiều chỗ tương đồng, ảnh hưởng lẫn nhau đối ứng. Đối nó bên trong một đầu trường sinh đạo lý giải làm sâu sắc, đối một cái khác đầu cũng sẽ có càng sâu minh ngộ. Đầu này phi sinh phi tử trường sinh chi đạo, như Tống Thư Hàng đoán trước, là một đầu phi thường cực đoan, tàn khốc trường sinh chi đạo. Nó cực đoan cùng tàn khốc, không phải nhằm vào người khác, mà là nhằm vào bước ra đầu này trường sinh chi đạo Tống Thư Hàng tự thân. Cùng Trình Lâm tiên tử chết không thể chết lại trạng thái quả nhiên có chút tương tự, nhưng cũng hoàn toàn tương phản. Trình Lâm trường sinh chi đạo là thai nghén tân sinh chi đạo, nàng thường cách một đoạn thời gian sẽ thai nghén một cái tân sinh bản thân, lột đi cũ thân thể, quá trình này sẽ để cho nàng biến càng thêm cường đại, lột đi tử vong, vô hạn trường sinh. Mà Tống Thư Hàng lúc này phi sinh phi tử trường sinh đại đạo, cùng thuộc tại chu kỳ tính tuần hoàn trường sinh đạo, cùng Trình Lâm tiên tử một dạng, cách mỗi một cái chu kỳ sau sẽ tiến hành thuế biến. Bất quá, Trình Lâm tiên tử thuế biến là hướng sinh cái này một khối diễn hóa, mà Tống Thư Hàng đầu này trường sinh chi đạo, lại là hướng chết cái này một khối dựa sát vào. Thường cách một đoạn thời gian chu kỳ về sau, phi sinh phi tử trường sinh chi đạo liền sẽ chết bên trên một lần, tại tử vong quá trình bên trong đem hết thảy tất cả mặt trái hiệu quả toàn bộ giết chết, sau đó trùng sinh. Đồng dạng, phục sinh sau bá Tống, đem biến so trước đó càng thêm cường đại. Mà ngày bình thường, bá Tống giống như Trình Lâm, kỳ thật đều ở vào một cái phi sinh, phi tử kỳ diệu trạng thái. Một cái tại tuần hoàn sau khi kết thúc, hỏa hoãn hướng sinh dựa sát vào, một cái khác tại tuần hoàn sau khi kết thúc, hỏa hoãn hướng chết rảo bước tiến lên. Phi sinh phi tử, chỉ là đầu này trường sinh đạo một cái trạng thái. Đầu này trường sinh đạo, hướng chết mà sinh, Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Đây là cùng Trình Lâm thai nghén tân sinh trường sinh pháp đối ứng hướng chết mà sinh trường sinh đạo. Nương Tống Thư Hàng đối đầu này trường sinh chi đạo hiểu thấu về sau, hiện thế bên trong, bản thể của hắn liền sinh ra tương ứng biến hóa. Trảm tam thi kiếp tiên cảnh giới, tại thái cổ thời kỳ lại được xưng là yếu. Trường sinh giả cảnh giới. Cảnh giới này kiếp tiên nếu thật có cơ hội lĩnh ngộ ra trường sinh chi đạo, chỉ muốn ngộ ra, cái kia đương lập chứng pháp. Lúc này Tống Thư Hàng, cũng là như thế. Đương đại triệt đại ngộ về sau, tại sọ não của hắn hậu phương, có một vầng trăng lặng yên hiển hiện. Cái này vầng trăng hào quang, ôn nhu như nước. Rõ ràng là một đầu đối với mình phi thường tàn nhẫn, cực đoan trường sinh chi đạo, nhưng chân chính bày ra, lại là ôn nhu hiếm thấy vô cùng trường sinh giả đại đạo vầng trăng quang huy. Ôn nhu hào quang chiếu cố tại sở các chủ ngốc mao trên người, chiếu sáng Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Cũng chiếu sáng Tống Thư Hàng bên người tất cả vật trang sức. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt sửng sốt nửa ngày, nói, ta dựa vào. Một tôn cửu phẩm kiếp tiên muốn tấn thăng đến trường sinh giả có bao nhiêu khó khăn, Phượng Nghi cầm chủ là trong đám người thể ngộ sâu nhất một cái. Tống Thư Hàng trên người đông đảo vật trang sức bên trong, luận chứng đạo trường sinh gian khổ độ, thuộc về Phượng Nghi cầm chủ bản thể là thứ nhất. Nàng bản thể, tại tu sĩ bên trong cũng thuộc về loại kia thiên tư siêu quần, đạo tâm kiên định thiên tài.
nhưng là khoảng cách loại kia chân chính có thể bước ra chính mình trường sinh đại đạo yêu nghiệt, lại ẩn ẩn kém hơn như vậy một tuyến. Phượng Nghi cầm chủ về sau sở dĩ có thể chứng đạo trường sinh, dựa vào chính là viễn cổ thiên đình đại đạo trợ công. Đây cũng là lúc trước, thiên đế viễn cổ thiên đình hấp dẫn người địa phương một trong. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hồi tưởng lại chính mình bản thể năm đó chứng đạo trường sinh quá trình, quả thực gian khổ đến khiến người rơi lệ, từng cái miêu tả ra, hoàn toàn có thể viết lên thành một quyển kinh lịch hơn trăm lần gặp trắc trở, cuối cùng chứng trường sinh văn học cự chứ. Nhưng lại nhìn trước mắt bá tống. Chịu thiên đế một chiêu lão niên si ngốc kiếm, ở đây đứng máy một chút thời gian về sau, sọ não đằng sau đột nhiên liền hiện lên ôn nhu quang huy trường sinh giả đại đạo vòng ánh sáng. Toàn bộ quá trình để Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt sửng sốt một chút, hoàn toàn không cách nào lý giải trong đó nguyên lý. Luôn cảm giác, đột nhiên có điểm tâm chua. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Không có việc gì, tâm chua lấy, người liền chết lặng. Xích Tiêu kiếm tiền bối an ủi. Bia đá đạo hữu, thân là người từng trải, ta hiểu tâm tình của ngươi. Bất quá không cần lo lắng, rất nhanh ngươi liền sẽ thích ứng. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Mà lại, người từ một cái góc độ khác suy nghĩ, thư hàng hắn có thể chứng đạo trường sinh, trả ra đại giới cùng gặp trắc trở, đồng dạng không nhỏ. Tỷ như cùng mới, tại như vậy một sát na thời gian bên trong, hắn liền chết hơn trăm lần nhiều. Đây là lấy mạng đổi lấy trường sinh giả cảnh giới, không phải sao? Sở các chủ ngốc mao mới là hiểu rõ nhất an ủi người chi tâm đại tỷ tỷ. Nàng từ khía cạnh đi miêu tả tống thư hàng chứng đạo đại giới. Khiến người ta cảm thấy bá tống chứng đạo trường sinh, cũng rất không dễ dàng. Nếu như tưởng tượng, Phượng Nghi cầm chủ tâm thái quả nhiên liền tốt rất nhiều. Đúng a, một sát na thời gian liền chết hơn trăm lần. Mặc dù thời gian ngắn một điểm, nhưng hắn kinh lịch gặp trắc trở, cũng không so với chúng ta ít. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Điểm ấy, ta đồng ý, bản thân đi theo tại bá tống bên người bắt đầu. Ta liền chưa thấy qua có vị nào tu sĩ có thể giống như bá tống, trong thời gian ngắn nhất, chịu nhiều nhất trắc trở, tiếp nhận lớn nhất thống khổ. Đặc biệt là giai đoạn trước thời điểm, mặc dù bá tống tốc độ lên cấp rất nhanh, nhưng hắn mỗi một cảnh giới tăng lên, đều là dùng mệnh liều tới. Tại tiếp nhận thống khổ cùng tử vong phương diện, ta bia đá thừa nhận bá tống là mạnh nhất. Bia đá đạo hữu trầm giọng nói. Tống tiền bối bước ra chính là cái gì trường sinh chi đạo? Da đen vũ nhu tử vươn tay ra, muốn tiếp được cái kia trường sinh giả vòng ánh sáng bên trong ôn nhu quang huy. Trường sinh giả trăng tròn quang huy từ da đen vũ nhu tử đầu ngón tay chảy qua. Một màn này, tựa như là nguyệt hạ mỹ nhân đồ, đẹp không sao tả xiết. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác tống tiền bối trường sinh chi đạo. Có loại khiến người thương cảm hương vị, da đen vũ nhu tử nói bổ sung. Đây cũng là nàng nghi hoặc tống thư hàng trường sinh chi đạo nguyên nhân. Rõ ràng là ôn nhu như nguyệt quang trăng tròn quang huy bên trong, lại có loại thương cảm cùng tàn khốc hương vị. Bạch tiền bối thanh âm truyền đến, cố ý trả lời ra đen tử nói, hẳn là đầu kia phi sinh, phi tử chi đạo chỗ biến hóa ra trường sinh chi đạo. Rốt cục, bá tống cũng đến trường sinh giả cảnh giới, thật tốt. Bia đá đạo hữu nói kể từ đó, bá tống cũng thành chính hắn trong miệng trường sinh giả đại lão. Dạng này, tương lai bá tống đối đại lão chẳng diệt, hẳn là liền sẽ ít rất nhiều đi. Dù sao, cái khác trường sinh giả cũng chỉ có thể cùng hắn đồng cấp, đối trường sinh giả loại sự tình này, cũng không còn cách nào được xưng là đối đại lão. Bia đá đạo hữu trong lúc mơ hồ cảm giác áp lực của mình đều nhẹ một chút. Chứng đạo trường sinh, chỉ đơn giản như vậy kết thúc rồi à? Da đen vũ nhu tử thu hồi hai tay của mình, nháy nháy mắt, nghi hoặc hỏi. Chứng đạo bát phẩm huyền thánh lúc, có chư thiên vạn giới nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp trở thật lớn tràng diện. Tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên thường có ngàn ngày chi kiếp loại kia đại kiếp, một khi chứng đạo về sau, nguyên thần có thể chiếu đến kiếp tiên hư không bên trong, mà khi kiếp tiên hư không bên trong nhiều một cái mới nguyên thần sau. Toàn bộ kiếp tiên hư không bên trong ký thác các đại lão đều sẽ lòng có cảm giác. Nhưng chứng đạo trường sinh giả, cũng chỉ là ở trên đỉnh đầu hóa ra trường sinh giả trăng tròn. Sau đó thì cái gì động tĩnh cũng bị mất. Cái này chẳng lẽ chính là phản pháp quy chân? Mỗi người trường sinh đại đạo khác biệt, chứng đạo trường sinh thanh thế cũng đều có khác biệt. Sở các chủ ngốc mao có chút xoay tròn, cười giải thích nói. Nàng chứng đạo thời điểm, có thể dẫn dắt cả một cái thế giới, khô vinh song thụ sinh ra nếu không có bích thủy các áp chế,
trực tiếp sẽ tại một cái đại thế giới hiển hóa thiên địa dị tượng. Nhưng có chút trường sinh chi đạo, chủ đánh thanh tĩnh phong cách, khả năng chứng đạo trường sinh hình tượng, cũng chính là có chút dừng lại, sau đó vừa sải bước ra chính là trường sinh. Mỗi cái trường sinh giả tính cách khác biệt, lĩnh ngộ khác biệt, bước ra đạo khác biệt, chứng đạo trường sinh họa phong cũng tự nhiên khác biệt. Không nghĩ tới bá tống sẽ là biết điều như vậy người. Cảm giác cái này không phù hợp hắn nhân thiết, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Dù sao, bá tống có thể là tại gần nửa năm qua, lũng đoạn huyền thánh giảng pháp nam nhân. Chư thiên vạn giới gần nửa năm qua rốt cuộc tìm không ra một cái so với hắn phong tao hơn, càng kiêu căng hơn tồn tại. Xích Tiêu kiếm tiền bối vừa dứt lời, Tống Thư Hàng sọ não lên trường sinh giả đại đạo trăng tròn phía dưới, tam hoa tụ đỉnh, hắn chém xuống tam thi hiển hiện. Sắt thép phân thân cũng vượt không mà đến, ngừng sau lưng bá tống. Liền cửu u thế giới bên trong Tống U U, cũng đem ánh mắt chiếu tới. Quả nhiên, bá tống vẫn là phải gây sự, bia đá đạo hữu nói. Không, bản thể cũng không phải là muốn gây sự, mà là hắn cần một chút dinh dưỡng bổ sung. Lúc này, tống béo cầu áo khoác xoái khí tung bay, lên tiếng nói. Xích Tiêu kiếm. Muốn linh thạch sao, bạch tiền bối thanh âm truyền đến. Ta cũng rất muốn phải có một cái bạch tiền bối. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hâm mộ nói. Năm đó nàng lúc tu luyện, nếu như có thể có như thế một vị hào khí vạn trược, giúp linh thạch đều không cần lợi tức tiền bối, cái kia nàng con đường tu luyện nhất định sẽ càng thêm thông thuận a. Tạ ơn bạch tiền bối, nhưng ta cảm giác, chúng ta cần những vật khác, càng thích hợp đồ vật. Thiện Thi Bá Thiện hai tay vỗ tay, nói. Nhưng cụ thể lên muốn cái gì, lại không nói ra được. Ác Thi Bá Ác nói bổ sung. Sau cùng vị kia tự ngã thi bá, tựa hồ cũng đã nói cái gì. Ngay tại tự ngã thi phát biểu thời điểm, tu liêu hệ thống phát ra một cái to lớn hệ thống thông cáo. Hệ thống toàn bộ server thông cáo, chúc mừng VIP người sử dụng nguyên sơ ma nữ, chém giết hai tôn hư nhật thủ hộ giả, nộp lên nhiệm vụ, hoàn thành tu liêu giới thứ nhất chư thiên vạn giới qua năm hoạt động. Nhiệm vụ một hệ liệt, thành công hướng thiên đạo hối đoái siêu cấp ban thưởng. Nhanh như vậy, sở các chủ ngốc mao đều bị kinh ngạc đến. Xem ra, là có đỉnh tiêm đại lão liên thủ, thăm dò cái này hoạt động phần thưởng. Xích Tiêu kiếm tiền bối phỏng đoán nói. Nếu không, liền xem như chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền chém giết hai con nhiệm vụ boss. Xích Tiêu kiếm tiền bối tiếp tục nói. Hư nhật thủ hộ giả có mạnh có yếu. Cường đại như Tống Thư Hàng bọn người ở tại mộng giới gặp gỡ con kia, thực lực ở xa phổ thông trường sinh giả phía trên, chỉ sợ không kém gì Hà Chỉ Ma Đế. Yếu thì giống như là tại thiên đạo phòng tối bên trong, âm thầm thăm dò con kia kết quả bị Tống Thư Hàng dùng khắc kim nhất kích oanh bạo. Nhưng dù cho yếu hơn nữa, hư nhật thủ hộ giả thực lực cũng có được đỉnh tiêm cửu phẩm kiếp tiên thậm chí là yếu. Trường sinh giả cấp chiến lực. Lúc này, tu liêu hệ thống liên thủ với thiên đạo ban bố nhiệm vụ, vừa mới tuyên bố không lâu. Chỉ là tìm kiếm hư nhật thủ hộ giả tung tích liền muốn tiêu hao không ít thời gian. Coi như đỉnh tiêm đại lão vận khí nghịch thiên, vừa vặn gặp gỡ yếu nhược hư nhật thủ hộ giả nhưng ở như thế trong thời gian ngắn, liền giải quyết hư nhật thủ hộ giả cũng không dễ dàng. Huống chi, vẫn là một hơi giải quyết hai con. Đánh giết hai tôn kém cỏi nhất cũng có đỉnh tiêm kiếp tiên hoặc yếu trường sinh giả cấp chiến lực địch nhân, cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên, Xích Tiêu kiếm phỏng đoán. Hẳn là chư thiên vạn giới bên trong có một nhóm đỉnh tiêm đại lão liên thủ, tại ngắn như vậy thời gian bên trong dùng một loại nào đó phương pháp khóa chặt hư nhật thủ hộ giả tung tích, cũng chia ra hành động, đồng thời cầm xuống bọn chúng. Chém giết hư nhật thủ hộ giả về sau, lại đem bọn chúng giao cho vị này nguyên sơ ma nữ, từ nàng đến nộp lên nhiệm vụ, lấy được ban thưởng. Dù sao nộp lên nhiệm vụ chỉ cần cầm tới hư nhật thủ hộ giả hoặc hằng tinh hủy diệt giả thi thể, lựa chọn nộp lên là đủ. Ta suy đoán, cái này mấy tôn đỉnh tiêm đại lão, hẳn là muốn nhìn một chút từ thiên đạo cùng tu liêu hệ thống liên thủ chế tạo chư thiên vạn giới qua năm hoạt động nhiệm vụ ban thưởng, rốt cuộc là thứ gì? Thiên đạo hứa hẹn siêu cấp ban thưởng đến cùng có đáng giá hay không đến bọn hắn xuất thủ, tiếp tục đi chém giết hư nhật thủ hộ giả hoặc là hằng tinh mạt nhật giả. Cho nên, bọn hắn mới có thể lựa chọn liên thủ. Xích Tiêu kiếm nói. Đạo hữu nói có lý. Bia đá đạo hữu phối hợp nói. Một mực âm thầm duy trì lấy tu liêu hệ thống long lạc nữ sĩ, trong bóng tối lộ ra thâm tàng công cùng tên mỉm cười.
Nguyên sơ ma nữ đích thật là cùng mấy vị đỉnh tiêm đại lão liên thủ, cấp tốc chém giết hai con hư nhật thủ hộ giả. Bất quá, kiêu ngạo đỉnh tiêm các đại lão sở dĩ sẽ liên thủ hành động, không chỉ là hiếu kỳ thiên đạo hứa hẹn siêu cấp ban thưởng, càng là Long Lạc nữ sĩ, Trình Lâm tiên tử cùng một đám ẩn tàng bá suy, trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Tại bọn hắn âm thầm thôi thúc dưới, mới có trước mắt nguyên sơ ma nữ nộp lên nhiệm vụ một màn. Thiên đạo cùng tu lưu hệ thống liên thủ tam đại nhiệm vụ, mặc dù làm cho cả chư thiên vạn giới thành viên đều kích động. Nhưng là vạn sự đều cần có khởi đầu tốt đẹp. Cái này khởi đầu tốt đẹp càng vang dội, đối hậu kỳ nhiệm vụ phát triển cũng càng có lợi. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ một bình chắc bắt đầu. Hai tôn hư nhật thủ hộ giả tàn khu, đạt tới nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng yêu cầu thấp nhất. Chúc mừng VIP người sử dụng nguyên sơ ma nữ. Ngài đem thu hoạch được từ bá tống cung cấp tu lưu hệ thống chí tôn VIP 3 năm tư cách. Ngài sẽ thành vị thứ nhất chí tôn VIP hội viên. Chúc mừng người sử dụng nguyên sơ ma nữ, ngài đem thu hoạch được từ thiên đạo cung cấp á. Bất hủ cấp tin tức gói quà lớn một phần. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Cái này mấy đầu tin tức, tất cả đều là tu lưu hệ thống toàn bộ server thông cáo mỗi một vị giả tu lưu hệ thống hộ khách đoan thành viên, đều có thể tiếp thu được cái này mấy đầu bạo tạc tin tức. Chí tôn VIP công năng cái gì, đối với chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão đến nói, chỉ là cái mánh lới. Dù sao, các đại lão mỗi một cái đều là có tiền, không thiếu tiền. Chờ tu lưu hệ thống nạp tiền công năng hoàn thiện, VIP công năng đạt được đại lão thừa nhận về sau, các đại lão căn bản không ngại nện chút linh thạch xuống tới, cho mình phối cái chí tôn VIP công năng cái gì. Chỉ cần có thể dùng linh thạch giải quyết sự tình, đối các đại lão đến nói đều không phải sự tình. Nhưng cái kia á, bất hủ cấp tin tức gói quà lớn, đối với trường sinh giả nhóm đến nói, quả thực là cái đạn hạt nhân cấp bạo tạc tin tức. Mặc dù tin tức gói quà lớn phía trước tăng thêm cái á chữ, nhưng đây cũng là cùng bất hủ dính líu quan hệ đồ vật. Phàm là cùng bất hủ dính líu quan hệ tin tức, đối chư thiên vạn giới những người tu luyện đến nói, đều có được vô tận dụ hoặc chi lực. Mà lại nói lời nói thật, nếu như gói quà lớn phía trước không có thêm cái á chữ lời nói. Bọn này đại lão ngược lại có chút không dám nhận thu cái này gói quà lớn. Tự thân cơ sở không đủ tình huống dưới, trực tiếp tiếp xúc bất hủ tin tức, chẳng khác nào là đem chính mình lâm vào yên nghỉ trạng thái. Các đại lão đều hiểu vô cùng. Mà một khi phía trước tăng thêm cái á chữ, liền đại biểu cho cái này gói quà lớn, vừa vặn ở vào bọn hắn bọn này đỉnh tiêm trường sinh giả có thể tiếp nhận phạm vi. Có cái này á, bất hủ tin tức gói quà lớn về sau. Nói không chừng bọn hắn liền có cơ hội tại tự thân cảnh giới lên tiến thêm một bước, tiếp xúc đến nho gia thánh nhân, thiên đình thiên đế cái kia lĩnh vực. Chỉ có đứng tại thánh nhân, thiên đế cấp độ này về sau, mới có thể lấy phàm nhân chi thân, đi phỏng đoán thiên đạo bất hủ. Đáng giá, nguyên sơ ma nữ nhanh chóng tại nghiên cứu bá tống giao lưu quần bên trong lên tiếng nói. Ở trên giao nhiệm vụ về sau, nàng liền trực tiếp từ tu chân nói chuyện phiếm trong hệ thống. Tiếp thu được một đoạn huyền ảo vô cùng tin tức, bộ phận này tin tức cùng tống thư hàng ngụy bất hủ hình thức có chút tương tự, là đạo tử tại chứng đạo bất hủ trước đó, ở vào Á Thiên Đạo lúc cảm ngộ tin tức. Quần chủ Hắc Bạch Long Nữ, Hòa Trình Thiên Tử, Nguyên Sơ Ma Nữ, có thể miêu tả một chút ngươi lấy được tin tức gói quà lớn nội dung sao? Lửa cháy thêm dầu cảnh giới tối cao, chính là không để lại dấu vết dẫn dắt đến người khác, đi nói ra ngươi muốn để nàng nói. Rất xin lỗi. Các vị đạo hữu, ta tiếp thu được á, bất hủ tin tức gói quà lớn bên trong số liệu nội dung, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Ta thực tế không cách nào dùng ngôn ngữ, đi miêu tả bọn chúng. Nguyên sơ ma nữ lên tiếng nói. Âm giới chi chủ, Phong Lạc tiên tử, có thể lý giải, nếu như dính đến bất hủ tin tức, có thể bị dễ dàng như vậy miêu tả ra ngoài, vậy nó còn có cái gì giá trị? Hai cái thực lực không tính cường đại hư nhật thủ hộ giả liền có thể đổi được á. Bất hủ tin tức gói quà lớn. Như vậy, chúng ta còn đang chờ cái gì? Hành động đi, vô tướng vương trầm giọng nói, ta đã lại khóa chặt một tôn hằng tinh mạt nhật giả vị trí, ai đến cùng ta thành đoàn. Toàn bộ chư thiên vạn giới các đại lão, tham gia hoạt động hào hứng bốc cháy lên. Một bên khác, Tống Thư Hàng thông qua tu lưu hệ thống. Thu hoạch được đến hai cỗ hư nhật thủ hộ giả tàn khu. Đạo tử tiền bối đối nhiệm vụ vật phẩm căn bản không có hứng thú, thân là thiên đạo, hắn cũng không cần đi thu thập hư nhật thủ hộ giả. Cho nên, nhiệm vụ vật phẩm dứt khoát đều làm lợi Tống Thư Hàng. Ông,
Thiện thi, Bá Thiện đưa tay trong hư không một chảo, đem một bộ hư nhật thủ hộ giả tàn khu móc ra. Có thể phát huy được tác dụng sao? Ác thi, Bá Ác hỏi. Thử trước một chút lại nói. Thiện thi đáp. Sau đó, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hư nhật thủ hộ giả không trọn vẹn vỡ vụn hư ảo mặt trời nhỏ, đưa về phía Bá Tống bản thể. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Bản thể làm sao có thể trực tiếp hấp thu những thứ này hư nhật vật thể? Nơi này, Tống Béo Cầu bất mãn nói. Cùng là bản thể phân thân, Tống Béo Cầu cảm giác Tam Thi không quá thông minh dáng vẻ. Bản thể có thể là thuần chính nhân loại, cũng không phải xúc tu quái, muốn hút thu hư nhật, khẳng định phải đưa nó tiến hành một cái chuyển hóa chương trình. Đặt vào, ta đến, Tống Béo Cầu nói. Hắn áo khoác mở rộng ra, áo bào kéo dài, giả thiên cái địa, một hơi đem hư nhật bao khỏa. Sau đó, nó dùng thân thể của mình đem hư nhật hòa tan, hóa thành tiếp cận thuần năng lượng cá thể. Tống Béo Cầu thực tế quá ra sức. Tống Thư Hàng Tam Thi trên mặt ngượng ngùng chi ý, xấu hổ vô cùng, yên lặng cùng sắt thép hóa thân góp thành một bàn mạt trược, đứng ở bản thể sau lưng đứng ngoài quan sát. Về sau tại trước mắt bao người, hư nhật thủ hộ giả tàn khu bị Tống Béo Cầu áo choàng chuyển hóa, loại bỏ thành Tống Thư Hàng bản thể có thể hấp thu đặc thù năng lượng. Những thứ này đặc thù năng lượng trừ là khổng lồ nguồn năng lượng bên ngoài, còn bổ sung lấy một bộ phận trường sinh giả thuộc tính, có thể xếp vào trường sinh vật chất. Tống Béo Cầu áo choàng thỏa mãn ngắm nhìn những thứ này trường sinh vật chất năng lượng, áo choàng nhẹ nhàng đong đưa. Bất quá, dù cho đã qua lọc qua một lần, nhưng Tống Béo Cầu áo choàng vẫn là không cách nào triệt để yên tâm. Nó lo lắng bản thể trực tiếp hấp thu những thứ này trường sinh vật chất, sẽ dẫn đến tiêu hóa không tốt. Cho nên Tống Béo Cầu áo choàng lại lên tiếng nhắc nhở tiên tử nói, công đức tiên tử, mời ngươi đem bản thể trường sinh trụ. Hư nhật trụ cho triệu hoán đi ra, thông qua nó lại đem những thứ này trường sinh vật chất hấp thu một lần, lại truyền lại cho bản thể, làm được vạn vô nhất thất. Tam thi bên trong ác thi Bá Ác kỳ thật cũng có triệu hoán bá thần trụ năng lực, nhưng Tống Béo Cầu áo choàng cảm giác tam thi nhóm có chút không quá thông minh dáng vẻ, không đáng tin. Cho nên... nó đem chuyện này giao cho tiên tử đến xử lý. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, sau đó nàng đưa tay nhấn một cái, đem bá thần trụ. Hư nhật trụ lôi ra. 60 mét hư nhật trụ hiện thân, nó cùng những cái kia hư nhật thủ hộ giả loại bỏ xong trường sinh vật chất ở giữa, lập tức sinh ra cộng minh hai người có cùng nguồn gốc, cộng minh âm thanh đều lộ vẻ đặc biệt nhiệt tình. Nếu như đem cộng minh âm thanh phiên dịch thành văn chữ lời nói, đại khái là dạng này xấu hổ đối thoại. À, các ngươi cũng là hư nhật thủ hộ giả sau khi chết chuyển hóa vật chất sao? Các ngươi cũng bị bá tống chơi chết à nha? Đúng nha, trùng hợp như vậy, ngươi cũng là a. Ngươi là lúc nào bị làm chết? Ta là tháng trước bị làm chết, các ngươi đâu? Chúng ta là vừa bị làm chết. Thật là đúng dịp nha, đây chính là duyên phận. Xấu hổ lại nhiệt tình cộng minh kết thúc về sau, hư nhật trụ bắt đầu thôn phệ trường sinh vật chất. Hai lần loại bỏ lúc. Hư nhật trụ đem trường sinh vật chất bên trong thuộc về hư nhật thủ hộ giả lưu lại thuộc tính triệt để hấp thu, dùng để cường hóa tự thân, lại đem hoàn mỹ trường sinh vật chất truyền thâu cho bá tống. Theo cái này sóng tinh khiết trường sinh vật chất năng lượng tràn vào, Tống Thư Hàng nguyên bản bởi vì ngộ đạo một sát na tiêu hao năng lượng, đạt được bổ sung. Hắn sọ não lên cái kia hướng chết mà sinh trường sinh đạo trăng tròn, càng thêm sáng lên. Kiếp tiên bên trong có một loại đỉnh tiêm kiếp tiên. Được xưng là ngưng tụ ra trường sinh chi đạo hình thức ban đầu kiếp tiên loại này kiếp tiên, là nhất định trở thành trường sinh giả, chỉ cần một chút thời gian đi tích lũy năng lượng, đến lúc đó liền có thể nước chảy thành sông chứng đạo trường sinh. Năm đó, thiên đạo bạch chứng đạo bất hủ thiên đạo thời điểm, liền ở vào cảnh giới này trạng thái. Những thứ này trường sinh đạo hình thức ban đầu kiếp tiên kỳ thật thiếu chính là Tống Thư Hàng hiện tại hấp thu bộ phận này trường sinh vật chất năng lượng. Hắn vừa rồi hấp thu cái kia trường sinh vật chất, đủ để chống đỡ lên trường sinh đạo hình thức ban đầu kiếp tiên hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu. Tống Thư Hàng tấn cấp tiết tấu, vĩnh viễn không giống bình thường. Hắn trước thông qua trảm tam thi để đạt tới yếu trường sinh giả cảnh giới, lại có thể qua đại triệt đại ngộ thông thấu chính mình hướng chết mà sinh trường sinh đạo chứng đạo trở thành trường sinh giả. Một bước cuối cùng, hắn mới là quay đầu, hấp thu những thứ này trường sinh vật chất năng lượng đến bổ sung chính mình. Hắn phi thường thích hợp vay mượn pháp tắc, một đường tu hành, đều là trước dùng, về sau trả lại khoản.
có thể thực hiện. Tông béo cầu áo choàng thấy bản thể thành công hấp thu trường sinh vật chất năng lượng, cũng không có tiêu hóa không tốt triệu chứng về sau, hài lòng nói. Đón lấy, nó lại đem cái thứ hai hư nhật thủ hộ giả cũng cháo nhập áo choàng bên dưới, tuần hoàn trước đó quá trình. Xích tiêu kiếm tiền bối suy tư nói, ta nhớ được, chư thiên vạn giới qua năm hoạt động nhiệm vụ vừa mới bắt đầu đi. Nói cách khác, kế tiếp còn sẽ có rất nhiều hư nhật thủ hộ giả bị đưa tới, đều có thể chuyển hóa thành tống thư hàng có thể hấp thu trường sinh vật chất. Không thể một hơi đều dùng xong, chúng ta còn phải tồn trữ lấy một chút. Tống béo cầu cẩn thận phân tích nói, bởi vì bản thể không chỉ một đầu trường sinh đạo, trừ đầu này hướng chết mà sinh trường sinh đạo bên ngoài, nói không chừng còn muốn bồi dưỡng khác một đầu trường sinh đạo. Đầu kia cùng tu lưu hệ thống có liên quan trường sinh đạo, xem xét liền so hướng chết mà sinh trường sinh đạo to lớn hơn. Đến lúc đó, muốn tiêu hao năng lượng khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Âm thầm chú ý tống thư hàng bạch tiền bối, thấy cảnh này về sau, vui vẻ giá trị cộng 1, cộng 1. Hai cái hư nhật thủ hộ giả trường sinh vật chất hấp thu xong tất về sau, tống thư hàng hư nhật trụ biến càng thêm cường đại, mà hắn sọ não lên trường sinh giả đại đạo vòng ánh sáng cũng trở nên càng thêm ngưng thực bắt đầu. Lúc này bá tống, thuần lấy cảnh giới đến nói, đã là một vị hoàn chỉnh trường sinh giả. Đồng thời, tống thư hàng nhập mộng kịch bản cũng bắt đầu dần dần cùng hiện thế đồng bộ. Đây là đạo tử tận lực tại dẫn đạo. Đạo tử tại giải quyết tống đầu gỗ chấp niệm, để viễn cổ thiên đình đại đạo bên trong bị trói buộc người giải quyết, hoàn thành tống đầu gỗ cứu rỗi về sau, liền tạm dừng hành động. Hắn đang chờ tống thư hàng hoàn thành hướng chết mà sinh trường sinh đạo, chờ lấy hắn nhập mộng kịch bản đồng bộ. Trong mộng cảnh, đợi đến hai người đồng bộ về sau, đạo tử mở miệng nói, bá tống đạo hữu. Tiếp xuống, ta cần ngươi giúp ta một tay chi lực. Đạo tử sư huynh thỉnh giảng, tống thư hàng trả lời. Đạo tử khách khí nói, gọi ta đạo tử là được, không cần khách khí với ta. Ta bây giờ đã hoàn thành chấp niệm của mình, cũng để tống đầu gỗ hoàn thành hắn cứu rỗi. Tiếp xuống, ta còn muốn hoàn thành một người đồng bạn khác tâm nguyện. Ngươi biết vực ngoại thiên ma sao? Biết, dã ngoại boss. Cây quái rơi bảo, mà lại, mỗi lần rơi xuống vật phẩm cũng không tệ. Tống thư hàng trả lời. Hắn đến nay còn nhớ rõ, lúc trước cửu châu nhất hào quần tiền bối nhóm hợp lực cây quái, vui vẻ hòa thuận hình tượng. Đạo tử, vực ngoại thiên ma nhất tộc những năm gần đây, thật sự là khổ bọn chúng. Đồng thời, tống thư hàng cũng đột nhiên lĩnh ngộ tới, chúng ta sau đó phải hoàn thành tâm nguyện, cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ. Đúng thế. Đạo tử giải thích nói, vực ngoại thiên ma nhất tộc, tại thái cổ đến viễn cổ trong quãng thời gian này, bị phụ lên to lớn nguyền rủa. Cả một tộc quần, toàn bộ mất trí, biến thành chỉ biết là phá hư, thu thập bảo vật thiên ma. Nếu không phải đồng bạn của ta trong bóng tối thủ hộ, vực ngoại thiên ma nhất tộc đã sớm tuyệt tích. Tống thư hàng, đây cũng quá thảm rồi a. Cái này đã thảm đến muốn cắn phá ngón tay. Dùng máu tại thi thuật giả trên đùi tràn ngập thảm chữ mới có thể giải hận trình độ. Đạo tử sư huynh muốn ta làm thế nào? Tống thư hàng hỏi. Ta thấy được ngươi trường sinh đạo hướng chết mà sinh tính chất đặc thù, cho nên, ta nghĩ thấu qua ngươi vì đoạn thể, giúp thiên đạo lực lượng, trong thời gian ngắn đưa ngươi trường sinh chi đạo hình chiếu đến tất cả vực ngoại thiên ma trên thân, để bọn hắn hoàn thành một lần chết cùng sinh, lại mượn nhờ thiên đạo quyền hành, để bọn chúng giải thoát nguyền rủa. Đạo tử chậm rãi nói. Nguyện ý trở thành vực ngoại thiên ma nhóm chúa cứu thế sao? Bá tống. Đạo tử muốn để tống thư hàng giúp hắn một tay nhưng trên thực tế, hắn đây là tại móc lấy cong, đưa tống thư hàng chỗ tốt. Lấy hắn 8, 5 nhậm thiên đạo quyền hạn, dù cho không thông qua tống thư hàng, cũng có là biện pháp đi giải quyết vực ngoại thiên ma trên người chúng nguyền rủa. Thậm chí trong đó có rất nhiều giải quyết nguyền rủa phương án. So thông qua tống thư hàng trường sinh chi đạo hình chiếu phương án, muốn càng thêm nhẹ nhõm nhanh gọn. Nhưng đạo tử thân là nho gia tử đệ, luôn luôn nghĩ đến đối tống thư hàng dũng tuyển tương báo có chuyện tốt gì, lại là hắn đủ khả năng tình huống dưới, liền luôn muốn mang lên tống thư hàng. Như tiếp xuống, tống thư hàng nguyện ý giúp hắn một tay, giải quyết vực ngoại thiên ma nhất tộc trên người nguyền rủa, khẳng định sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng. Bất quá, thu hoạch sẽ càng lớn. Vừa đến. Tại giải trừ nguyền rủa về sau, bá tống nói sẽ thu hoạch được toàn bộ vực ngoại thiên ma nhất tộc cảm ơn, cầm xuống đại nhân tình. Thứ hai, đang mở chú quá trình bên trong,
hắn sẽ phối hợp bá tống tạo thế muốn để chư thiên vạn giới người tu luyện, đều nhìn thấy bá tống giải trừ vực ngoại thiên ma nhất tộc nguyền rủa tình hình, đem bá tống nhân vọng lại thôi động một cái cấp độ. Dù sao đạo tử biết, chính mình chỉ là một cái quá độ 8. Năm nhậm thiên đạo, kế tiếp còn sẽ có đệ cửu thiên đạo chờ lấy mọi người. Đạo tử hy vọng có thể hết sức, tại đệ cửu thiên đạo cạnh tranh bắt đầu trước, đem bá tống danh vọng soát đến cao hơn. Thứ ba, giải trừ nguyền rủa về sau, bá tống thân là hiệp trợ thiên đạo công tác, tự nhiên lại sẽ thu hoạch một đợt công đức cộng thiên đạo chúc phúc, đại lợi tương lai phát triển. Cho nên, bá tống đạo hữu người nguyện ý giúp ta một tay chi lực không? Đạo tử tiền bối nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng sẽ không ép buộc tống thư hàng, cho dù là đưa chỗ tốt, nhưng nếu như bá tống không đồng ý, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng bá tống đối nho ra ân tình quá lớn, cho nên tất cả đều lấy chính bá tống ý chí làm chủ. Chỉ là tiện tay mà thôi, đạo tử sư huynh ngươi như cần ta trợ giúp, ta tự nhiên sẽ không chối từ. Nhập mộng bên trong tống thư hàng phát ra tiếng nói. Hắn biết, bây giờ là thiên đạo đạo tử, nhất định có thể nghe đến nhập mộng trạng thái hắn, giống như ngay lúc đó xích tiêu tử tiền bối cùng nho gia thánh nhân. Nho gia bên kia tại cảm tạ tống thư hàng, cho nên mọi chuyện đều nguyện ý đứng tại tống thư hàng góc độ, trợ giúp hắn. Mà tống thư hàng đồng dạng đối nho gia ôm lấy to lớn hảo cảm, trên người hắn chứa nho gia thánh nhân chi nhãn, còn mang theo làm trường kỳ ở tạm chứng tạo hóa tiên tử, cha mẹ của hắn hiện tại cũng tại nho gia kim liên thế giới từ nho gia hỗ trợ chiếu cố. Nho gia đồng dạng giúp tống thư hàng rất nhiều, miễn đi hắn rất nhiều nỗi lo về sau. Cho nên, nho gia nếu có chỗ cần hỗ trợ, tống thư hàng cũng sẽ không chối từ. Loại này song phương tận lực vì lẫn nhau cân nhắc ở chung hình thức, là chân chính đôi bên cùng có lợi. Thiện, đạo tử sư huynh cười nói. Là hắn biết, lấy bá tống loại này ôn nhu nho nhã tính cách, tại đủ khả năng tình huống dưới, sẽ không đi cự tuyệt trợ giúp một cái đáng giá trợ giúp đối tượng. Như vậy, bá tống đạo hữu ngươi chuẩn bị một chút, đem thân thể từng cái dự bị nguồn năng lượng cũng liền tiếp thỏa đáng. Chúng ta một hồi liền bắt đầu, một hơi giải quyết chư thiên vạn giới bồng bềnh vực ngoại thiên ma trên người chúng nguyền rủa. Đạo tử sư huynh nói. Không có vấn đề, tống thư hàng trả lời. Hắn hôm nay, trên thân treo mấy cái dự bị nguồn năng lượng. Bảy lớn tiểu đan điền, linh quỷ thiên tử, tống u, dự bị pin phong ấn cổ thần vân vân. Lại thêm lúc này hắn tự thân đều đã là một cái chính phẩm trường sinh giả, nghĩ bị ép khô cũng không dễ dàng. Hẹn năm hơi thời gian sau. Chư thiên vạn giới người tu luyện đột nhiên lại là trong lòng hơi động. Hôm nay, bọn hắn tâm động đặc biệt tấp nập, tựa như là yêu đương bên trong thiếu niên thiếu nữ. Cách một hồi, liền tâm động một chút. Viễn cổ thiên đình trọng lập, tân thiên đạo kế vị, tu liêu hệ thống bên trong qua năm nhiệm vụ có người hoàn thành. Hiện tại, lại tâm động. Mà lại, mọi người đều biết, đây không phải hôm nay một lần cuối cùng tâm động. Hôm nay mọi người tâm liền chuẩn bị tốt, không ngừng động. Lần này lại là tình huống như thế nào? Chư thiên vạn giới những người tu luyện, thuần thục ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Trải qua một năm ma luyện về sau, hiện tại tất cả những người tu luyện đều có một viên tâm tạng lớn, chỉ cần không phải quá bạo tạc tin tức, bọn hắn cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Khi tất cả người ngẩng đầu một cái nhìn về phía hư không thời điểm, liền thấy có đại quang từ thế giới chỗ sâu giáng lâm. Cái kia đại quang là thiên đạo thủ bút, từ chư thiên vạn giới bản nguyên bên trong ném ra, chiếu rọi đến vạn giới mỗi một chỗ. Mà cái kia ban sơ đại quang tại chiếu rọi tản ra trước đó, còn xuyên thấu qua một tôn trường sinh giả thân thể. Chư thiên vạn giới người tu luyện nhìn không được dùng tay che đậy con mắt, đại quang quá chói mắt. Nhưng là, tất cả mọi người lại không chịu nhắm mắt lại, mà là tận lực híp mắt, lại quan sát cái kia nói bị đại quang bắn thấu thân ảnh. Là bá tống. Bị đại quang xuyên qua, là bá tống đại lão. Lúc này bá tống đại lão thân hình đứng yên lập, thần thái khiêm tốn. Tại đại lão trên đỉnh đầu, có một vòng chói mắt trường sinh giả trăng tròn, tản ra ánh sáng ôn nhu. Cái kia ánh sáng ôn nhu phảng phất có chữa trị tâm linh năng lực, để nhân vọng lấy quang mang này, tâm linh liền nhu hòa. Đây là chư thiên vạn giới những người tu luyện, lần thứ nhất nhìn thấy bá tống đại lão hiển hóa ra hắn trường sinh giả trăng tròn. Nói cách khác, trước lúc này, khiêu chiến bá tống những cái kia đại lão, liền đem bá tống trường sinh giả trăng tròn bước đi ra, đều làm không được, bá tống vẫn không dùng tới toàn lực. Đây chính là bá tống đạo sao, bên trong vậy mà ẩn chứa sinh,
tử hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau. Có nhãn lực đỉnh tiêm các đại lão, cuối cùng từ bá tống đại đạo trăng tròn ở bên trong lấy được một chút liên quan tới bá tống trường sinh chi đạo tin tức. Khó trách hắn sẽ mạnh thành dạng này, đồng thời ẩn chứa sinh tử tin tức đại đạo, tự nhiên là đứng đầu nhất quy tắc. Bất quá, bá tống hiện tại muốn làm gì? Thiên đạo tại sao phải dùng đại quang đem hắn xuyên thấu? Thiên đạo cùng bá tống ở giữa, tựa hồ có quan hệ hợp tác. Trong lúc đang suy tư, cái kia đại quang tản mát ra, hướng về vạn giới. Mà theo cái kia tản mát đại quang, mỗi một buộc quang huy mũi nhọn, tựa hồ cũng phụ lên một tôn bá tống bộ dáng. Vô số quang huy, vô số bá tống. Quang có nhiều ít, bá tống liền có bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới, khắp nơi là bá tống. Tất cả người tu luyện, một mặt mộng bức. Đồng thời, một chút thực lực cường đại tu sĩ, đại năng, khóa chặt chính mình thế giới bá tống, thần thức theo sát lấy bá tống, muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Tại thần trí của bọn hắn khóa chặt bên trong, rất nhanh liền nhìn thấy, từng cái bá tống đều là có mục tiêu tung ra. Bá tống nhóm, tập trung vào vực ngoại thiên ma tung tích. Tại các đại lão ánh mắt nghi hoặc bên trong, những thứ này bá tống lọt vào vực ngoại thiên ma nhóm thể nội. Đây là làm gì? Chẳng lẽ, thiên đạo muốn nhờ bá tống chi thủ, hủy diệt vực ngoại thiên ma? Đương kim thiên đạo, cùng vực ngoại thiên ma có thù. Rầm rầm rầm. Các đại lão suy đoán thời khắc, chư thiên vạn giới mỗi một nơi hẻo lánh bên trong, tất cả vực ngoại thiên ma toàn bộ nổ tung lên. Tràng diện một trận 10 phần huyết tinh, không thích hợp thiếu nhi. Vực ngoại thiên ma, cứ như vậy bị thanh không rồi. Chú ý đại quang bá tống các đại lão, tận mắt thấy vực ngoại thiên ma diệt vong. Nói thật, vực ngoại thiên ma bị thanh không, vẫn là rất đáng tiếc. Ở đây chư vị đại lão, cái nào lúc còn trẻ, không có soát qua vực ngoại thiên ma. Có thể nói, vực ngoại thiên ma là rất nhiều người tu luyện lúc tuổi còn trẻ niềm vui thú. Mỗi lần vực ngoại thiên ma phủ xuống thời giờ, đều là những người tu luyện soát kinh nghiệm, soát danh vọng, cày đồ cơ hội tốt. Thậm chí có đại lão lúc tuổi còn trẻ quật khởi cơ duyên, chính là từ vực ngoại thiên ma trên thân thu hoạch được. Nghiên cứu bá tống giao lưu quần bên trong. Cái này bá suy quần bên trong đại lão, đồng dạng đang chú ý vấn đề này. Đáng tiếc, không có vực ngoại thiên ma, người trẻ tuổi liền thiếu đi rất nhiều cơ duyên. Kim Miêu Tôn giả tiếc nuối nói. Tiểu Sử Hoàng thở dài, hiện tại, chỉ có thể hy vọng tu lưu hệ thống liên hợp thiên đạo ban bố qua năm nhiệm vụ 3. Đánh ngã bái Nhật Tông hoặc tinh diệt giáo thành viên nhiệm vụ, có thể bền bỉ xuống dưới, cứ như vậy, có thể thoáng đền bù xuống mất đi vực ngoại thiên ma tổn thất. Nói lên tinh diệt giáo, ta trước kia âm thầm phái người lẫn vào thú tu giới tinh diệt giáo, bây giờ đã hỗn thành tinh diệt giáo phân giáo tứ đại pháp phương. Hiện tại, là thời điểm đem thú tu giới tinh diệt giáo một mẻ hốt gọn. Ngự thú huyền giả phát biểu lên tiếng nói. Trước đó không lâu, nội ứng liền đã phát tới ám hiệu, hỏi lúc nào mới có thể kết thúc hắn nội ứng nhiệm vụ. Lại tiếp tục, hắn liền muốn hỗn thành thú tu giới tinh diệt giáo giáo chủ. Nguyên sơ ma nữ, che miệng cười khẽ biểu lộ huyền giả ngươi cũng đã từng làm việc này a, ta nhất hệ bên trong, cũng có người xen lẫn vào bái Nhật Tông bên trong, đạt được rất nhiều kỹ càng tình báo. Trên thực tế, ta bên này cũng chuẩn bị thu lưới. Vô tướng vương, sớm biết bái Nhật Tông cùng tinh diệt giáo thành viên sẽ thay đổi như thế đáng tiền, ta bên này cũng làm người ta sớm một chút độn hàng, đến lúc đó hợp thành chí tôn gói quà, trăm liên mở, nói không chừng có thể khai ra đồ tốt. Những thứ này đối với chúng ta đến nói đều là đầu nhỏ. Chân chính đầu to chỉ có những cái kia hư nhật thủ hộ giả cùng hằng tinh mạt nhật giả, á bất hủ tin tức, mới thật sự là đối với chúng ta hữu dụng bảo vật. Âm giới chi chủ, Phong Lạc tiên tử nói. A, chờ chút, lúc này, Thánh Liêm Thiên Vương đột nhiên kêu. Ngự thú huyền giả, ta bên này cũng xảy ra ngoài ý muốn, bị đại quang bá tống phá hủy vực ngoại thiên ma, tựa hồ không có chết. Ta bên này cũng thế, Tiểu Sửu Hoàng nói. Quần bên trong thành viên, nghi hoặc chú ý chính mình thần thức phạm vi bao trùm bên trong vực ngoại thiên ma nhóm. Nguyên bản bị oanh diệt bạo tạc vực ngoại thiên ma nhóm, nhưng lại một lần nữa ra đời mới sinh cơ. Lấy bá tống cộng thiên đạo liên thủ tổ hợp, muốn hủy diệt vực ngoại thiên ma, không có khả năng trả lại bọn chúng lưu lại sinh cơ. Ngoại xính nghiệp sư bá suy, kim cương tự đại sư thượng tuyến, bắt đầu lửa cháy thêm dầu. Nguyên sơ ma nữ thuận đại sư phỏng đoán, thôi diễn nói, cũng liền nói.
đây là bá tống cùng thiên đạo cố ý gây nên sự tình. Sống lại, ta chỗ âm giới bên trong, nhiều con vực ngoại thiên ma đã toàn bộ phục sinh. Âm giới chi chủ, Phong Lạc tiên tử lên tiếng nói. Ta bên này cũng thế, tiểu sửu hoàng nói. Chư thiên vạn giới bên trong, vừa bị đại quang bá tống bạo phá vực ngoại thiên ma nhóm, cơ hồ trong cùng một lúc, thể nội sinh ra hoàn toàn mới sinh cơ, lần lượt phục sinh. Vô số vực ngoại thiên ma tại phục sinh về sau, lẳng lặng lơ lửng ở hư không, không nhúc nhích. Chư thiên vạn giới tập trung vào vực ngoại thiên ma các đại lão, cũng không có đối thiên ma nhóm động thủ dù sao, trong này rõ ràng có bá tống cộng thiên đạo kế hoạch, lúc này vẫn là không nên khinh cử vọng động. Chừng 10 hơi thở tả hữu. Chư thiên vạn giới bên trong vực ngoại thiên ma nhóm, thực lực cao nhất một nhóm kia, hai mắt bắt đầu khôi phục thần trí. Nguyên bản ngang ngược, mất trí, chỉ biết là phá hư vực ngoại thiên ma, vậy mà từng cái khôi phục. Khôi phục thần trí sau nháy mắt, đám kia thực lực mạnh nhất vực ngoại thiên ma đột nhiên ôm đầu khóc giống lên. Tiếng khóc này bên trong, tức có mừng rỡ, lại có to lớn bi thương. A, vực ngoại thiên ma nhóm tựa hồ biến hóa, không còn là mất trí chỉ biết là phá hư quái vật. Ngự thú hiền tài lên tiếng nói. Đây chính là bá tống hợp tác với thiên đạo chân chính mục tiêu sao. Để vực ngoại thiên ma nhóm khôi phục bình thường, vô tướng vương trầm giọng nói. Thiên đạo quyền hành, quả thực không gì làm không được. Đây chính là thiên đạo bất hủ hấp dẫn người nhất địa phương A. Tất cả vực ngoại thiên ma, đều khôi phục thần trí. Từ hôm nay trở đi, vực ngoại thiên ma sẽ không còn là dã ngoại boss, mà là chư thiên vạn giới bình thường một chủng tộc. Nguyên sơ ma nữ kết luận. Chỉ cần có thần trí, không còn là chỉ biết là phá hư quái vật, lại sẽ đoàn kết đến cùng nhau lời nói, chư thiên vạn giới người tu luyện cũng không có khả năng lại đem vực ngoại thiên ma nhóm xem như là dã ngoại boss đi soát dù sao, để vực ngoại thiên ma khôi phục thần trí, chính là bá tống cộng đương kim thiên đạo. Có hai vị này đại lão vì vực ngoại thiên ma bối thư, chư thiên vạn giới, ai không cho cái mặt mũi. Lại qua chừng 10 hơi thở, chư thiên vạn giới bên trong. Tất cả vực ngoại thiên ma, vô luận thực lực cao thấp, hoàn toàn khôi phục bình thường. Khóc giống qua đi, vực ngoại thiên ma nhóm tỉnh táo lại. Bọn chúng hướng phía trước người phương hướng quỳ xuống, cúi mà đối với đại quang bá tống hư ảnh bái đi. Đây là cứu vớt bọn chúng cả một tộc quần đại ân. Nếu là không có bá tống cùng thiên đạo xuất thủ, cái kia tương lai, vực ngoại thiên ma tộc đàn, cuối cùng cũng có triệt để diệt vong một ngày. Ngang ngược mất trí trạng thái bên dưới vực ngoại thiên ma, mặc dù cũng có sinh sản bản năng, nhưng bởi vì hỗn loạn nguyên nhân, sinh ra xuống tới hậu đại trưởng thành lại rất khó khăn. Chư thiên vạn giới bên trong, vực ngoại thiên ma số lượng, một mực tại giảm bớt. Toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong vực ngoại thiên ma, toàn bộ đối bá tống cong xuống. Từ hôm nay trở đi, bá tống chính là toàn bộ vực ngoại thiên ma nhất tộc ân nhân, chỉ cần bá tống có cần, một câu liền có thể để chư thiên vạn giới vực ngoại thiên ma nhóm liều chết tương trợ. Trong lúc nhất thời, đại lượng công đức chi lực hướng phía tống thư hàng bản thể vị trí hội tụ. Mà tại cái này một đợt công đức chi lực bên trong, còn bổ sung lấy thiên đạo đạo tử kèm theo chúc phúc. Mà tống thư hàng danh vọng, tại đạo tử lửa cháy thêm dầu bên dưới, lại một lần nữa đạt đến một cái mới đỉnh phong. Lần này khôi phục vực ngoại thiên ma thần trí sự kiện bên trong, đạo tử đang tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, tranh thủ đem tất cả danh vọng đều soát đến bá tống trên thân. Đây cũng là đạo tử tận lực mân mê ra vô số bá tống hình chiếu một màn nguyên nhân. Hắn chính là vì để chư thiên vạn giới người tu luyện đều biết, việc này có bá tống tham dự. Sau đó, để chư thiên vạn giới đều truyền xướng bá tống uy danh. Kể từ đó, bá tống nếu muốn cạnh tranh đệ cửu thiên đạo, căn cơ liền càng ổn. Đạo tử mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Hạch tâm thế giới. Tôn kia tám tay thái cổ vực ngoại thiên ma, trên mặt lộ ra giải thoát tiếu dung, trong miệng nó không ngừng dùng thái cổ ngôn ngữ nhắc tới lấy mấy cái từ ngữ. Hẳn là quá tốt rồi loại hình từ tổ. Thì thầm lão nửa ngày về sau, nó cũng quay người, đối tống thư hàng bản thể vị trí thi lễ một cái. Từ đó, thứ tư thiên đạo kèm theo tại tộc ta trên người nguyền rủa rốt cục tiêu tán. Bá tống đạo hữu ân tình này, ta khắc trong tâm khảm. Việc này về sau, như bá tống đạo hữu có tâm chứng đạo bất hủ, ta nguyện thay đạo hữu đi theo làm tùy tùng. Tám tay vực ngoại thiên ma đại lão lên tiếng nói. Tám tay vực ngoại thiên ma đại lão đây là nhận bá tống ân tình, hắn hiện tại tâm tình phá lệ tốt,
khi nhìn đến Bá Tống hiệp trợ đạo tử giải trừ vực ngoại thiên ma nhất tộc nguyền rủa về sau, hắn liền mặt hướng lấy Tống Thư Hàng vị trí, ưng thuận hứa hẹn. Một ngày kia, như Bá Tống cố ý muốn cạnh tranh thiên đạo, hắn nguyện ý trợ Bá Tống một tay chi lực. Dù sao, tám tay vực ngoại thiên ma tự thân không có đi cạnh tranh thiên đạo suy nghĩ, thứ nhất là kinh lịch nhiều hơn, thứ hai là cũng cùng bọn hắn vực ngoại thiên ma nhất tộc bị nguyền rủa có quan hệ. Đã không có tranh thiên đạo suy nghĩ, như vậy, nếu như đời tiếp theo thiên đạo cùng bọn hắn vực ngoại thiên ma nhất tộc giao hảo, là cái lựa chọn tốt. Chí ít, không cần lo lắng vực ngoại thiên ma nhất tộc lại bị nhầm vào. Tám tay vực ngoại thiên ma đại lão thanh âm rơi xuống về sau, hư không bên trong liền có thiên địa dị tượng hư hiện, đáp xuống hắn cùng Bá Tống trên thân. Kim sắc thủy thú tại tám tay vực ngoại thiên ma bên người bay múa, trở thành hứa hẹn nội dung vật dẫn. Đây là thiên đạo chứng kiến, đưa tới thiên địa dị tượng. Đạo tử thấy tám tay vực ngoại thiên ma chủ động đưa tới cửa, trở thành Bá Tống cạnh tranh lần tiếp theo thiên đạo trợ công, hắn đương nhiên muốn thừa cơ đem cái này trợ công ổn định. Cùng tám tay vực ngoại thiên ma ý nghĩ đồng dạng, đạo tử cũng cảm giác, nếu như lần tiếp theo thiên đạo là cùng Nho Gia giao hảo Bá Tống đạo hữu, là cái rất không tệ lựa chọn. Kể từ đó, cũng không cần lo lắng Nho Gia lại bị nhầm vào. Người tình ta nguyện phía dưới, cái hứa hẹn này liền bị thiên đạo chứng kiến, truyền bá đến chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới tất cả tu sĩ trong lòng lại là khẽ động. Hôm nay mọi người bị cưỡng chế tâm động số lần hơi nhiều, trên thực tế trái tim đã có chút ít chết lặng. Tổng kết cái này thiên đạo chứng kiến đến xem, tương lai, nếu như Bá Tống muốn cạnh tranh lần tiếp theo thiên đạo, chư thiên vạn giới người tu luyện trừ muốn đánh trước song Tống béo cầu bên ngoài, khả năng còn phải lại khiêu chiến tám tay vực ngoại thiên ma đại lão, mới có cơ hội khiêu chiến Bá Tống. Quả thực tàn nhẫn, không cho người khác cơ hội. Nhưng là, có bộ phận tỉ mỉ các đại lão đột nhiên phát giác được một sự kiện mới nhậm chức thiên đạo, vậy mà tại vì tám tay thiên ma vì Bá Tống cạnh tranh đời tiếp theo thiên đạo trợ công thể ngôn, chứng kiến. Cái này rất ý vị sâu xa. Chẳng lẽ, mới nhậm chức thiên đạo, đã quyết định tốt cái gì thời điểm công thành lui thân? Hắn đây là tại âm thầm chỉ định Bá Tống vì đời tiếp theo thiên đạo nhân tuyển. Thiên đạo chi vị, chẳng lẽ muốn trở thành kế thừa chế? Bá Tống cùng mới nhậm chức thiên đạo đạo tử ở giữa, lại có cái gì không thể cho ai biết bí mật giao dịch? Nhiều đời bất hủ thiên đạo thay đổi, phía sau song ẩn giấu đi cái gì? Bá Tống cùng mới nhậm chức thiên đạo, có phải là đã suy nghĩ ra bí mật này, sau đó thương lượng xong, muốn thay phiên chứng đạo bất hủ, soát quét một cái này thiên đạo chi vị, lại đem thiên đạo chi vị chuyển tay cho đạo hữu khác. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới có một bộ phận đỉnh tiêm trường sinh giả, suy nghĩ ngàn vạn tối nay, nhóm này đỉnh tiêm trường sinh giả, chỉ sợ không người ngủ. Hạch tâm thế giới chỗ. Hứa xong hứa hẹn về sau, tám tay vực ngoại thiên ma đại lão lại cẩn thận cảm ứng đến Bá Tống vị trí, cùng Bá Tống trạng thái. Một lát sau, hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc nhỏ. Trong hộp ngọc, chứa một viên nhiều phía hình đan dược, như là bị cắt chém tốt kim cương, dị thường tinh mỹ. Tám tay vực ngoại thiên ma đại lão đưa tay ném đi, đem viên đan dược này đưa vào đến Tống Thư Hàng vị trí. Nó vừa rồi cảm ứng được Tống Thư Hàng tại cùng đạo tử hợp tác, hóa thân ngàn vạn giải trừ vực ngoại thiên ma nhất tộc trên người nguyền rủa về sau, liền xa vào đến cực độ suy yếu bên trong. Bá Tống lần này là thật cơ hồ bị ép khô. Cho nên, tám tay vực ngoại thiên ma đại lão đưa lên cái này mai chân quý đan dược, viên đan dược này hiệu quả cùng bị Tống Thư Hàng hấp thu hai lần loại bỏ hư nhật thủ hộ giả không sai biệt lắm. Thuộc về ẩn chứa trường sinh vật chất đan dược. Loại đan dược này tại Thái Cổ trong lúc đó còn có biện pháp luyện chế, cho tới bây giờ cơ bản đã không cách nào lại chế tác. Trừ phi, giết một tôn trường sinh giả tế thiên. Đưa ra cái này hộp ngọc nhỏ về sau, tám tay vực ngoại thiên ma nặng nề nhẹ nhàng thở ra, tựa như là buông xuống một cái cự đại gánh nặng. Thân hình của hắn dung nhập vào pho tượng to lớn bên trong, tạm thời ẩn núp. Tống Thư Hàng vị trí. Kết thúc rồi à? Da đen Vũ Nhu Tử ngẩng đầu hỏi. Bia đá đạo hữu nhẹ nhàng đụng đụng Tống Thư Hàng bên eo, nói, Bá Tống đạo hữu nhìn qua còn không có thanh tỉnh dáng vẻ. Bạch Tiền Bối hơi suy nghĩ một chút, suy đoán nói, xem ra, Thư Hàng là muốn mượn cơ hội, triệt để hoàn thiện đầu thứ hai trường sinh chi đạo. Hắn có thể cảm ứng được tu lưu hệ thống một mực tại hậu trường không ngừng thăng cấp. Đầu thứ hai trường sinh chi đạo triệt để hoàn thiện về sau,
cũng không cần lập tức bước ra, mà là có thể giống lúc trước thiên đế tử như thế, làm dự bị chi đạo. Một khi hiện tại Tống Thư Hàng chứng hướng chết mà sinh trường sinh chi đạo tiêu tán, cái kia dự bị trường sinh chi đạo có thể lập tức kích hoạt. Nhập mộng kịch bản bên trong. Tạ ơn bá Tống đạo hữu giúp ta một tay chi lực. Đạo tử mỉm cười nói. Tống Thư Hàng, đạo tử sư huynh, việc này lên rõ ràng là ta được chỗ tốt, là ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Đôi bên cùng có lợi, đạo tử có chút mỏi mệt ngồi tại bảo tọa bên trong, nói, bá Tống đạo hữu, ta trước đó nhìn ngươi tại một cái sát na thời gian bên trong, tựa hồ tại thôi diễn một đầu minh mông trường sinh chi đạo. Liên thân vì tám, năm nhậm thiên đạo đạo tử đều cảm giác đầu kia trường sinh chi đạo minh mông, cơ hồ tương đương lão sư hắn chỗ khai thác nho gia chi đạo. Nho gia thánh nhân trường sinh chi đạo, khổng lồ lại bao hàm toàn diện, hắn trường sinh chi đạo bên trong, thậm chí có thể dọc theo rất nhiều trường sinh chi đạo chi nhánh, những thứ này chi nhánh cũng có thể làm cho nho gia 13 kiếp tiên có chứng đạo thời cơ. Chính là, đó là của ta đầu thứ hai trường sinh chi pháp. Nhưng là đầu kia trường sinh chi pháp quá mức khổng lồ, lấy phổ thông trường sinh giả tầm mắt, đều không đủ lấy đưa nó hoàn thiện. Tống Thư Hàng trả lời. Thậm chí, hắn cảm giác vận dụng Tống U U cửu U chúa tể quyền hạn, đều không đủ lấy bù đắp. Tống Thư Hàng mượn nhờ cái kia một sát này thiên đạo trạng thái thời gian, ngược lại là lĩnh ngộ ra rất nhiều. Nhưng khoảng cách triệt để hoàn thiện, còn kém một chút. Nói cách khác, cùng tu liêu hệ thống có liên quan trường sinh chi đạo, hắn mênh mông trình độ, tự liền thiên đạo cũng vô pháp tại một sát na thời gian bên trong, đưa nó hoàn thiện. Cái kia, không bằng ta đến trợ bá Tống đạo hữu một tay chi lực thế nào? Đạo tử đáp, bằng hữu chấp niệm đều đã giải quyết, phải hoàn thành cứu rỗi cũng đã hoàn thành, hiện tại, là đạo tử thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đạo tử sư huynh kinh giúp ta thôi diễn trường sinh chi đạo sao? Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Trường sinh chi đạo loại vật này, vẫn là chính mình thôi diễn ra tốt nhất. Đạo tử mỉm cười, nói, ta có thể ở bên phụ trợ bá Tống đạo hữu. Đầu tiên, chúng ta tới trước mở mang tầm mắt đi, đứng tại thiên đạo góc độ, đi quan sát chư thiên vạn giới. Trường sinh chi đạo, đều là rất tư nhân đồ vật. Đạo tử dứt lời, đưa tay tại cặp mắt của mình trước nhấn một cái. Tống Thư Hàng thị giác góc độ cùng đạo tử đồng bộ. Sau một khắc, chư thiên vạn giới mỗi một giới, mỗi một chi tiết nhỏ, đều hiện lên ở trong mắt Tống Thư Hàng. Bạo tạc số liệu tin tức, kém chút lại đem Tống Thư Hàng nổ đầu. Bất quá, có thiên đạo đạo tử tại bên cạnh cẩn thận vì Tống Thư Hàng hộ pháp. Tống Thư Hàng sọ não không có bạo chết cơ hội. Lúc này, chư thiên vạn giới tất cả vị diện, lấy một loại đường cong trùng điệp phương thức, đồng thời xuất hiện ở trong mắt Tống Thư Hàng. Loại này tầm nhìn hình tượng, vượt xa khỏi tia sáng thị giác khái niệm, thuộc về đến từ sâu trong linh hồn xung kích. To lớn rung động, lập tức để Thư Hàng trong lòng phun lên một chút ngọa thảo, như phê, thật mẹ nó hùng vĩ, lợi hại loại hình từ ngữ. Hình tượng xung kích cảm giác thực tế quá mạnh, dẫn đến Tống Thư Hàng đọc vài chục năm sách góp nhặt lên từ ngữ lượng, tại cái này mãnh liệt hình tượng xung kích phía dưới, đều vứt xuống oa chảo quốc đi. Trong đầu trừ ngọa thảo, như phê loại hình từ bên ngoài, trong lúc nhất thời vậy mà chen không ra càng thích hợp thành ngữ tới. Có lẽ chờ hắn thoáng bình phục lại tâm tình về sau, mới có thể nghĩ ra một chút chuẩn xác từ tổ tới. Bá Tống đạo hữu ổn định lại tâm thần, tinh tế thể nghiệm cái này chư thiên vạn giới. Đứng tại thiên đạo góc độ đi xem thế giới, hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. A, à, đang khi nói chuyện, đạo tử đột nhiên sững sờ. Hắn tựa hồ đã nhận ra thứ gì. Đồng thời, Tống Thư Hàng cũng thông qua đạo tử tầm nhìn góc độ, chú ý tới hắn chú ý đồ vật. Tại to to nhỏ nhỏ chư thiên vạn giới vị diện bên trong, có vô số điểm sáng. Kia là chư thiên vạn giới bên trong vô số hành tinh. Tại đạo tử ánh mắt liếc nhìn bên dưới, hành tinh bên trong ẩn tàng bí mật không cách nào che đậy, bị một chút xem thấu. Đây chính là hủy diệt hành tinh virus sao? Đạo tử lên tiếng nói. Hắn gần nhất thông qua cùng bá Tống tiếp xúc, thoáng biết một chút liên quan tới hành tinh hủy diệt virus, hư nhật thủ hộ giả cùng hành tinh mạt nhật giả sự tình. Nhưng là, hắn không nghĩ tới này virus đã tản đến khoa trương như vậy tình trạng. Chư thiên vạn giới vô số hành tinh bên trong, chỉ ít có 6 thành trở lên, lít nha lít nhít bị hành tinh hủy diệt virus truyền nhiễm, để đạo tử tê cả da đầu. Đây mới thực là có thể đem chư thiên vạn giới đều phá hủy thủ đoạn,
là xưa nay chưa từng có to lớn hạo kiếp. Một khi khiến cái này hằng tinh hủy diệt virus kích hoạt, chư thiên vạn giới không người may mắn thoát khỏi. Thậm chí tự liền Nho Gia Kim Liên thế giới cũng không biết có thể hay không tại trường hạo kiếp này bên trong sống sót xuống dưới. Ta thật vất vả đem các sư đệ phục sinh di chứng cho tiêu trừ, thật vất vả hoàn thành tự thân chấp niệm, người lúc này muốn cho ta chơi tận thế kịch bản. Đạo tử lúc này nội tâm, vừa giận vừa tức. Người đây là tại tự tìm đường chết. Đúng vậy, chính là bọn chúng. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn cũng là tê cả da đầu, dùng mình. Từ Tống Béo Cầu trong điều tra, Tống Thư Hàng thu được một chút liên quan tới hằng tinh hủy diệt virus số liệu. Nhưng là, đơn thuần số lượng hoàn toàn không có tận mắt thấy lúc cái chủng loại kia đánh vào thị giác. Cái này cùng quét thẻ tiêu phí bắt đầu, đặc biệt sảng khoái là một cái đạo lý. Làm ngươi soát chỉ là một chuỗi số lượng lúc, cùng chân chính giao suất tiền đến, liền có khác nhau. Bá Tống đạo hữu, ngươi lại tinh tế quan sát cái này chư thiên vạn giới, ta trước khôi phục một chút trạng thái. Đạo tử trầm giọng nói. Hắn dù sao chỉ là bù đắp 0.5 cái thiên đạo, cùng chân chính thiên đạo vẫn còn có chút khác biệt. Cho nên, tại một hơi hoàn thành chính mình cùng Tống đầu gỗ, tám tay vực ngoại thiên ma chấp niệm về sau, sẽ có chút mỏi mệt. Lại nghĩ làm cái đại tân văn, liền cần thoáng khôi phục lại trạng thái. Đồng thời, hắn cũng cần lâm thời làm quen một chút sau đó phải nhằm vào hằng tinh hủy diệt virus thiên đạo quy tắc. Trong lúc này, đạo tử đem thiên đạo tầm nhìn, triệt để cộng hưởng cho Tống Thư Hàng, để hắn có thể đứng ở người đứng xem góc độ, đi xem thiên đạo trong mắt thế giới. Vạn vật đều ở đáy mắt, thế gian tất cả phảng phất đang trong lòng bàn tay. Đây chính là thiên đạo. Tống Thư Hàng bản thể vị trí. Nho Gia thánh nhân chi nhãn điên cuồng đầu nhập tính toán, lần này liền đệ tam thần nhãn cũng gia nhập trong đó, giảm bớt Nho Gia thánh nhân hai mắt tính toán gánh vác. Nhập mộng bên trong Tống Thư Hàng, tầm nhìn chia làm hai loại khác biệt trạng thái. Hắn có thể đồng thời chú ý toàn bộ chư thiên vạn giới, lại có thể đồng thời khóa chặt nào đó một bộ phận chi tiết, tinh tế quan sát. Tống Thư Hàng thông qua thiên đạo tầm nhìn, đầu tiên đảo qua quen thuộc Giang Nam Đại học thành vị trí. Đây là hắn ầm ầm sóng dậy tu chân kiếp sống bắt đầu chi địa. Ở đây hắn gặp được Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục, Dược Sư Tiền Bối, Đậu Đậu, đồng thời tiếp xuất Quan Bạch Tiền Bối. Bây giờ, tại kinh lịch tà vọng sự kiện, thế gian linh khí triều tịch bộc phát, Giang Nam Đại học thành cũng trở nên không giống với. Hiện thế, trên địa cầu tà vọng bị Tống Thư Hàng phái cửu phẩm tà ma chém giết không còn, tai nạn diệt hết. Bất quá hồi xuân linh lực, để thế gian vẫn như cũ nhiều từng sợi huyền huyễn sắc thái. Lúc này Giang Nam Đại học thành, người ở thưa thớt. Không phải là bởi vì hoang phế, mà là bởi vì thả nghỉ đông. Nghỉ đông a, luôn cảm giác là rất xa xôi một cái từ ngữ. Tống Thư Hàng nội tâm cảm khái nói. Rõ ràng cảm giác gần như vậy, nhưng lại cảm giác xa như vậy. Tống Thư Hàng ánh mắt, tại Giang Nam Đại học thành khẽ quét mà qua. Cho dù là nghỉ đông, trong trường học, vẫn như cũ còn có chút thành viên lưu lại. Tựa hồ, Giang Nam Đại học thành muốn tại cái sau học kỳ, gia tăng mấy cái đặc thù ban khoa. Bạch Tiền Bối sủng vật thụ yêu khinh vũ, vẫn như cũ cắm rễ tại Giang Nam Đại học thành nội. Tống Thư Hàng ánh mắt khóa chặt nàng thụ yêu khinh vũ một mực tại thay thế hắn đi học, thay hắn đánh yểm trợ. Chờ sau đó, cũng không thể bạc đãi nàng. Quay đầu cùng Bạch Tiền Bối nói lại, thăng nàng phúc lợi đi. Thụ yêu khinh vũ đồng dạng trong lòng hơi động, phảng phất bị người để mắt tới, nàng nâng lên cành, nghi ngờ bốn phía chuyển động. Nhưng thiên đạo quan sát, nàng thực tế cảm ứng không ra đồ vật. Cho nên, nàng lắc lắc nhánh mầm, từ thân cây lên duỗi ra một đôi tiểu thủ, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra phần mềm chat, lôi ra một cái quần tổ. Quần tên là cả một đời anh em tốt. Bên trong có thổ ba, cao mỗ mỗ, dương đức. Cùng, khinh vũ. Chính Tống Thư Hàng, lại không tại quần bên trong. Đột nhiên có loại mình bị anh em tốt từ bỏ ảo giác. Tống Thư Hàng ánh mắt lại đảo qua khinh vũ nói chuyện phiếm ghi chép. Sau đó hắn phát hiện, chính mình ba vị cùng phòng, đều tại hướng khinh vũ thỉnh giáo tu luyện bên trên vấn đề. Hẳn là Tống Thư Hàng lưu lại chuẩn bị ở sau có tác dụng, tăng thêm tà vọng sự kiện, thiên địa linh lực hồi xuân sự kiện một bộ tổ hợp quyền bên dưới, ba cái cùng phòng triệt để tin tưởng tu luyện tồn tại. Thụ yêu khinh vũ ôm cá ướp muối bạn cùng phòng dưỡng thành yêu thích,
bắt đầu chỉ đạo bọn hắn tu luyện. Trước mắt đến xem, Khinh Vũ đang dần dần đem Tống Thư Hàng ba cái bạn cùng phòng dưỡng thành chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày chỉ biết là tại nhà bế tử quan trạch tu. Tống Thư Hàng, ba vị bạn cùng phòng sự tình, trước tiên có thể thả thả. Chờ tận thế tai nạn giải trừ, đợi đến tất cả sự kiện cuối cùng, hắn liền có thể rút tay ra ngoài, chân chính giúp bọn hắn một chút. Hiện tại, trước hết để cho Khinh Vũ chiếu cố bọn hắn cũng không tệ. Tiếp lấy Tống Thư Hàng ánh mắt lại đảo qua Tiên Nông Tông, sở sở quê quán, còn có đáy biển nhím biển chiến sĩ nhất tộc. Hắn là án lấy trong trí nhớ mình kinh lịch sự kiện, đảo qua từng cái quen thuộc địa phương. Một lát sau, Tống Thư Hàng ánh mắt từ thần bí đảo lên lướt qua. Thần bí đảo bên trên, hắn thấy được một cái kim sắc trình lâm, đang đứng tại Bạch Long tỷ tỷ Long mộ trước đó. A, à, Tống Thư Hàng lập tức nhãn tình sáng lên. Kim sắc trình lâm. Nhưng, cũng không phải trình lâm. Tống Thư Hàng đối trình cẩu đản quá quen. Mặc dù trình cẩu đản không có giống sở các chủ ngốc mao, tạo hóa tiên tử đồng dạng, treo trên người Tống Thư Hàng, nhưng là trình cẩu đản một mực là Tống Thư Hàng viễn trình hách một trong, vẫn là Tống Thư Hàng cùng cẩu đản cha ở giữa quan hệ cầu nối. Cho nên, mặc dù cái này kim sắc trình lâm cùng trình lâm cơ hồ giống nhau như đúc, khí chất cũng có 8-9 phần rất giống. Nhưng Tống Thư Hàng một chút liền có thể nhận ra đến, này Trình Lâm không phải kia Trình Lâm. Huống hồ, Tống Thư Hàng hiện tại vẫn là thông qua thiên đạo thị giác tại nhìn xuống nhân gian. Kim sắc Trình Lâm một mặt bình tĩnh đứng tại Long mộ quan tài thủy tinh trước, tay phải của nàng nhẹ nhàng đè trên quan tài thủy tinh, trong miệng tựa hồ tại khẽ nói lấy cái gì. Tại Long mộ phía trên, có một vị phần lưng có một đạo vết thương tóc bạc tiên tử cùng một vị đầu chọc tiên tử cùng tồn tại mà đứng. Dường như tại tĩnh quan Long mộ bên trong biến hóa. Mà trên bầu trời thần bí đảo cách đó không xa, Phục Sinh Thiên Đế tử bọc lấy một đầu cái chăn, chân trần dẫm tại hư không, nhìn xuống thần bí đảo, nhưng nàng cũng không có lập tức tiến công, giống như tại ngừng chân đứng ngoài quan sát. Tại khoảng cách thần bí đảo không xa hư không bên trong, còn có một tôn đại lão thân ảnh nửa ẩn nửa hiện. Tôn kia đại lão mang theo diện mục, khí tức trên thân cùng Cửu Châu Nhất Hào quần đồng quái tiền bối giống nhau đến mấy phần. Tại càng xa xôi, còn có hai thân ảnh ngay tại lược cận. Một đạo là kim quái tiền bối, hắn đã hoàn thành cùng Tống đầu gỗ đám người ước định, 8. Năm nhậm thiên đạo nghi thức đã kết thúc. Hắn hiện tại ngay tại chạy về thần bí đảo. Sau đó, liền đợi đến thiên đạo đạo tử hoàn thành cùng hắn ước định, đem tất cả thiên đế chi đạo tập trung đến trên người hắn, để kim quái trở thành cái này chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị thiên đế nhị thế. Một đạo khác thì là bạch cốt tiên cơ. Nàng chẳng biết tại sao, lòng có cảm giác, bồi tiếp kim quái chạy về thần bí đảo tới. Tống Thư Hàng thông qua thiên đế tầm nhìn quét qua một chút thần bí đảo vị trí về sau, ánh mắt lại trở lại kim sắc trình lâm chỗ, khóa chặt kim sắc trình lâm cùng vị kia đầu chọc tiên tử. Lúc đầu, ta nghĩ đến có thể lại kéo một chút thời gian. Ít nhất chờ ngoại giới hết thảy tất cả nguy cơ đều kết thúc về sau, lại đến gặp ngươi. Bất quá bây giờ xem ra, thời gian của ta không nhiều lắm. Kim sắc trình lâm đối quan tài thủy tinh, ôn nhu nói. Nhưng lần này, Bạch Long tỷ tỷ cũng không tại Long mộ bên trong, cũng không có muốn trở về dấu hiệu. Bạch Long tỷ tỷ còn tại bồi thiếp A thập lục độ kiếp. Kim sắc trình lâm lộ ra một cái đẹp mắt tiếu dung, nàng đưa tay như là chân chính trình lâm đồng dạng, nâng đỡ chính mình siêu siêu vẹo vẹo đạo quan. Sau đó, nàng đi tới quan tài thủy tinh lấy máu rãnh vị trí. Lần này, vây quanh ở quan tài thủy tinh bên cạnh cái kia một vòng quan tài đồng nhóm, cũng không có động tĩnh. Trong quan tài đồng cốt long khí linh nhóm, thì tại an tĩnh chờ đợi. Kim sắc trình lâm đưa tay, trong hư không nhẹ nhàng rút cái. Một thanh răng cưa đại đao phù hiện ở bàn tay nàng bên trong. Nàng nắm lên chuôi này răng cưa đại đao, tại trên cổ tay của mình dùng sức bắt đầu cắt chém. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Trên đại đao răng cưa cùng nàng cổ tay ở giữa làn da điên cuồng ma sát, nổ lên trận trận tia lửa chói mắt. Thậm chí tại kim sắc trình lâm khống chế bên dưới, răng cưa đại đao cùng nàng cổ tay ở giữa cắt chém âm thanh, còn phát ra đàn sen lô tiết tấu âm thanh lão ốc phân bách rách lên nước mắt. Tống Thư Hàng. Chẳng biết tại sao, một màn này tổng cho người ta một loại trào phúng hương vị. Luôn cảm giác kim sắc trình lâm đang hướng người khác phát ra tiếng, tiểu lão đệ nhóm. Phòng ngự của các ngươi được hay không a? À? Nhìn ta a, à, nhìn xem phòng ngự của ta, kim sắc bọc thép, răng cưa đại đao như thế vạch, hỏa
hỏa tinh bọt bay tứ phía, đều không mang vệt trắng. Cũng không biết vạch bao lâu về sau, kim sắc Trình Lâm cổ tay bộ phận rốt cục phá phòng. Từ cổ tay nàng bên trong, có dòng máu màu vàng óng không ngừng tuôn ra, rơi vào quan tài thủy tinh rãnh máu bên trong. Tống Thư Hàng thấy cảnh này lúc, không tự chủ được nghĩ đến nắm nắm cổ tay của mình nếu như đổi thành hắn, dùng răng cưa đại đao như thế vạch, vạch một hồi về sau, cổ tay của hắn đoán chừng sẽ chủ động từ khuỷu tay bên trên chóc ra. Nhưng là máu tươi cái gì, là không cần suy nghĩ. Hắn bá Tống hiện tại coi như bị cắt thành 10 mảnh 8 mảnh, cũng sẽ không giọt một giọt máu. Đây chính là hắn ưu thế. Tầm nhìn bên trong, kim sắc Trình Lâm hoàng kim huyết dịch rót vào lỗ khảm về sau, dọc theo một đầu rãnh mạch chảy tới quan tài thủy tinh 4 tuần, đem toàn bộ quan tài thủy tinh tầng tầng bao khỏa. Giống như lúc trước, Tống Thư Hàng máu tươi rót quan tài tràng diện. Kim sắc máu tươi trên quan tài thủy tinh chảy ra một cái tinh mỹ trận pháp. Quan tài thủy tinh cùng hoàng kim huyết dịch sinh ra cộng minh. Bạch Long tỷ tỷ rốt cục muốn sống lại. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Nhưng một lát sau, nguyên bản cộng minh kim sắc trận pháp, nhưng lại ảm đạm xuống. Kim sắc Trình Lâm. Nàng trừng to mắt, không dám tin nhìn qua quan tài thủy tinh bên trong tiểu Bạch Long. Chuyện này, tựa hồ phi thường nằm ngoài dữ liệu của nàng. Chẳng lẽ là ta thả máu quá ít rồi? Kim sắc Trình Lâm hỏi. Không, đạo hữu người thả máu đã đầy đủ nhiều. Bên cạnh, trong quan tài đồng cốt long khí linh toát ra cái đầu nhỏ, lên tiếng nói. Cái kia, là nghi thức cái nào khâu xảy ra vấn đề? Kim sắc Trình Lâm lại hỏi. Cốt long khí linh, không, nghi thức khâu từ đầu tới đuôi cũng không có vấn đề gì. Vậy tại sao nàng còn không phục sinh? Kim sắc Trình Lâm nói. Rất hiển nhiên, cốt long khí linh trả lời, người không phải chủ nhân nhà ta chờ người kia. Kim sắc Trình Lâm, cốt long khí linh, Tống Thư Hàng, có phải hay không là chương trình sai lầm, nếu không, ta lại lấy máu thử một lần, kim sắc Trình Lâm nói. Cốt long khí linh ngược lại là không có miêu tả hảo ý của nàng, nếu như đạo hữu nguyện ý, tùy ý thử bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Kim sắc Trình Lâm không tin tà, nàng lại nắm lên răng cưa đao, tại trên cổ tay của mình bắt đầu cắt chém. Lão nửa ngày sau. Hoàng kim máu tươi nhỏ xuống ra. Nhưng ở dòng máu màu vàng óng sắp nhỏ xuống thời điểm, kim sắc Trình Lâm một cái tay khác đưa tay quét qua, từ những cái kia kim sắc huyết dịch bên trên xẹt qua. Kim sắc huyết dịch bên trong cái kia bộ phận kim sắc thành phần bị cắt chém ra, lơ lửng tại bên cạnh. Sau đó, màu đỏ trong mang theo một sợi kim nhan sắc huyết dịch, rơi vào lỗ khảm bên trong. Huyết dịch cùng quan tài thủy tinh lại một lần sinh ra cộng minh. Lần này thỏa. Kim sắc Trình Lâm vỗ vỗ quan tài thủy tinh, nói, Bạch Long tỷ tỷ, ra đi, đừng có lại náo loạn. Thời gian của ta, thật không nhiều lắm. Kít rát. Quan tài thủy tinh rung động dữ dội chỉ chốc lát. Sau đó, lại khôi phục bình tĩnh. Kim sắc Trình Lâm. Lại thất bại, đạo hữu. Cốt long khí linh chậm rãi nói, không nên cưỡng cầu, người thật không phải ta chủ trợ cái kia người. Kim sắc Trình Lâm. Bầu không khí, biến lúng túng. Hư không bên trong, thiên đế tử đều nhìn không được. Cái này không khí ngột ngạt, làm nàng sợ hãi trong lòng. Cho nên, nàng động thủ. Tương lai kiếm cùng thiên địa so thọ, cùng nhật nguyệt tề quang. Thiên đế kiếm quang trong tay quét ngang. Một kiếm này, xuyên qua hiện tại, trực tiếp xuất hiện tại kim sắc Trình Lâm bên cạnh thân. Mà xảo chính là, kim sắc Trình Lâm vô ý thức hướng bên trái một tránh. Nàng cái này vừa trốn tránh. Lại vừa vặn đâm vào thiên đế kiếm quang phía trên. Kiếm quang cắt đứt xuống, lột kim sắc Trình Lâm trên da kim sắc sơn phủ, lộ ra nội tại như lưu ly xinh đẹp thân thể. Thiên đế tử vị lai kiếm hiệu quả, nhìn tựa như là hắc long thế giới đối ứng cổ u hóa thân, thi triển thương pháp danh âm giát phá đồng dạng, có được tất chúng hiệu quả. Bất quá, danh âm giát phá là nghịch chuyển nhân quả thủ đoạn. Mà vị lai kiếm, không chạm hiện tại, chạm tương lai. Một kiếm chém ra lúc, bị chạm người tại thời gian pháp tắc tác dụng dưới, tất nhiên sẽ chịu bên trên một kiếm này. Trừ phi người có thể nắm giữ chống lại thời gian chi đạo thủ đoạn. Kim sắc Trình Lâm tránh né hiện tại, nhưng lại chính mình đụng phải vị lai kiếm kiếm quang, trên thân soát một tầng kim sơn cũng bị phá mở, lộ ra kim sơn sơn phủ bên dưới nội tại. Một mực dùng thiên đạo thị giác quan sát lấy kim sắc Trình Lâm Tống Thư Hàng, ánh mắt có chút tập trung,
khóa chặt kim sắc Trình Lâm phá khẩu chỗ. Tinh khiết như lưu ly xinh đẹp thân thể bộ phận, cho là nhìn quen mắt vô cùng. Thì ra là thế, là bôi tầng kim sơn a, Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Chư thiên vạn giới bên trong sẽ như vậy làm người, sẽ còn đối với mình làm như vậy người, chỉ sợ cũng chỉ có một cái. Bổ sơn rất đắt, kim sắc Trình Lâm chịu thiên đế tử một kiếm về sau, lại mặt không đổi sắc, có thể là bởi vì trên mặt nàng cũng có một tầng kim sơn, nhìn không ra màu lót tới. Từ mặt ngoài nhìn, nàng trừ bỏ bị phá đi một tầng sơn bên ngoài, bản thể nhìn qua vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Phải biết thiên đế vừa rồi một kiếm kia, cũng không phải phổ thông thăm dò trảm kích, mà là chân chính ẩn chứa sát ý kiếm thức. Đạo hữu, người khác là tại chặt ngươi a, người còn tại hồ điểm sơn. Cốt Long Khí Linh nhịn không được nói. Cái này giống như là đối diện có người tại cầm đao chặt ngươi, ngươi lại tại hồ y phục của mình bị chém tan một điểm. Chú ý chủ thứ a. Mệnh đều muốn không có, ngươi còn muốn chú ý điểm sơn. Ngươi chớ xem thường ta cái này kim sơn a, mặc dù chỉ là trà sát điểm lớp sơn, nhưng nếu như muốn tu bổ, ta cái này nguyên một khối địa phương đều muốn bổ sơn. Mà lại, sau bổ sơn tại màu sắc bên trên, sẽ cùng nguyên sơn có chỗ khác biệt, không cách nào viên mãn. Kim sắc Trình Lâm chỉ mình trên bờ vai khu vực nói. Cốt Long Khí Linh. Đúng rồi, Khí Linh đạo hữu, người có muốn hay không bên trên sơn? Hiện tại trừ bá khí kim, thời thượng ngân bên ngoài, ta còn khai phát ra tôn quý tử, u buồn lam, sinh động thải nhiều loại kiểu dáng. Luôn có một cái thích hợp ngươi. Kim sắc Trình Lâm thừa cơ chào hàng nói. Cốt Long Khí Linh, đạo hữu, người trước bảo trụ mạng nhỏ rồi nói sau. Không sợ. Kỳ thật ta cùng thiên đế tử không có gì lớn mâu thuẫn, ta đứng để nàng chặt mấy kiếm, nàng khí cũng liền tiêu tan. Kim sắc Trình Lâm khoát tay áo nói. Cốt Long Khí Linh. Tống Thư Hàng. Ha ha đát, hư không bên trong thiên đế tử phát ra dễ nghe, cười lạnh. Có ít người thanh tuyến, trời sinh liền không thích hợp cười lạnh. Dù cho cười lại lạnh, nghe cũng không có chút nào uy hiếp cảm giác, vũ nhu tử thanh tuyến chính là như thế, không thích hợp đi cao lãnh lộ tuyến. Chặt mấy kiếm liền nguôi giận. Quả thực là vọng tưởng. Nàng cùng Trình Lâm, Tống Đầu Gỗ ở giữa, thuộc về ngươi chết ta sống quan hệ. Tống Đầu Gỗ cùng Trình Lâm muốn nàng. Nàng đồng dạng nghĩ lấy muốn Tống Đầu Gỗ cùng Trình Lâm. Song phương cũng không thể nhượng bộ. Đã ngươi muốn đứng để ta chặt mấy kiếm nguôi giận, vậy ngươi liền ngoan ngoãn đứng vững. Thiên đế tử lập tức trong tay lợi kiếm. Tuế nguyệt nặng nề, toàn bộ rơi đặt ở mũi kiếm. Có được diệt tinh uy lực pháp tắc cùng lực lượng, áp xúc tại thiên đế tử mũi kiếm bên trên. Một kiếm này nếu là chém xuống, dù là uy lực lại thế nào khống chế cùng áp xúc, thần bí đảo cùng long mộ cũng đừng nghĩ tiếp tục bảo tồn. Các ngươi không cần đánh nữa, không nên ở chỗ này đánh, vị kia phía sau có vết thương tóc bạc tiên tử nhìn không được đứng ra, khuyên nhủ. Nàng cũng không muốn để chỗ này đất sung thân, bị người hủy đi. Không cần phải lo lắng. Thiên đế tử lắc một cái trường kiếm trong tay, nguyên bản ngưng tụ tại mũi kiếm uy lực, vậy mà lại lần nữa áp xúc đến vẻn vẹn mũi kiếm nhọn như vậy chút điểm lớn, ta sẽ tại chém chết hắn nháy mắt, liền đem dịch chuyển không gian. Điểm ấy khống chế thủ đoạn, bây giờ thiên đế tử còn là có thể làm được. Ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích a, Trình Lâm, thiên đế tử một kiếm đưa tử. Ngươi nhận lầm người, vị tiên tử này, kim sắc Trình Lâm thân hình hóa thành hư vô. Tan biến tại long mộ chỗ. Đối mặt dạng này một kiếm, không tránh chỉ có hai loại nhóm người. Một là chân chính ngưu phê. Một là chân chính ngốc phê. Mà nàng, hai người đều không phải. Kỳ thật, ta gọi Trình Cẩu Đản. Trình Lâm nàng đã chết, thật đã chết rồi. Không tin, ngươi quái toán một chút. Hóa thành hư vô đồng thời, kim sắc Trình Lâm dư âm kêu. Mặc kệ ngươi là Trình Cẩu Đản, kim Cẩu Đản vẫn là ngân Cẩu Đản. Kết quả đều như thế. Thiên đế tử thủ cánh tay lắc một cái, trong hư không nâng cái kiếm hoa. Nàng trước đó đứng tại hư không bên trong nửa ngày không động thủ, cũng không phải thật đang xem kịch. Thần bí đảo phụ cận không gian, đã bị nàng bày ra tuyệt đối không gian phong tỏa. Long mộ bên cạnh, tức thì bị nàng âm thầm vung xuống rất nhiều loại kiểu mới cấm cố thủ đoạn. Nàng không gian cấm cố thủ đoạn, cũng không phải không gian cấm cố đơn giản như vậy. Mà là chân chính thời không cấm cố. Thời gian cùng không gian lực lượng ở đây, hóa thành thiên đế tử lĩnh vực.
Nguyên bản đã hư vô hóa kim sắc Trình Lâm, đột nhiên từ hư vô trạng thái bên trong bị ép ra. Ngay sau đó liền như là vị lai kiếm đồng dạng, hư không bên trong đột nhiên bộc phát ra mấy trăm đạo kiếm quang, không ngừng chạm tại kim sắc Trình Lâm trên thân. Mỗi một đạo kiếm quang, đều sẽ từ kim sắc Trình Lâm trên thân lột bỏ một khối kim sơn. Đầy trời kim sơn hóa thành phấn hình, từ không trung bay xuống. Trong đó có một phần nhỏ, rơi vào quan tài thủy tinh lỗ khảm, lẫn vào kim sắc Trình Lâm trước đó thả máu tươi bên trong. Quan tài thủy tinh bên trên, chính Bạch Long tỷ tỷ bày trận pháp lại một lần có chút sáng lên. Trong lúc rằng có kim sắc Trình Lâm cùng thiên đế tử không có phát giác được điểm ấy dị trạng. Nhưng thông qua thiên đạo tầm mắt hình thức tế sát thế gian vạn vật Tống Thư Hàng, lại nhạy cảm bắt được điểm này. Kim sắc sơn phấn cộng máu tươi. Lại hoặc là, Bạch Long tỷ tỷ phục sinh, muốn cũng không phải là máu tươi. Mà là cái kia kim sơn. Quan tài thủy tinh bên trên đường vân, chẳng lẽ là thay nàng soát kim sơn thiết chí? Cho dù là phục sinh, nàng cũng muốn lấy kim long thủy tổ trạng thái phục sinh. Nếu không, nói chuyện riêng bên dưới Bạch Long tỷ tỷ, hỏi một chút đáp án. Suy nghĩ chợt lóe lên, tạm tồn đến trong trí nhớ bản ghi nhớ bên trong. Sau đó, Tống Thư Hàng ánh mắt lần nữa khóa chặt Trình Lâm. Lúc này Trình Lâm, một thân kim sơn đã bị lột sạch, lộ ra hoàn chỉnh lưu ly thân thể, như là tác phẩm nghệ thuật lóe sáng. Trình Lâm thở dài, vận chuyển chân khí. Sau một khắc, có một bộ tinh xảo nữ tính khôi giáp bao trùm ở trên người nàng, đưa nàng vũ trang. Khải ý. Không, là đạo ý. Tên đầy đủ, đạo ý khôi giáp. Tại bá tống trước đó, chư thiên vạn giới tựa hồ cũng không ai mân mê ra qua đặc thù đạo ý. Nhưng lúc này, lại tại lưu ly Trình Lâm trên thân ngưng tụ thành hình. Tinh xảo đạo ý khôi giáp, mười phần dán vào lưu ly Trình Lâm dáng người, trừ trên đỉnh đầu cái kia siêu siêu vẹo vẹo đạo quan bên ngoài, đạo ý khôi giáp còn lại vị trí, hoàn mỹ vô khuyết. Thiên đạo tầm nhìn Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài, sau đó hắn tập trung tinh thần, toàn lực nhìn chằm chằm lưu ly Trình Lâm. Hắn muốn thử xem, thiên đạo thị giác, có hay không dám định hoặc là xem xét vật phẩm thuộc tính năng lực. Tống Thư Hàng từ vừa mới bắt đầu liền xác định qua, cái này nguyên kim sắc, hiện màu lưu ly Trình Lâm, không phải một mực cùng hắn liên hệ Trình Cầu Đản. Điểm ấy hắn còn là có thể phân biệt rõ ràng. Bất quá, từ rất nhiều đặc thù đến xem, màu lưu ly Trình Lâm mặc dù không phải Tống Thư Hàng nhận biết Trình Cầu Đản, nhưng nàng cũng có thể là thật Trình Lâm. Điểm ấy kỳ thật cũng không khó lý giải bởi vì thân là quỷ thần Trình Lâm mảnh vỡ, Trình Cầu Đản là có thể cùng cái khác mảnh vỡ tiến hành dung hợp. Cầu Đản cha đã từng còn giao cho Tống Thư Hàng một cái trường kỳ thu thập Trình Lâm mảnh vỡ nhiệm vụ. Đáng tiếc Tống Thư Hàng một mực tu luyện đến trường sinh giả cảnh giới, đều không tiếp tục gặp gỡ cái khác Trình Lâm mảnh vỡ. Mà trước mắt cái này màu lưu ly Trình Lâm chân thực thân phận, nếu như không có đoán sai, hẳn là Tống Đầu Gỗ. Trừ Tống Đầu Gỗ bên ngoài, cũng không ai sẽ như vậy tùy tiện đi vào Bạch Long tỷ tỷ Long Mộ trước, một mặt rất có lòng tin bộ dáng, muốn dùng máu đến phục sinh Bạch Long tỷ tỷ. Lại thêm cho mình Sơn Kim Sơn đặc thù yêu thích, cùng cái kia như lưu ly thân thể, cùng rất nhiều chi tiết. Đó có thể thấy được, màu lưu ly Trình Lâm, Tống Đầu Gỗ từ vừa mới bắt đầu, liền không có che giấu chính mình thân phận chân thật ý nghĩ. Tống Thư Hàng đoán được đối phương là Tống Đầu Gỗ. Nhưng hắn nghĩ nhìn rõ ràng, là Tống Đầu Gỗ càng sâu một cấp bậc thân phận cái này hại mình bị Bạch Long tỷ tỷ, Thông Thiên Măng còn có Viễn Cổ Thiên Đình đại lão nhận lầm hành hung kẻ cầm đầu, hắn thân phận thật sự. Trên thực tế, có lẽ là trước đó, Tống Thư Hàng trong lòng đối Tống Đầu Gỗ thân phận, liền từng có suy đoán. Nhưng là hắn không có chứng cứ, lại chỉ là phỏng đoán. Lại thêm Tống Đầu Gỗ trên người nhân quả dây dưa nhiều lắm. Tống Thư Hàng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc lên mình ý nghĩ. Mà bây giờ, mượn nhờ thiên đạo thị giác, hắn vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút mình ý nghĩ. Theo Tống Thư Hàng một cái ý niệm trong đầu dâng lên, đạo tử tiền bối mượn hắn thiên đạo thị giác liền thật cụ hiện ra tương ứng công năng tới. Có một loạt giới thiệu vắn tắt loại hình đồ vật, từ màu lưu ly Trình Lâm bên cạnh thân hiển hiện. 2/5 quỷ thần, Trình Lâm, Tống Nhất. Sự kiện trọng đại, Tống Nhất. Viễn Cổ Thiên Đình thành viên Tống Đầu Gỗ, Thiên Đình thời đại nổi danh thành viên. Tại Viễn Cổ Thiên Đình trung hậu kỳ, đánh cắp Thiên Đình Thiên Đế quyền hành, cũng tại Viễn Cổ Thiên Đình thời kỳ cuối, thay thế Thiên Đế cầm quyền, ý đồ từ nội bộ vỡ nát Viễn Cổ Thiên Đình chi đạo.
tan rã thiên đình chi đạo thất bại, kế hoạch A thất bại, đạo toái sụp đổ. Sự kiện trọng đại, Trình Lâm, viễn cổ thiên đình giao trì nữ đế, thiên đình thời đại đứng đầu nhất trường sinh giả, cùng tứ phương đại đế, long tổ nổi danh. Kế hoạch A thất bại về sau, tiếp nhận chủ đạo kế hoạch B, tiếp thu đạo toái sụp đổ Tống Nhất, thiên đình hủy diệt hung thủ. Tống Thư Hàng. Hắn lúc đầu muốn nhìn một chút có thể hay không từ tống đầu gỗ trên thân, nhìn thấy mình muốn đáp án. Kết quả, vậy mà đào ra cái đại tân văn tới. Viễn cổ thiên đình thời đại trung hậu kỳ, tống đầu gỗ vậy mà đã đánh cắp thiên đế quyền hành. Đồng thời, tại thiên đình thời đại thời kỳ cuối, còn thay thế thiên đế tử trở thành thiên đế. Người của thiên đình liền không có phát hiện thiên đế bị đánh cháo. Đát đát tử cái này thiên đế, có phải là có chút ủy khuất? Mà lại, hắn là thế nào làm được, âm thầm thay thế đi thiên đế tử. Việc này trước nhớ đến bản ghi nhớ đi lên, một hồi trực tiếp hỏi hỏi người trong cuộc trình cầu đản cùng đát đát tử đi. Tống Thư Hàng trước đem việc này ghi lại. Tiếp lấy hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Lưu Ly Trình Lâm, đọc đến cấp độ càng sâu tin tức. Phía dưới, Mặc Đạo Ý khôi giáp Lưu Ly Trình Lâm đột nhiên dùng mình một cái. Thật là, A Tống có thời gian chính là quá nóng lòng. Nàng nói khẽ, chỉ ít, tại ta trước khi chết, để ta vì ngươi bình định chướng ngại lại nói a. Vật tận kỳ dụng, đừng để ta chết vô ích a. Đang khi nói chuyện, nàng đưa tay trong hư không vạch một chút, chiếu rọi ra một cái mã hai chiều đồ án tới. Chính là tu lưu hệ thống thêm người mã hai chiều. Lưu Ly Trình Lâm một mực giữ cái này mã hai chiều đồ án. Hư không bên trong. Thiên đế tử nhìn thấy Trình Lâm đột nhiên tế ra bức tranh này án lúc. Nhíu mày, tạm dừng hạ công kích. Phía dưới, màu Lưu Ly Trình Lâm mỗi ngày đế tử tạm dừng công kích về sau, quay đầu tiếp tục thao tác. Nàng tinh thần lực tại chương này mã hai chiều đồ án bên trên nhẹ nhàng quét qua. Ninh chúc mừng ngài, đã tăng thêm bá tống đại lão làm hảo hữu. Từ đây giữa các ngươi lại không khoảng cách, vô luận chân trời góc biển, vô luận cách bao xa, hai trái tim vĩnh viễn có thể không có chút nào khoảng cách tiến hành giao lưu. Tống Thư Hàng bên kia, đồng dạng ngay lập tức tiếp thu được một cái mới hảo hữu gia nhập tin tức. Ninh mới người sử dụng tống đầu gỗ thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu có đồng ý hay không? Tuyển là, tự động danh hiệu tạo ra bên trong. Không nhà để về tiểu tống tống. Mới hảo hữu cùng sổ đen một, chết không thể chết lại tiên tử trình cầu đản, xốp giòn xong vạch rơi, đầu sở quỳnh quỳnh, khoa chỉnh hình bạch cốt tiên cơ, kim long khăn quàng cổ bạch long tỷ tỷ, vọng thiên quy tiền bối. Ở giữa, khả năng nhận biết, phải chăng đem hắn kéo vào đến Cửu Châu Nhị Hào quần hoặc Đát Đát Tử Thiên Đình quần. Tu lưu hệ thống chủ động hướng Tống Thư Hàng đề cử hiển nhiên, đây cũng là Long Lạc nữ sĩ tăng ca lá gan ra chức năng mới, là để tu lưu biến càng thêm nhân tính hóa một chút công năng. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động một chút. Hắn đưa tay lựa chọn đem thành viên mới kéo vào đến Cửu Châu Nhị Hào quần bên trong đi. Bởi vì là server tự mình thêm người, cho nên vừa gia nhập lúc Nhị Hào quần bên trong tất cả thành viên liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, không nhà để về tiểu tống 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 đầu gỗ gia nhập Cửu Châu Nhị Hào quần, lại có thành viên mới gia nhập, mời hảo hảo bảo vệ thành viên mới u. Không nhà để về tiểu tống 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 đầu gỗ. Nói chuyện riêng a, thêm ta nhập quần làm gì? Mà lại, cái này quần bên trong thành viên. Chết không thể chết lại tiên tử trình cầu đản, thành viên mới, a hoắc, đầu gỗ. Kim Long khăn quàng cổ bạch Long tỷ tỷ. Nha, Long tỷ tỷ, ta tại thần bí đảo Long mộ đâu? Phục sinh điều kiện của ngươi là cái gì? Tống đầu gỗ nhanh chóng lên tiếng nói. Bạch Long tỷ tỷ. Trình cầu đản, a hoắc, xong đời. Lệ chi tiên tử, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là. A hoắc, xong đời. Màu Lưu Ly Trình Lâm cánh tay cơ bắp cứng đờ. Nàng lại nhanh chóng lôi ra Tống Thư Hàng nói chuyện riêng. Ngươi làm gì đâu? Nhưng nhập mộng bên trong Tống Thư Hàng, không có trực tiếp đáp lại nàng. Tống đầu gỗ, thân phận của ta, A Tống ngươi cũng đã đoán được đúng không? Ta có thể cảm ứng được, A Tống ngươi bây giờ lấy mượn thiên đạo con đường tại nhìn ta, cho nên. Ngươi thêm ta nhập quần là muốn làm gì đâu? Nhập mộng trạng thái bên trong Tống Thư Hàng, tiếp thu được nói chuyện riêng tin tức. Phiền phức lớn rồi, Tống Thư Hàng nói khẽ. Vốn đang chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ tống đầu gỗ hồi phục, liền chứng minh hắn suy đoán không sai. Năm ngoái biến mất số một linh quỷ,
hiện tại lần thứ nhất lấy Tu Liêu hệ thống cùng Nhập Mộng vì trung chuyển, hướng hắn lên tiếng. Nhanh đá ta ra quần, nếu không ta liền để tất cả quần bên trong thành viên đều biết, ngươi là cha ta. Lúc này, Tống Đầu Gỗ lại nói. Tống Thư Hàng. Cho dù là trải qua Cửu Châu nhất hào quần ma luyện Tống Thư Hàng, đều ngẩn người. Bất quá, cũng liền sửng sốt sát na không đến thời gian. Tao thoại loại vật này, có đôi khi nghe một chút coi như xong, nghiêm túc ngươi liền thua. Chỉ là, thời gian xuyên qua loại chuyện này, thật có thể làm được sao? Tống Thư Hàng bản thân nhập mộng mặc dù có thể mơ tới chuyện đã qua, nhưng nhập mộng dù sao chỉ là hư ảo, chỉ là giống đọc lấy một đoạn ký ức, cũng tự mình đi thể nghiệm đoạn này ký ức. Nhập mộng mặc dù có thể ảnh hưởng đến quá khứ, vẫn là cùng nhập mộng đối tượng thực lực có quan hệ. Chỉ có thực lực đạt tới Xích Tiêu Tử tiền bối loại này cấp bậc trở lên, mới có thể cảm ứng được nhập mộng trạng thái. Tống Thư Hàng loại cảm ứng này, là căn cứ vào đại lão nhóm cường đại trực giác, cùng đại lão nhóm đối tương lai quái toán loại hình thủ đoạn. Nếu như nhập mộng đối tượng không cách nào cảm ứng được Tống Thư Hàng, cái kia Tống Thư Hàng là không có khả năng đối quá khứ tạo thành chút nào ảnh hưởng. Thời gian xuyên qua loại chuyện này, thật có thể làm được sao? Tống Thư Hàng đột nhiên dò hỏi. Đối diện, không nhà để về tiểu Tống Tống. Vô chiêu phá hữu chiêu, Tống Thư Hàng căn bản không để ý tới hắn tao thoại, cái kia dù là hắn miệng pháo đẳng cấp mắc cấp, cũng không phát huy ra hiệu quả. Căn bản không hảo hảo nói chuyện phiếm, tiếp tục như vậy, thiên không phải bị lưu chết không thể. Bình thường tới nói, là không thể nào, hết thảy có vật chất thực thể, muốn tiến hành thời gian xuyên qua. Thiên đạo quy tắc liền không khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh. Hơi suy nghĩ một chút về sau, không nhà để về tiểu Tống Tống nói, trừ phi, giống A Tống ba ba ngươi loại kia nhập mộng trạng thái. Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ. Trừ của mình nhập mộng trạng thái bên ngoài, hắn còn nghĩ tới Vũ Nhu Tử tương lai tử hình thái. Hắn tiếp xúc qua Vũ Nhu Tử cái chủng loại kia trạng thái đặc thù. Như vậy, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng hỏi. Không nhà để về tiểu Tống Tống, A Tống ba ba, ngươi vấn đề này hỏi chuyên nghiệp. Câu trả lời của ta là, ta cái gì cũng không biết. Câu này là nói thật, chính hắn trong lòng cũng không có một cái nào đáp án. Tống Thư Hàng. Đối diện là diễn kịch diễn nghiện rồi. A Tống ba ba xưng hô thế này nghe luôn cảm giác là đang gọi nhà mình lão ba. Ta biết A Tống ba ba ngươi bây giờ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, tiếp qua một chút thời gian. Không dùng qua quá lâu, ta liền sẽ trở về. Đến lúc đó, ta hết thảy, đều sẽ theo trở về mang về. Ngươi muốn đáp án, đều sẽ được đến đáp án. Đối diện, không nhà để về tiểu Tống Tống tiếp tục trả lời. Hắn câu nói này, xem như chính thức ngồi vững thân phận của mình. Biến mất linh quỷ, tại không lâu sau đó, sẽ trở về, cũng có thể sẽ mang theo hết thảy ký ức cùng. Lực lượng. Tống Thư Hàng nhìn lấy câu này hồi phục, có chút nhíu mày. Hắn vốn cho là mình được đến cái này đáp án lúc, nội tâm sẽ rất phức tạp. Nhưng chân chính từ đối phương trong miệng đạt được hồi phục về sau, Tống Thư Hàng lại phát hiện nội tâm của mình cứ nhiên không có chút rung động nào. Hắn là có một khỏa tổ truyền lớn trái tim, đạo tâm cũng coi như tương đối kiên định, kinh lịch sự cũng nhiều. Nhưng lúc này nội tâm bình tĩnh thành bộ dạng này, rõ ràng không bình thường. Luôn cảm giác, phảng phất trên thế giới này không còn có thứ gì, có thể nhượng hắn khiếp sợ. Loại trạng thái này, rõ ràng có điểm gì là lạ. Tống Thư Hàng nhíu mày. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền đoán được một cái khả năng. Chẳng lẽ là thiên đạo thị giác ảnh hưởng? Thiên đạo, bất hủ tin tức, lại thêm đạo tử chia sẻ cho hắn thiên đạo tầm nhìn, những vật này, khả năng tại liên tục không ngừng ảnh hưởng hắn. Đương ảnh hưởng trị số tích lũy tới trình độ nhất định về sau, Tống Thư Hàng nội tâm liền biến không có chút rung động nào lên. Vô luận đối mặt chư thiên vạn giới tin tức gì, đều kích không dậy nổi một điểm cảm xúc. Là mỗi giới thiên đạo đều sẽ chịu ảnh hưởng, vẫn là không trọn vẹn thiên đạo, sẽ bị thiên đạo pháp tắc quấy nhiễu. Nghĩ lại phía dưới, thiên đạo béo cầu tại hậu kỳ, tựa hồ liền tiến vào người máy hình thức, chỉ là khô khan thi hành thiên đạo quy tắc, chương trình hóa xử lý sự tình. Có thể hay không mỗi giới thiên đạo chạy trốn, cũng cùng chuyện này có quan hệ. Tỉnh táo suy tư về sau, Tống Thư Hàng đem chuyện này cũng ghi chép đến bản ghi nhớ bên trên, quay đầu chờ nhập mộng trạng thái kết thúc, tự cùng bạch tiền bối, cẩu đản cha, tam nhãn thiếu niên tiền bối mấy đại lão hảo hảo thảo luận. Sau đó,
Tống Thư Hàng lại trả lời, ngươi còn có cái gì việc cần phải làm? Vì cái gì cần chờ qua một đoạn thời gian sau lại trở về? Là ta giờ đây trạng thái, vẫn như cũ không thể thừa nhận sao? Phải biết, Tống Thư Hàng hiện tại đã bước ra hướng chết mà sinh trường sinh đạo, trở thành hàng thật giá thật trường sinh giả. Nếu như ngay cả trường sinh giả đều đỡ không nổi, cái kia chẳng lẽ muốn chứng đạo bất hủ? Giờ đây, viễn cổ thiên đình chấp niệm, ta đã mượn đạo tử tay hoàn thành. Bất quá, còn có một ít chuyện, muốn tại cuối cùng, chấm dứt một chút. Không nhà để về tiểu Tống Tống trả lời mà lại, đạo tử nếu như hoàn thành 8. Năm nhiệm thiên đạo sứ mệnh, tiến vào chính thức thứ 9 thiên đạo đại chiến lúc, hắn còn muốn mượn nhờ nghi thức trận pháp, đem đạo tử trước đó bảo tồn tốt bộ phận tồn tại lấy ra, cũng phục sinh. Tống Thư Hàng, tốt. Nói thật, Tống Thư Hàng thực lực bây giờ, đã không quan tâm thêm một cái vật trang sức hoặc là thiếu một cái vật trang sức. Trên người hắn vật trang sức, từng cái đều cường lực vô cùng, cơ bản đều là trường sinh giả hoặc trường sinh giả thần binh cất bước, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Sở dĩ, linh quỷ số một rốt cuộc muốn lúc nào trở về, Tống Thư Hàng cũng không phải là rất gấp, hắn cũng liền thuận miệng hỏi một chút. So sánh dưới, ngược lại đến lúc đó người của đối phương hệ quan hệ đến nên xử lý như thế nào, là cái vấn đề lớn. Mặt khác, A Tống ba người đang dùng thiên đạo tầm nhìn quan sát chư thiên vạn giới lời nói, cũng đã nhìn thấy một màn kia đi. Không nhà để về tiểu Tống Tống đột nhiên lại nâng lên. Hằng tinh hủy diệt bệnh độc sao? Tống Thư Hàng hỏi. Không nhà để về tiểu Tống Tống, đúng thế. Đạo tử sư huynh ý thức trở về. Hắn hẳn là muốn nhằm vào những thứ này hằng tinh hủy diệt bệnh độc xuất thủ. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Đang khi nói chuyện, đạo tử ý chí một lần nữa hiển hiện, uy áp chư thiên vạn giới. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu, bá Tống đạo hữu. Đạo tử lên tiếng nói. Hắn vừa nghỉ ngơi chút thời gian, khôi phục trạng thái, đồng thời cũng đang quen thuộc thiên đạo pháp tắc. Chỗ nào ta mượn thiên đạo thị giác quan sát chư thiên vạn giới, trong lòng có rất nhiều lĩnh ngộ, ta tạ đạo tử sư huynh còn đến không kịp. Tống Thư Hàng trả lời. Như thế liền tốt, đạo tử phát ra không tình cảm chút nào tiếng cười. Mặc dù là đang cười, nhưng tiếng cười kia lại không có chút nào ba động. Hắn tựa hồ cũng bị bất hủ tin tức ảnh hưởng đến trạng thái. Bá Tống đạo hữu chuẩn bị xong, đón lấy đến tinh tế thể nghiệm hành động của ta, nói không chừng đối với ngươi ngưng tụ thứ hai trường sinh chi đạo sẽ có trợ giúp. Đạo tử lại nói. Hắn chỉ là bị ảnh hưởng đến, nhưng lý trí cùng ý nghĩ đều không xảy ra vấn đề. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, không lại phát biểu, mà là chuyên tâm thông qua nhập mộng trạng thái, bảo trì cùng đạo tử ở giữa liên hệ. Sau đó, là đạo tử chấp pháp thời gian. Tại Tống Thư Hàng cảm ứng xuống, đạo tử duỗi tay, trong hư không dẫn ra lên. Thuộc về thiên đạo pháp tắc, bị từng đầu câu kéo qua. Quá trình này hình ảnh, đối Tống Thư Hàng đến tựa như là đánh mã một dạng, thấy không rõ lắm. Chôn vùi, đạo tử duỗi tay dùng sức kéo một phát. Chư thiên vạn giới bên trong, phàm là bị trồng bệnh độc hằng tinh, đều chịu đến thiên đạo pháp tắc dẫn dắt. Đạo tử là muốn trực tiếp dùng thiên đạo quyền hạn đi nhổ chư thiên vạn giới hằng tinh bên trong bệnh độc, trực tiếp đem tất cả bệnh độc chôn vùi, phá hủy. Sẽ thành công sao? Tống Thư Hàng có chút mong đợi nhìn qua chư thiên vạn giới hình ảnh. Nhưng lúc này, nội tâm của hắn bình tĩnh như trước dọa người. Thậm chí, tại đạo tử xuất thủ giây lát, Tống Thư Hàng ở sâu trong nội tâm liền đã ẩn ẩn biết rồi đạo tử lần này xuất thủ kết quả. Hoa! Đầu tiên, vạn giới vị diện bên trong, có hơn phân nửa hằng tinh bên trong, những cái kia truyền nhiễm phỏng chế bệnh độc bị nhổ đi ra. Những bệnh này độc, là hằng tinh hủy diệt bệnh độc không ngừng truyền nhiễm đi ra bệnh độc thuộc loại. Là tử lại có tôn, tôn lại có tử, đời đời con cháu khoản bệnh độc. Cùng bệnh độc mẫu thể đã có rất lớn khác nhau. Những thứ này bệnh độc tầng tầng tôn không chống đỡ được thiên đạo quyền hạn câu dẫn, trực tiếp bị nhổ tận gốc. Theo đạo tử một tiếng chôn vùi mệnh lệnh, những bệnh này độc trực tiếp hóa thành cho tàn. Tống Thư Hàng tinh tế thể nghiệm lấy đạo tử hành động chi tiết, trong lòng đối với đầu kia cùng tu lưu hệ thống có liên quan trường sinh chi đạo, lĩnh ngộ đột nhiên càng thêm khắc sâu một số. Lần này làm sâu sắc chính là cùng quyền hạn, chỉ lệnh một khối có liên quan lĩnh ngộ. Bất kể là thông qua thiên đạo đi nhìn đồ vật, vẫn là phụ trên người thiên đạo cảm ứng đến thiên đạo quyền sử dụng hạt, đều có thể tăng lên Tống Thư Hàng đầu kia cùng tu lưu hệ thống có liên quan trường sinh đạo cảm ngộ cái này thứ hai trường sinh đạo,
đơn giản tựa như là muốn đem thiên đạo công năng, đều cảm ngộ một lần giống như. Lại nói tiếp là một bộ phận có hư nhật thủ hộ giả phân thân lưu lại hằng tinh khu vực. Bộ phận này khu vực bên trong, hư nhật thủ hộ giả phân thân chính thông qua thủ đoạn nào đó được đến bất hủ khí tức linh kiện, cũng thông qua bọn chúng liên tục không ngừng chế tạo hằng tinh hủy diệt bệnh độc. Tại đạo tử thiên đạo quyền hạn cưỡng chế phía dưới, hư nhật thủ hộ giả phân thân cũng vô pháp giữ vững toàn bộ hằng tinh hủy diệt bệnh độc. Bộ phận này bệnh độc, cũng bị thiên đạo quyền hạn cưỡng chế quất ra, cũng bắt đầu tiến vào chôn vùi giai đoạn. Nhưng rất hiển nhiên, bộ phận này dùng cùng loại vân tước tử hoặc bá tống thân thể bất hủ khí tức linh kiện chế tạo bệnh độc, tại xử lý lên càng thêm khó khăn. Bọn chúng bản thân liền có nhuộm bất hủ khí tức, thiên đạo quyền hạn phải xử lý bọn chúng lúc, bọn chúng thậm chí còn có thể thoáng chống cự một chút thời gian. Dùng bất hủ chống lại bất hủ. Về phần hư nhật thủ hộ giả phân thân, tại cảm ứng được thiên đạo thủ đoạn cưỡng chế tay, liền dây lát bắt đầu thu liễm. Bộ phận hư nhật thủ hộ giả phân thân càng là trực tiếp giải trừ, tiêu tán không thấy. Trường sinh giả cảnh giới tồn tại, đối với thiên đạo tới nói vẫn như cũ tính không được cái gì. Nhưng đối với chỉ có thể coi là nửa cái thiên đạo đạo tử tới nói, muốn trực tiếp chảm thảo trừ căn, lại cần phí nhiều công sức. Mà đạo tử trước mắt đang toàn lực tại nhằm vào bệnh độc. Thu liễm bỏ trốn hư nhật thủ hộ giả, cũng chỉ phải trước hết để cho bọn chúng lại thở dốc một lát. Từ đạo tử xuất thủ đến bây giờ, ước qua hơn 10 cái hô hấp thời gian. Chí ít có 7 thành trở lên bị truyền nhiễm hằng tinh được giải cứu ra. Trong lúc đó, Tống Thư Hàng nhìn thấy những thứ này hằng tinh nội bộ, đều ẩn giấu đi công đức chi võng lực lượng. Công đức đạo nhân lưu lại áp chế hằng tinh hủy diệt bệnh độc chuẩn bị ở sau, trong bóng tối hiệp trợ đạo tử động tác, cùng đạo tử cùng một chỗ nhổ bệnh độc tai họa. Đây cũng là đạo tử hành động có thể thuận lợi như vậy nguyên nhân. Cho dù là những cái kia dùng bất hủ khí tức linh kiện chế tạo bệnh độc, kỳ thật đều bị công đức võng áp chế. Lại qua mấy tức sau, hơn phân nửa dùng bất hủ khí tức linh kiện chế tạo bệnh độc bị xóa bỏ, cuối cùng, có một nhóm đặc thù hằng tinh hủy diệt bệnh độc mẫu thể xuất hiện tại đạo tử cùng Tống Thư Hàng trong mắt. Nhóm này bệnh độc mẫu thể bên cạnh, tức có hư nhật thủ hộ giả trông coi, cũng có hằng tinh mạt nhật giả đóng giữ. Diệt, đạo tử không chút do dự, lần nữa hạ đạt chôn vùi chỉ lệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn thật vất vả trợ giúp Nho Gia vượt qua nan quan, để Nho sư đệ muội nhóm phục sinh không lại không trọn vẹn, để Nho Gia có lần nữa thịnh vượng hy vọng. Kết quả, cứ nhiên có người muốn mân mê lấy diệt thế. Đạo tử đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn hôm nay chính là muốn đem bệnh độc triệt để thanh lý. Oanh! Đạo tử thúc dục thiên đạo quy tắc tác dụng tại hằng tinh bên trong, trực tiếp dẫn dắt bộ phận này hằng tinh hủy diệt bệnh độc mẫu thể. Canh giữ ở bên cạnh hư nhật thủ hộ giả phân thân cùng hằng tinh mạt nhật giả không chịu nổi, thân thể bị thổi bay, trên thân thể xuất hiện từng khối vết rách. Những thứ này vết rách, phổ thông tự lành thủ đoạn căn bản là không có cách để chúng nó khôi phục, dù sao đây là thiên đạo xuất thủ lưu lại ấn ký. Hằng tinh hủy diệt bệnh độc mẫu thể bị thiên đạo quy tắc từng tầng cọ rửa. Bệnh độc sát ngoài bị triệt để mài đi, cuối cùng, lộ ra hạch tâm của nó. Đó là như là hạt sắt vật thể. Nói như vậy cứu, sắt nguyên tố thật là hằng tinh tận thế. Tống Thư Hàng trong lòng 10 phần tỉnh táo hiển hiện một cái cổ quái suy nghĩ. Trong lúc suy tư, thiên đạo quy tắc chôn vùi lực lượng, xoát tại cái kia hạt sắt vật thể bên trên. Nhưng vào lúc này, từ những cái kia hạt sắt nhỏ bên trên, đồng dạng hiện ra bất hủ khí tức tới. Như là Tống Thư Hàng thể nội bất hủ phì kình kim đan hoặc là vân tước tử bất hủ chi cốt. Đều là có được bất hủ lực lượng, nhưng không có thiên đạo quyền hạn bất hủ vật chất. Bất hủ bất diệt là một loại liền thiên đạo quyền hạn đều không thể phá vỡ thuộc tính. Đã từng có một nhiệm kỳ thiên đạo, liền liền muốn cắt cái khác biệt kiểu tóc đều làm không được. Tại trở thành bất hủ trong nháy mắt đó, liền thân thể cùng móng tay trạng thái đều sẽ bị cố định vì bất hủ dây lát. Thiên đạo muốn cắt tóc của mình đều làm không được. Lúc này, đạo tử chôn vùi chỉ lệnh cũng vô pháp triệt để hủy diệt những thứ này hạt sắt vật chất. Quả là thế, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, đạo tử không phải cái thứ nhất làm như vậy thiên đạo, đã từng công đức bất hủ đạo nhân cũng đối hằng tinh hủy diệt bệnh độc làm qua những chuyện tương tự. Bệnh độc mẫu thể thúc đẩy sinh trưởng, truyền nhiễm ra bệnh độc tử thể, đều có thể bị thiên đạo quyền hạn phá hủy. Duy chỉ có cái này mẫu thể,
có được bất hủ thuộc tính, liền thiên đạo quyền hạn đều không thể đưa chúng nó xóa đi. Bất hủ, đạo tử bình tĩnh nói, nhưng cho dù là bình tĩnh trong giọng nói, cũng có thể cảm ứng được đạo tử tiền bối một chút kinh ngạc. Đúng thế, bất hủ bất diệt, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Đạo tử nhíu mày, ngón tay của hắn tại vương tọa trên lan can sao động lên. Dùng bất hủ bất diệt đồ vật, đi trở thành bệnh độc mẫu thể. Liền thiên đạo quyền hạn đều không thể đưa chúng nó xóa đi. Cái kia còn làm sao làm? Chẳng lẽ chỉ có bỏ mặc bọn hắn? Hoặc là, đưa chúng nó phong ấn? Đạo tử có chút không cam lòng. Có lẽ, ta có một cái biện pháp, Tống Thư Hàng nói. Những bệnh này độc mẫu thể là rất đáng sợ, bọn chúng tựa như là đạn hạt nhân một dạng, nhất thời nổ tung uy hiếp cực lớn. Bất quá, đã không có cách nào đối phó những thứ này bệnh độc mẫu thể, vậy có thể hay không thử đem khống chế bọn nó chủ sử sau màn giải quyết hết. Không thể nổ rớt đạn hạt nhân, liền xử lý nắm giữ đạn hạt nhân cái nút người nha. Chư thiên vạn giới bên trong, đại lão nhóm tổng là có đủ loại tao thao tác. Mà giấu ở hư nhật thủ hộ giả cùng hằng tinh mạt nhật giả phía sau cái vị kia đại lão, thủ đoạn càng là tao không được. Hắn đã từng lặng lẽ meo meo download tu lưu hệ thống hộ khách đoan, còn đăng ký qua một cái tài khoản. Nhưng nó đăng ký tài khoản cũng không phải là vì bình thường sử dụng tu lưu hệ thống, mà là vì nghiên cứu cũng phá giải tu lưu hệ thống, hắn ý đồ tại Tống Thư Hàng bạo thể mà chết thời điểm, chiếm lấy tu lưu hệ thống quyền khống chế, đảo khách thành chủ. Đáng tiếc, hắn đánh giá sai rồi tu lưu hệ thống cùng Tống Thư Hàng ở giữa chủ thứ quan hệ, cũng đánh giá thấp tu lưu hệ thống tính đặc thù. Phía sau màn đại lão chiếm lấy tu lưu hệ thống kế hoạch thất bại. Tại thất bại chớp mắt bên trong, hắn liền dựa vào lấy bản thân tao thao tác, đem bản thân tài khoản cho xóa đi, xóa nick rời khỏi. Nếu không phải Tống Thư Hàng bất hủ phì kình kim đan tại phục sinh thời điểm, thuận tiện lấy lặng lẽ đem số liệu cũng hoàn nguyên, nói không chừng thật đúng là muốn bị vị này phía sau màn đại lão đạt được. Hiện tại, Tống Thư Hàng trong tay có một cái hoàn nguyên sau màu xám cách tuyến ít tài khoản. Cái này tài khoản, cùng phía sau màn đại lão chặt chẽ tương liên. Chỉ muốn thông qua hắn. Tống Thư Hàng liền có thể khóa chặt vị trí của đối phương, tìm hiểu nguồn gốc đem hắn tìm ra. Không giải quyết được vấn đề, vậy chúng ta liền giải quyết làm ra cái vấn đề này người. Tống Thư Hàng đem ý nghĩ của mình, chia sẻ cho đạo tử. Trực tiếp giải quyết chế tạo hằng tinh hủy diệt bệnh độc tồn tại sao? Nếu như có thể giải quyết, ngược lại vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Đạo tử suy tư trả lời. Nhưng là, muốn làm như vậy lời nói. Trước đến cho chư thiên vạn giới đánh một tề dự phòng châm. Nếu như phía sau màn hắc thủ có thể bị hắn xử lý lời nói, sẽ hai cái kết quả. Một là chàng nguy cơ này bị giải trừ, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Hai là màn này sau hắc thủ một chết, tất cả hằng tinh hủy diệt bệnh độc sẽ mất khống chế, trực tiếp bị dẫn bạo, kéo lên hơn phân nửa chư thiên vạn giới đồng quy vô tận. Cứ như vậy, liền không thể không phòng. Nhưng cũng có thể là... Phía sau màn hắc thủ không dễ dàng như vậy được giải quyết. Dù sao, đối phương nắm giữ lấy chân chính bất hủ tin tức, khả năng bản thể cũng ở vào bất hủ trạng thái. Kể từ đó, trực tiếp tìm tới đối phương đánh đến tận cửa về phía sau, không những không thể giải quyết vấn đề, sẽ còn gây nên đối phương tầng sâu cảnh giác, cũng mất đi Tống Thư Hàng trong tay màu xám ít tài khoản xuất kỳ bất hí hiệu quả. Điểm ấy, cũng không thể không phòng. Ta cần làm một số chuẩn bị. Đạo tử đối Tống Thư Hàng nói, bá Tống đạo hữu, tình trạng của ngươi cũng sắp kết thúc, ngươi tùy thời làm tốt rời khỏi nhập mộng chuẩn bị. Sau đó, tại ngươi trạng thái kết thúc cuối cùng điểm ấy thời gian, ta sẽ tận lực che giấu ngươi thiên cơ. Tranh thủ tại ngươi dùng màu xám ít tài khoản khóa chặt đối phương thời điểm, không nên bị đối phương phát giác. Tốt, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đạo tử lần nữa tranh thủ thời gian, làm dịu trạng thái. Đồng thời. Hắn bắt đầu thử nghiệm câu thông chư thiên vạn giới bên trong tấm kia công đức võng. Tống Thư Hàng đang mượn dùng thiên đạo thị giác xem vạn giới thời điểm, đạo tử đồng dạng cùng hưởng lấy Tống Thư Hàng chú ý chi tiết nội dung. Hắn cũng nhìn thấy bản thân tại xử lý hằng tinh hủy diệt bệnh độc thời điểm, chương này công đức võng lạc tại hiệp trợ hắn chi tiết. Cái này dài công đức võng lạc, là thiên đạo tạo vật. Chỉ sợ là bên trên mấy đời mỗ một vị thiên đạo tại nhiệm lúc vật lưu lại. Mà công đức võng là công dụng cũng rất rõ ràng, chính là vì nhằm vào hằng tinh hủy diệt bệnh độc, cũng trấn áp bọn chúng. Nếu như có thể mượn dùng chương này công đức võng lạc năng lực,
liền có thể vì chính mình tiếp xuống hành động đánh lên miếng vá, nếu như làm chết phía sau màn hắc thủ về sau, sẽ gây nên bệnh độc mất khống chế tự bạo, cái kia có công đức võng lạc tại, liền có thể đối bệnh độc tiến hành áp chế. Chờ sau đó, đạo tử có thể rảnh tay, lại đem những bệnh này độc nghĩ biện pháp phòng ấn hoặc chậm rãi xử lý. Một lát sau, đạo tử thành công tiếp thông công đức võng lạc tại cảm ứng được đạo tử muốn nhằm vào chính là hằng tinh hủy diệt bệnh độc về sau, trước tiên liền đồng ý đạo tử tiếp nhập thỉnh cầu. Rất tốt, cứ như vậy, dự phòng châm liền có. Đạo tử thầm nghĩ trong lòng. Thừa dịp một điểm cuối cùng thời gian, đạo tử bắt đầu mượn dùng thiên đạo quyền hạn bắt đầu cường hóa chương này công đức võng lạc, tranh thủ đem công đức võng lạc trạng thái cường hóa đến trạng thái đỉnh phong. Đạo tử hành động, trực tiếp để đang tại độ kiếp cật qua thánh quân được lợi. Công đức võng lạc cường hóa, để độ kiếp cật qua thánh quân như cá voi thêm cánh, tại thiên kiếp chi hải bên trong cất cánh. Ước 20 hơi thở tả hữu. Chuẩn bị xong chưa, bá tống đạo hữu? Đạo tử dò hỏi. Thỏa thỏa, Tống Thư Hàng trả lời. Đạo tử trầm giọng nói, vậy kế tiếp, ta vì ngươi che giấu thiên cơ, ngươi đến khóa chặt đối phương. Thiên đạo tự mình xuất thủ, đảo loạn hết thảy cùng Tống Thư Hàng có liên quan thiên cơ tin tức. Tranh thủ không cho đối phương phát giác Tống Thư Hàng hành động, tận lực bảo trụ cái này màu xám ít tài khoản hiệu quả. Vạn nhất, nếu như hắn không cách nào giải quyết hết đối phương, tương lai nói không chừng vẫn phải dựa vào cái này màu xám ít tài khoản hiệu quả, lần nữa khóa chặt đối thủ, đối phó tôn này kẻ sau màn. Đạo tử đối tự thân thiên đạo quyền hạn không có mù quáng tự tin, hắn còn lưu lại đường lui. Vạn nhất không hắn không được, còn có bá tống cùng bạch đạo hữu hoặc là những người khác có thể bổ sung. Tại đảo loạn Tống Thư Hàng thiên cơ về sau, đạo tử hơi suy nghĩ một chút, dứt khoát lại gia tăng đảo loạn thiên cơ hiệu quả. Hắn trực tiếp liền đem cả cái chư thiên vạn giới tất cả thiên cơ cho che lấp. Thiên cơ mê mang, tại thời khắc này, chư thiên vạn giới tất cả quái toán chi pháp, đều mất đi hiệu quả. Thậm chí đại lão nhóm đối với nguy cơ trực giác cũng bị che đậy. Đây là đạo tử đối Tống Thư Hàng nhị trọng bảo hộ. Nếu như chỉ che đậy Tống Thư Hàng, cái kia có loại dấu đầu lòi đuôi hương vị, đối phương một quẻ tính phát hiện chỉ có Tống Thư Hàng thiên cơ bị che đậy, một mảnh đoán liền có thể đoán ra nguyên nhân. Mà trực tiếp bình phong cả cái chư thiên vạn giới thiên cơ, đối phương liền đoán không ra cái đầu mối đến Tống Thư Hàng trên người hai lần che đậy, dưới tình huống như vậy, liền có thể tạo được hoàn mỹ hiệu quả. Chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả, tại thời khắc này trong lòng lại là khẽ động. Lại tới, lại là động tâm cảm giác, cái gì đều có thể bán đại lão hòa hoãn ngẩng đầu vọng thiên hắn cũng cùng công đức võng là có căn nguyên. Sở dĩ, lần này hắn cùng đệ tử cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử động tâm cảm giác, đặc biệt mãnh liệt. Cả cái chư thiên vạn giới thiên cơ bị che đậy, thiên đạo đây là muốn có cái gì đại động tác. Một bên khác, chư thiên vạn giới hư nhật thủ hộ giả cùng hằng tinh mạt nhật giả cũng bắt đầu bất an. Thiên đạo lần lượt xuất thủ, nhổ hằng tinh hủy diệt bệnh độc. Sau đó, chỉ sợ là thiên đạo ra sức một kích. Ngay tại lúc này, bá tống đạo hữu, đạo tử tại tốt nhất thời gian, lên tiếng nhắc nhở. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Tống Thư Hàng, lôi ra cái kia màu xám ít tài khoản, cũng thông qua hắn, trực tiếp khóa chặt ít tài khoản sau người kia. Đầu năm nay, đừng tưởng rằng tại trên mạng gây sự liền sẽ không xảy ra chuyện. Thật muốn làm ra sự kiện lớn, nhưng là sẽ bị thuận võng tuyến đả kích. Tìm được, tại mộng giới. Vậy mà tại nơi này, Tống Thư Hàng nói. Hiện tại bạch tiền bối địa bàn. À, cái này đợt ổn. Có lẽ có thời điểm, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất dưới đĩa đèn thì tối nguyên lý. Nhưng cái này đầu nguyên lý, tại đối mặt bạch tiền bối thời điểm, khẳng định không thích hợp. Chỉ muốn cùng bạch tiền bối dính líu quan hệ, mà lại đứng ở bạch tiền bối mặt đối lập. Cái kia chỗ nguy hiểm nhất, liền thật là chỗ nguy hiểm nhất, không có chút nào cảm giác an toàn có thể nói. Là mộng giới, giấu ở nơi này, Tống Thư Hàng đem manh mối chuyển cho đạo tử. Đồng thời, nội tâm của hắn bên trong hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Lúc trước bạch tiền bối vội vã muốn hoàn thiện tạo thần kế hoạch, tại mộng giới mân mê ra thế giới thụ, nắm giữ mộng giới giới chủ quyền hạn. Có phải hay không là bởi vì bạch tiền bối bản năng tại phòng bị một màn này? Năm ngoái cuối năm lúc, là Tống Thư Hàng nhận biết bạch tiền bối đến nay, duy nhất một lần phát hiện bạch tiền bối sẽ như vậy cấp bách muốn đi làm một việc.
thời điểm đó Bạch Tiền Bối sinh hoạt tiết tấu lập tức biến cấp bách, tựa như là nghỉ hè sắp kết thúc, lập tức sẽ giao bài tập một dạng. Khẳng định không sai được. Bạch Tiền Bối tạo thần kế hoạch như vậy đuổi, thời gian kẻ tại tiết điểm này trước, khẳng định là Bạch Tiền Bối bản năng tại phòng bị việc này, thuận tiện lấy áp chế cái này phía sau màn hắc thủ. Nói không chừng một hồi đạo tử trực diện màn tay hắc thủ thời điểm, Bạch Tiền Bối tại mộng giới bố trí cũng có thể phát huy được tác dụng. Cái này đợt ổn. Bạch Tiền Bối sân nhà, Bạch Tiền Bối là đứng ở hắn bên này, không có lý do thất bại. Lên đi, đạo tử Tiền Bối. Tống Thư Hàng hào khí vạn trượng, phảng phất đã thấy thắng lợi. Đạo tử cái kia thụ thiên đạo ảnh hưởng mà biến tâm tính bình tĩnh, tại lúc này phảng phất đều chịu đến Tống Thư Hàng ảnh hưởng, sinh ra một loại phóng khoáng chi tình. Để cho ta nhìn xem, người đến cùng là ai đi. Đạo tử trầm giọng nói. Tại thiên đạo che đậy vạn giới thiên cơ trạng thái dưới, đối phương thậm chí ngay cả nguy cơ trực giác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đạo tử thi triển thiên đạo quyền hạn, thiên đạo ý chí trực tiếp giáng lâm đến mộng giới một chỗ tọa độ. Nơi đó, là mộng giới cùng hỗn độn thiên thế giới tương liên khu vực. Hỗn độn thiên thế giới là chư thiên vạn giới vị diện một trong, là hiếm thấy còn bảo lưu lấy rất nhiều thái cổ thời đại di tích thế giới. Mà tôn này phía sau màn hắc thủ, lúc này liền ký thác vào mộng giới cùng hỗn độn thiên thế giới tương liên một chỗ tường kép bên trong. Tường kép thuộc về mộng giới phạm vi, nội bộ có thế giới khác. Đạo tử thiên đạo ý chí trực tiếp xâm nhập đến cái này tường kép bên trong. Có cùng loại thiên đạo phòng tối hiệu quả kết giới. Đang xâm nhập quá trình bên trong, đạo tử ý chí đã nhận ra loại kia đặc thù kết giới. Tiêu tán, đạo tử ý chí lên tiếng nói. Một câu tức ra, tầng kia mô phỏng thiên đạo phòng tối hiệu quả kết quả, trực tiếp bị xóa đi. Nhưng cùng lúc, dấu ở tường kép bên trong tôn này phía sau màn hắc thủ cũng đã nhận ra đạo tử tiến đến trên thực tế, tại đạo tử xuất thủ nhổ chư thiên vạn giới hằng tinh bệnh độc lúc, tôn này màn tay hắc thủ liền đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, đạo tử lại nhanh như vậy tìm tới cửa. Đạo tử ý chí tiến vào chỗ này tường kép thế giới, ánh mắt dò xét bốn phía ý chí của hắn chỉ là đi đầu thể, đồng thời đạo tử chứng đạo bất hủ sau bất hủ thân thể cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể sẽ bước vào hiện thế. Tống Thư Hàng nhập mộng tầm nhìn, cũng bám vào đạo tử ý chí phía trên, thấy được tường kép thế giới. Đó là một mảnh hoang mạc thế giới. Tại bên trong thế giới này, ngoại trừ từng tòa đống đất nhỏ hình dáng đồ vật bên ngoài, không có thứ gì. Nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện, những cái kia màu đen đống đất nhỏ, nhưng thật ra là từng hạt cùng loại hắc thiết cát hình dáng vật chất, điệp ra mà thành. Đạo tử ý chí ánh mắt ngưng tụ. Một cái kia cái đen kịt đống đất nhỏ, toàn bộ đều là ngụy bất hủ linh kiện vật chất cấu thành. Mà tại mỗi một cái đống đất nhỏ nội hạch bộ, đều có một hạt chân chính bất hủ hạt sắt liền thiên đạo quyền hạn đều không thể xóa đi bất hủ chi vật. Đạo tử ánh mắt, cuối cùng rơi vào tường kép thế giới trung ương. Ở nơi đó, có một vòng đen kịt mặt trời hòa hoãn hiện lên. Hắn chính là Tống Thư Hàng cùng đạo tử tìm kiếm mục tiêu. Đen kịt mặt trời nhìn qua không phải thực thể, giống như là hư ảo chi vật trạng thái cùng ngoại giới hư nhật thủ hộ giả tương tự. Mà tại cái này đen kịt mặt trời nội bộ, đồng dạng tản ra bất hủ tin tức hương vị. Tại đối mặt đạo tử bất hủ ý chí lúc, đối diện đen kịt mặt trời không có chút nào khiếp ý. Hắn bình tĩnh nhìn lấy đạo tử ý chí. Lấy một loại bình đẳng tư thái, đứng ở đạo tử đối diện. Đạo tử ý chí ngầm thở dài quả nhiên, đối phương có được bất hủ trạng thái, đây là đạo tử không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Ngoại trừ bất hủ khí tức bên ngoài, trên người nó còn có cửu u chúa tể hương vị, nhập mộng bên trong Tống Thư Hàng, đã nhận ra điểm này. Đen kịt mặt trời trên người, có cửu u chúa tể khí tức. Này khí tức, Tống Thư Hàng không thể quen thuộc hơn nữa. Dù sao, hắn có thể là chư thiên vạn giới bên trong, từ xưa đến nay cùng cửu u chúa tể quan hệ tốt nhất hiện thế sinh vật. Cũng là tiếp xúc qua cửu u chúa tể số lượng nhiều nhất nam nhân. Thậm chí 8, 5 nhiệm thiên đạo đạo tử đối cửu u chúa tể lý giải, cũng không có Tống Thư Hàng như thế rõ ràng dù sao, đạo tử không có ngưng tụ ra thuộc về hắn cửu u chúa tể tới. Mà Tống Thư Hàng, lại có được một tôn Tống u hóa thân. Sở dĩ, Tống Thư Hàng có thể tại đạo tử trước đó. Phát giác được trên người đối phương cửu u chúa tể hương vị tới. Cửu u chúa tể, quả nhiên, dính đến bất hủ, lại dính đến cửu u chúa tể. Gia hỏa này, là mỗ một nhiệm kỳ thiên đạo. Đạo tử đáp lại nói,
nhưng là, đối phương là cái nào một nhiệm kỳ thiên đạo? Thiên đạo cầu là thứ 8 nhiệm, lại hướng lên là thiên đạo bạch, lại hướng lên là công đức bất hủ đạo nhân. Sau đó 5 cùng 4 nhiệm ta không rõ ràng, đời thứ 3 là thiên đạo cầu đản cha, đời thứ 2 là thiên đạo tam nhãn, đời thứ nhất không có cái gì tin tức lưu lại. Nếu như không phải tam nhãn tiền bối rõ ràng bản thân là đệ nhị thiên đạo lời nói, nói không chừng liền đệ nhất thiên đạo cái này tồn tại khái niệm đều sẽ bị người quên. Tống Thư Hàng trả lời. Nói cách khác, đối diện cái này đen kịt mặt trời, hẳn là đệ ngũ thiên đạo hoặc đệ tứ thiên đạo. Là đệ nhất thiên đạo tỷ lệ rất nhỏ, bởi vì đệ nhất thiên đạo, tựa hồ không có đối ứng cửu u chúa tể. Nhưng cũng không bài trừ hắn thiên đạo chuẩn bị ở sau nói không chừng cái nào nhiệm thiên đạo. Giống thiên đạo bạch một dạng đã từng cắt xuống qua bản thân cửu u chúa tể một phần thân thể làm nghiên cứu, lưu lại trước mắt cái này đen kịt mặt trời chuẩn bị ở sau. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đối ứng thiên đạo tam nhãn, tựa hồ cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đối với mình thiên đạo liền có mang rất sâu cố kỵ. Đệ ngũ hoặc đệ tứ thiên đạo bên trong một tôn sao. Đạo tử ý chí bình tĩnh nhìn qua đối phương ta muốn kéo chính mình thân thể đến đây. Đối mặt bất hủ, hắn nhất định phải đem bản thân bất hủ thân thể kéo tới mới được. Bằng vào lấy ý chí hóa thân không đủ để ứng phó đối phương. Suy nghĩ khẽ động về sau, đạo tử ý chí sau lưng, không gian có chút ba động. Sau đó, đạo tử bất hủ nhục thân lặng yên hiển hiện. Bất hủ bất diệt khí tức phát ra mở ra. Thiên đạo thân thể vừa hiện thân chớp mắt bên trong, cả cái tường kép không gian bên trong bất hủ khí tức linh kiện toàn bộ tản ra. Ngươi, không phải thứ 9 thiên đạo, ngươi là cầu thiên đạo. Lúc này, đối diện cái kia đen kịt mặt trời đột nhiên dùng kinh ngạc giọng nói. Đạo tử, đối diện, đen kịt mặt trời chằm chằm vào đạo tử hắn vốn là coi là lần này chứng đạo, là tân thiên đạo, thứ 9 giới thiên đạo. Nhưng khi đạo tử cái kia bất hủ chân thân lặng yên mà tới lúc, đen kịt mặt trời lập tức liền nhận ra trên người đối phương khí tức. Cái này không phải cái gì đệ cửu thiên đạo. Rõ ràng chính là trước đó không lâu đã ngay trước chư thiên vạn giới mặt của mọi người sụp đổ đệ bát thiên đạo cầu thiên đạo khí tức. Nói cách khác, đây là thứ 8 giới thiên đạo chuẩn bị ở sau. Là cầu thiên đạo hai lần chứng đạo. Cầu thiên đạo đây là cố ý thông qua sụp đổ rời khỏi thiên đạo chi vị, lại thông qua mới một lần chứng đạo bất hủ quá trình, đi cầu siêu thoát. Đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau sao. Cầu thiên đạo, không nghĩ tới, ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Đen kịt mặt trời trầm giọng nói. Nói thật, cầu thiên đạo loại này thủ đoạn cùng cực hạn thao tác, là hắn đều không có nghĩ tới. Mà lại hắn thông qua thôi diễn kế hoạch đi sau hiện, loại này hai lần chứng đạo con đường, lại còn thật có triệt để siêu thoát hy vọng. Chỉ là, hai lần chứng đạo nói dễ, thao tác lại không đơn giản như vậy. Đã bao lâu nay thiên đạo bên trong, trước mắt cũng chỉ có trước mắt cầu thiên đạo hoàn thành hai lần chứng đạo quá trình. Cũng không biết hắn là thế nào làm được. Quả nhiên, có thể chứng đạo bất hủ, trở thành thiên đạo người, không có một cái nào là đơn giản. Cho dù là lúc trước nhìn lên đi giật kỳ trước thiên đạo chân sau công đức đạo nhân, tại tối hậu quan đầu đều lật nó bàn, cứng rắn là tại hắn kế hoạch sắp thành công, sắp chân chính siêu thoát sát na, đem nó cục cho đập nhão nhoẹt, đem chọn cái chư thiên vạn giới nhân quả chặt đứt. Đối mặt đen kịt mặt trời tán dương, đạo tử mặt không biểu tình. Đạo tử ý chí thoáng lui lại, cùng bất hủ bất diệt thân thể kết hợp thiên đạo chân thân giáng lâm hình thức. Sát na ở giữa, mộng giới tường kép bên trong không gian bắt đầu vặn vẹo. Nguyên bản hoang mạc thế giới bên trong, lăng không tách ra từng đóa kim liên. Trước đó những cái kia bất hủ khí tức cát cát trồng bị thổi bay về sau, lại có từng tòa đình đài lầu các hiển hiện, thay thế cát cát trồng. Lại có dòng sông, hồ nước, cây nhỏ, cỏ xanh lần lượt hiển hiện. Chớp mắt thời gian, tường kép thế giới liền bị diễn hóa thành một cái sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới. Mà lại, những chuyển biến này không phải hư ảo, mà là chân thực cải biến. Là thiên đạo chân thân phủ xuống thời gian, độc giả là chư thiên vạn giới tự động biến hóa ra phối hợp chân thực sửa. Loại sửa đổi này, không chỉ có là hoàn cảnh biến hóa, càng đem cả cái tường kép không gian diễn hóa thành đạo tử lĩnh vực, nghiền ép đen kịt mặt trời đối khối khu vực này trưởng khống quyền. Đối diện. Đen kịt mặt trời cũng không để ý bản thân lĩnh vực bị xâm phệ. Hắn nhìn qua đạo tử, ngữ khí bắt đầu sục sôi lên, hai lần chứng đạo, một cá nhân chứng hai lần bất hủ. Đây chính là ngươi suy nghĩ ra được siêu thoát thiên đạo chi pháp sao?
đây là ta cũng không có nghĩ tới đường đi. Nhưng là, người hay là đã thất bại, cầu thiên đạo. Người vẫn là không có triệt để siêu thoát. Nói cách khác, người cái này đầu siêu thoát chi đạo là sai lầm. Hắn đó có thể thấy được, đối diện hai lần chứng đạo cầu thiên đạo, vẫn như cũ bị thiên đạo quy tắc có hạn chế, vẫn như cũ bị cái này chư thiên vạn giới sở liên lụy tựa như là bị dây thừng buộc lên diều, bị trói chết ở chư thiên vạn giới bên trong, không cách nào triệt để siêu thoát. Nhưng đối với đen kịt mặt trời tới nói, đây cũng là một tin tức tốt. Đã cầu thiên đạo hai lần chứng đạo cầu siêu thoát phương án thất bại, vậy liền đại biểu cho hắn cùng cầu thiên đạo ở giữa, có cơ hội hợp tác. Cầu thiên đạo thất bại, liền cần sẽ tìm mới siêu thoát chi pháp. Đây chính là giữa bọn chúng hợp tác khế ước. Chỉ cần có cơ hội hợp tác, hai người kia ở giữa mâu thuẫn liền có thể thông qua hiệp thương đến giải quyết. Như vậy, cầu thiên đạo, người bây giờ, cần một đầu hoàn toàn mới, có thể được siêu thoát con đường. Đen kịt mặt trời bên trong, có hắc hỏa toát ra, hóa thành một bàn tay, đối đạo tử duỗi ra, người cần ta. Ta không cần, đạo tử trả lời, người cái này một đoàn đen như mực mặt trời, xấu. Không, người cần, đen kịt mặt trời lớn tiếng nói, người giống như ta, là truy cầu siêu thoát một viên. Siêu thoát thiên đạo, triệt để siêu thoát hết thảy, không lại bị hạn chế, có được tự do bất hủ, mà không phải bị ước thúc bất hủ. Thân thể của ngươi đang trả lời ta, ngươi cần hợp tác với ta, thu hoạch được hoàn toàn mới siêu thoát con đường. Đạo tử, luôn cảm giác, đối phương tựa hồ hiểu lầm cái gì. Một đầu hoàn mỹ siêu thoát con đường, mà lại, ta siêu thoát chi pháp còn trải qua một lần thí nghiệm, tại thí nghiệm trung điểm lúc. Ta đã thấy được triệt để siêu thoát điểm, đen kịt mặt trời ngữ khí, giống như là ma quỷ dụ hoặc. Thanh âm của nó bên trong. Mang theo để cho người ta không nhịn được muốn tiếp tục nghe nó nói tiếp mị lực cảm giác. Đạo tử nhẹ nhàng nắm vuốt ngón tay. Bất quá, tựa hồ là thật sự bị đối phương hấp dẫn, đạo tử không có trực tiếp triển khai sát phạt công kích. Nhìn thấy đề tài của chính mình có hiệu quả về sau, đen kịt mặt trời trong lòng lộ ra mỉm cười. Hắn liền biết, cầu thiên đạo, không cách nào kháng cự cái đề tài này. Cầu thiên đạo giống như hắn, là chân chính cầu siêu thoát. Cầu đại tự tại người. Cùng lúc trước công đức đạo nhân loại kia cặn bã cá ướp muối hoàn toàn khác biệt. Cầu thiên đạo ngươi như là đã đang tìm kiếm siêu thoát chi pháp, đồng thời đã thử qua một lần siêu thoát, vậy ngươi khẳng định đã rõ ràng, thiên đạo quyền hạn, thiên đạo bất hủ bất diệt, mặc dù cho chúng ta vô thượng tầm mắt, bất hủ bất diệt thân thể, nhưng thiên đạo chức trách nhưng cũng giống dây thừng một dạng, đem chúng ta cùng cái này chư thiên vạn giới một mực buộc chặt cùng một chỗ. Thậm chí dần ra sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bản thân, để cho chúng ta biến thành thiên đạo, mà không phải thiên đạo hóa thành chúng ta. Đen kịt mặt trời bắt đầu dụ cầu xâm nhập. Mà ta siêu thoát chi pháp, chính là để cho chúng ta triệt để giải khai trói buộc. Thiên đạo quyền hạn để cho chúng ta bất hủ bất diệt, thiên địa hủ mà chúng ta có thể không hủ. Đáp án kia kỳ thật đã rất rõ ràng. Thiên đạo quyền hạn đem chúng ta hệ trên chư thiên vạn giới, cái này dây thừng chúng ta không cách nào triệt để chặt đứt. Trừ phi không muốn cái này thiên đạo chi vị, không muốn cái này bất hủ bất diệt thân thể. Đã như vậy, chúng ta vì sao không nghịch hướng suy nghĩ? Tại ta trước đó kỳ trước thiên đạo, kỳ thật đều tiến vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Vì cái gì chúng ta nhất định phải chặt đứt sợi dây kia? Chúng ta vì sao không thể trực tiếp đem dây thừng khóa lại lấy chư thiên vạn giới cho triệt để hủy đi? Chỉ muốn cái này chư thiên vạn giới hóa thành cho bụi. Cái kia sợ rằng chúng ta trên người còn buộc lên tên là thiên đạo dây thừng, nhưng dây thừng một chỗ khác đã không có đồ vật có thể giữ chặt chúng ta. Chúng ta đồng dạng chân chính hoàn thành siêu thoát, không phải sao? Ta đã thí nghiệm qua một lần, ta đã từng kém một bước liền hoàn thành chân chính siêu thoát, chân chính đại tự tại. Không cần lo lắng bị thiên đạo quy tắc hạn chế, không cần lo lắng mất đi bản thân. Tại chư thiên vạn giới bị triệt để hủy diệt trước một sát na kia. Ta cảm thấy chân chính siêu thoát. Sở dĩ, hợp tác với ta đi, cầu thiên đạo. Đen kịt mặt trời, nhìn qua đạo tử. Hắn tin tưởng, cầu thiên đạo tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cái này hợp tác. Tựa như là phổ thông kiếp tiên cùng trường sinh giả, đối với bất hủ tin tức khát vọng một dạng, chân chính thiên đạo đối với siêu thoát tin tức cũng sẽ có được giống nhau trình độ khát vọng. Công đức đạo nhân loại kia cá ướp muối ngoại trừ, tên kia tuyệt đối là cái giả thiên đạo. Mà trước mắt cầu thiên đạo như là đã thử qua siêu thoát,
như vậy một đầu chân chính có thể thực hiện đồng thời hoàn thiện siêu thoát chi đạo đối với nó mà nói, quả thực là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Đen kịt mặt trời tin tưởng trước mắt cầu thiên đạo, sẽ không làm hắn thất vọng. Trong lúc đó, hắn một mực đang cẩn thận quan sát đến cầu thiên đạo. Đối phương mặc dù vẫn như cũ mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng là từ thân thể của hắn động tác một số chi tiết đó có thể thấy được, cầu thiên đạo lúc này trạng thái không hề giống biểu lộ bình tĩnh như vậy. Khẳng định là tâm động. Nếu như lần này có kinh nghiệm phong phú cầu thiên đạo cùng hắn phối hợp, bản thân siêu thoát kế hoạch ổn thỏa có thể hoàn mỹ thực hiện. Lần này, sẽ không bao giờ lại có công đức đạo nhân như thế cá ướp muối, tại trung điểm lúc lật bàn. Đã tâm động, vậy ta liền lại thêm cuối cùng một mồi lửa đi. Đen kịt mặt trời thầm nghĩ trong lòng. Hắn dám khẳng định, chỉ muốn đem sau cùng một cái thôi diễn kết quả lời nói ra, đối diện cầu thiên đạo tuyệt đối sẽ cùng hắn hoàn thành hợp tác hiệp nghị. Chỉ cần có cầu thiên đạo liên thủ với hắn, trong thời gian ngắn liền có thể đem hằng tinh hủy diệt bệnh độc phung khắp cả cái chư thiên vạn giới. Sau đó, ở một cái lương thần cát nhật bên trong, vì chư thiên vạn giới dâng lên lớn nhất pháo hoa. Dâng lên cả cái chư thiên vạn giới làm tế, khiến cho hắn siêu thoát. Hơi dừng một chút về sau, đen kịt mặt trời chậm rãi nói, mà lại, ta chỗ này có một cái phi thường mấu chốt thôi diễn, cầu thiên đạo ngươi có thể nghe một chút. Thậm chí, ngươi có thể bản thân lại thôi diễn một lần. Từ khi lần trước, ta siêu thoát kế hoạch tại cuối cùng khâu bị ngăn cản về sau, ta liền âm thầm thôi diễn qua. Từ đầu thôi diễn đến đuôi, một cái khâu một chi tiết, tinh tế thôi diễn suy nghĩ. Cuối cùng ta phát hiện, một lần kia là hỏa hầu còn chưa tới. Tại ta không ngừng thôi diễn phía dưới, ta phát hiện cuối cùng thời cơ, tại đệ cửu thiên đạo thời gian khâu. Nói cách khác, đệ cửu thiên đạo là phi thường trọng yếu giai đoạn. Cầu thiên đạo người từ đệ bát thiên đạo vị trí bên trên hoàn mỹ lui thân, lại tại trong thời gian ngắn lần nữa chứng đạo bất hủ, hoàn thành thiên đạo liên nhiệm. Nói cách khác, cầu thiên đạo ngươi vừa là đệ bát thiên đạo, lại là đệ cửu thiên đạo. Hiện tại, thời cơ đã thành thục. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chúng ta đã toàn bộ chiếm đủ. Điểm này, cầu thiên đạo ngươi có thể bản thân thôi diễn một lần, tin tưởng ngươi thôi diễn đi ra kết quả, cũng sẽ như thế. Ngươi bây giờ thân là đệ cửu thiên đạo, chính là hết thảy biến hóa bước ngoặt. Chín vì cực, là hết thảy trung yên, cũng là khởi đầu mới. Cầu thiên đạo ngươi liên nhiệm thứ 8, thứ 9 hai vị thiên đạo, thật sự là lựa chọn chính xác nhất. Đây chính là chúng ta ở giữa nhân quả, ngươi mượn liên nhiệm thiên đạo khế ước siêu thoát, mặc dù thất bại, nhưng là bởi vì ngươi liên nhiệm, ngươi thành đệ cửu thiên đạo, ngươi gặp được ta. Đen kịt mặt trời lần nữa duỗi ra bản thân cái kia hắc hỏa bàn tay, đón lấy đạo tử, dùng ổn trọng thanh âm nói, không cần do dự nữa, cầu thiên đạo. Chúng ta siêu thoát thời gian, đến. Đạo tử cong lại, bắt đầu thôi diễn. Tựa hồ thật sự tại thôi diễn đệ cửu thiên đạo là bước ngoặt tin tức phải chăng chính xác thiên cơ che giấu phía dưới, giờ đây chỉ có đạo tử có thể mượn nhờ thiên đạo quyền hạn đối tương lai tiến hành suy luận. Đối diện, đen kịt mặt trời duy trì duỗi tay động tác. Tại đạo tử bắt đầu thôi diễn thời điểm, là hắn biết đại sự xong rồi. Chỉ muốn suy diễn ra đáp án về sau, cầu thiên đạo chắc chắn sẽ hợp tác với hắn liên thủ. Đối diện, đạo tử thôi diễn thời gian rất lâu. Nhưng đen kịt mặt trời, cũng không có nôn nóng. Một lúc lâu sau, đạo tử kết thúc thôi diễn quá trình, hắn ngẩng đầu đối mặt đen kịt mặt trời, hoàn toàn chính xác. Đệ cửu thiên đạo chính là phi thường đặc thù một vòng. Sở dĩ, ngươi cần ta. Đen kịt mặt trời hài lòng nói, hiện tại, quyết định của ngươi là cái gì đây? Cầu thiên đạo. Hợp tác vui vẻ, đạo tử nhẹ gật đầu. Hắn đồng dạng duỗi ra tay phải của mình. Cầm hướng đen kịt mặt trời cái kia từ hắc viêm tạo thành bàn tay. Tống Thư Hàng thông qua nhập mộng trạng thái, đều có thể cảm ứng ra đen kịt mặt trời cái kia hắc viêm bàn tay đáng sợ cái kia hắc viêm bên trong, ẩn ẩn mang theo một sợi thiên phạt hương vị, là có thể phá hủy vạn vật lực lượng. Nếu như đem hắc hỏa trong lòng bàn tay năng lượng toàn bộ phóng xuất ra, tùy tiện liền có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng lúc này đạo tử là bất hủ bất diệt chi thể. Bàn tay của hắn vững vàng nắm chặt đen kịt mặt trời hắc hỏa bàn tay. So sánh hắc viêm chi thủ đến, đạo tử tay muốn nhỏ nhiều. Đại thủ cùng tiểu thủ nhẹ nhàng một nắm, đây là hai cái thời đại khác biệt thiên đạo tại hoàn thành lịch sử tính nắm tay. Đen kịt mặt trời tại thời khắc này, nội tâm rốt cục ổn định lại. Hắn có 10 phần lòng tin cùng nắm chắc,
tin tưởng có thể dụ hoặc cầu thiên đạo hợp tác với nó, nhưng là lòng tin về lòng tin, chân chính đương cầu thiên đạo xác định hợp tác với nó về sau, hắn mới chính thức yên tâm lại. Hợp tác vui vẻ, đen kịt mặt trời trả lời. Như vậy, đón lấy đến chính là cùng cầu thiên đạo tâm sự hợp tác cụ thể công việc. Trước đó mặc dù bị cầu thiên đạo dùng thiên đạo quyền hạn nhổ rất nhiều hằng tinh hủy diệt bệnh độc, chư thiên vạn giới bên trong thậm chí chỉ còn lại có cái kia bất hủ thuộc tính bệnh độc mẫu thể. Nhưng không quan hệ, chỉ muốn thoáng cho hắn một chút thời gian, hằng tinh hủy diệt bệnh độc tử thể có thể cấp tốc sinh sôi. Có cầu thiên đạo ở bên hiệp trợ lời nói, quá trình này sẽ mau kinh người. Như vậy cầu thiên đạo, chúng ta tới tâm sự đón lấy đến người ta ở giữa, muốn thế nào hợp tác đi. Đen kịt mặt trời lên tiếng nói. Đạo tử, cần ta làm sao phối hợp? Khẳng định, ta trước đem hằng tinh hủy diệt bệnh độc ban đầu mô bản nửa bộ phận trước, chuyển giao cho ngươi. Kể từ đó, cầu thiên đạo ngươi cũng có thể hiệp trợ ta cùng một chỗ chế tạo hủy diệt bệnh độc, tăng tốc bệnh độc sáng tạo tốc độ. Đen kịt mặt trời nói. Bởi vì có công đức đạo nhân loại kia cá ướp muối vết xe đổ, sở dĩ đen kịt mặt trời lần này hợp tác, vẫn còn có chút cẩn thận. Tranh thủ có thể trước đem cầu thiên đạo kéo xuống nước, làm cho đối phương trực tiếp tiến vào bệnh độc chế tạo khâu. Cứ như vậy là cho đối phương tín nhiệm, thứ hai cũng có thể gia tăng bệnh độc chế tạo tốc độ. Chờ hợp tác tiến thêm một bước về sau, hắn còn có thể đem bệnh độc ban đầu mô bản toàn bộ giao cho đối phương. Đang khi nói chuyện, đen kịt mặt trời đem một phần số liệu truyền lại cho đạo tử. Đạo tử yên lặng tiếp thu phần này số liệu, tinh tế quan sát. Đen kịt mặt trời không có quấy rầy đạo tử. Hắn lặng lặng chờ đợi lấy. Trong nội tâm, tràn đầy chờ đợi. Lại qua nửa ngày thời gian. Đen kịt mặt trời đối đạo tử đề phòng, rốt cục hạ thấp một cái điểm tới hạn. Đạo tử rốt cục bắt lấy thời cơ này. Thế là, đạo tử không chút do dự xuất thủ. Thiên đạo bất hủ bất diệt thân thể, trực tiếp đối đen kịt mặt trời trấn áp xuất thủ. Đen kịt mặt trời. Ta đạo tử. Thích nhất chính là đối tự cho là đúng người, nói không. Đạo tử một mặt bình tĩnh, nói. Đạo tử bất hủ thiên đạo chi thể xuất thủ lúc, từ chỗ đầu ngón tay càng có thiên ti vạn lũ pháp tắc lực lượng, phân tán ra đến, đâm vào hư không, xuyên vào đến chư thiên vạn giới, bắt giữ đã sớm tỏa định tất cả mục tiêu. Nếu như đạo tử thật sự là cầu thiên đạo, nói không chừng thật sẽ bị đen nhánh mặt trời nói đến tâm động, sau đó đồng ý phối hợp hành động của đối phương. Nhưng là, hắn không phải. Mà lại, đối phương vương tạc liên quan tới thứ 9 thiên đạo là bước ngoặt tin tức, cũng nổ sai thời cơ. Đạo tử cũng không phải chân chính đi chương trình tiền nhiệm chính thống thiên đạo, hắn biết rõ định vị của mình. Mặt ngoài đến xem, thật sự là hắn là chư thiên vạn giới vị thứ 9 tiền nhiệm thiên đạo vị trí thành viên. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không phải thứ 9 giới thiên đạo, mà là thứ 8. Năm giới vị trí, kém cái này 0.5. Ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Đen nhánh mặt trời vương tạc tin tức dùng ra tay, giống như là cái nổ đạo tử một cái ba. Cho nên, đạo tử vừa rồi mượn cơ hội thi triển thiên đạo quyền hạn tiến hành thôi diễn chủ phương hướng cũng không phải là thứ 9 giới thiên đạo tin tức mà là cùng trước mắt đen nhánh mặt trời có liên quan tất cả bất hủ vật chất vị trí. Mượn thiên cơ che giấu, đối diện đen nhánh mặt trời không có cảm ứng được đạo tử nhằm vào thức âm thầm suy tính quá trình. Không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay liền muốn đạt tới hiệu quả lớn nhất. Đạo tử nội tâm rất rõ ràng, nếu như hắn không một hơi đem cùng đen nhánh mặt trời tương quan tất cả bất hủ vật chất cho tụ tập một hơi xử lý, vậy đối phương khẳng định sẽ mượn cơ hội liền bỏ chạy, lần sau lại nghĩ khóa chặt vị trí của đối phương, liền không có dễ dàng như vậy. Cho nên hắn suy tính xuất xứ có bất hủ vật chất vị trí về sau, tại đối đen nhánh mặt trời xuất thủ đồng thời. Càng đem phân tán tại chư thiên vạn giới bên trong tất cả bất hủ vật chất toàn bộ khóa chặt, cưỡng ép bắt giữ tới. Tập trung đến cùng một chỗ hành hung. Vì cái gì? Đen nhánh mặt trời hỏi. Một đầu hoàn toàn có thể được siêu thoát chi pháp bày ở trước mặt, mà lại là kinh lịch thí nghiệm chứng minh siêu thoát chi pháp. Đạo tử vẫn như cũ mặt không biểu tình hắn lúc này, đã biến thành mặt đơ, bộ mặt đã không cách nào tùy tâm sở dục hóa ra biểu lộ tới. Đạo tử cũng không có trả lời, mà là toàn lực thôi động thiên đạo quyền hạn, vào chỗ chết trùy đen nhánh mặt trời cùng tất cả bị hắn cưỡng ép hút tới bất hủ vật chất. Đen nhánh mặt trời nhìn xem lãnh khốc tàn nhẫn đạo tử, nội tâm đột nhiên động một cái. Trừ phi, đối phương cho rằng siêu thoát người, có hai cái, nhiều lắm.
Đen nhánh mặt trời suy bụng ta ra bụng người về sau, cảm giác chính mình ẩn ẩn đoán được đáp án. Dù sao, chính mình đem chính mình siêu thoát chi pháp nguyên lý đều đã nói cho cầu thiên đạo, cơ hồ không có bao nhiêu giữ lại. Mà lại, chính mình còn đem hằng tinh hủy diệt virus ban đầu mô bản nửa bộ phận trước, cũng cùng nhau cho đối phương. Lấy thiên đạo năng lực, chỉ cần có được cái này nửa cái hằng tinh hủy diệt virus mô bản, sau đó thôi diễn ra hoàn chỉnh mô bản, cũng không phải cái gì không thể làm được sự tình, nhiều nhất lãng phí một chút thời gian. Mà đã siêu thoát chi pháp nguyên lý đã biết, hằng tinh hủy diệt virus cũng tới tay. Như vậy, thân là đương kim thiên đạo cầu thiên đạo, hoàn toàn chính xác không cần lại cùng người chia sẻ siêu thoát. Có thể một người siêu thoát, tại sao phải mang lên khác một cái, gia tăng siêu thoát nguy cơ? Siêu thoát loại chuyện này, tựa như là qua cầu độc mộc, muốn siêu thoát người siêu ít, càng dễ dàng. Nếu là lúc trước ta, chỉ sợ cũng phải có nhất định tỷ lệ làm như vậy đi, làm ra giống như cầu thiên đạo lựa chọn. Thật sự là quá tuyệt. Nghĩ tới đây sau đen nhánh mặt trời, chẳng những không có thất lạc, ngược lại quỷ dị hưng phấn lên. Dù là đang bị đạo tử bạo trùy, cũng không che giấu được hắn vui vẻ. Trên thực tế, đạo tử trước mắt đen nhánh mặt trời, là không hoàn chỉnh. Cùng Tống Thư Hàng trước đó cảm ứng được đồng dạng, trước mắt tôn này đen nhánh mặt trời cùng cửu u chúa tể có quan hệ nó mặc dù có được đại lượng bất hủ vật chất, nhưng trong xương bên trong lại là cửu u chúa tể chuyển hóa mà đến. Đen nhánh mặt trời thiên đạo bản thể, nói đúng ra là thiên đạo di vật chính là những cái kia từng hạt hạt sát trạng bất hủ vật chất. Nó là ít có từ thiên đạo chi vị bên trên sụp đổ về sau, bản thể còn có thể hiện thế chừa chút đồ vật thiên đạo cái này cùng hắn chân thân cũng có quan hệ. Như Tống Thư Hàng đã từng đưa ra phỏng đoán đồng dạng, đen nhánh mặt trời bản thể, vốn chính là giải rác. Cho nên, dù là trở thành bất hủ, cũng sẽ không thay đổi nó giải rác tổ hợp bản chất. Tựa như béo cầu thiên đạo, nó là thể lỏng quả cầu kim loại, biến thành thiên đạo về sau, vẫn như cũ sẽ không mất đi co giãn, cũng có thể giống chất lỏng đồng dạng lưu động chỉ là cửu u béo cầu còn có thể từ trên thân thể của mình hái một đoàn chất lỏng ra ngoài, nhưng thiên đạo cầu lại không biện pháp làm như vậy. Đen nhánh mặt trời thiên đạo bản thể, từ thiên đạo chi vị bên trên sụp đổ về sau, lợi dụng nó đã từng vô số siêu thoát thí nghiệm cùng bố trí chủng chủng chuẩn bị ở sau, cuối cùng tại hiện thế còn để lại một chút bất hủ vật chất. Cũng tại thí nghiệm chơi thoát, đem chính mình làm tới thiên đạo sụp đổ thời điểm, thiên đạo đen nhánh mặt trời liền đem những thứ này bất hủ vật chất đưa vào đến cửu u thế giới bên trong. Tại hắn lưu lại chuẩn bị ở sau vận hành phía dưới, bất hủ vật chất dung nhập vào nó tự thân cửu u chúa tể bên trong, cùng cửu u chúa tể dung hợp, hóa thành trước mắt tôn này đen nhánh mặt trời. Cỗ này đen nhánh mặt trời tại bị chuyển hóa về sau, liền đã mất đi cửu u chúa tể quyền hạn, bị cửu u thế giới bài xích ra ngoài, cũng bị cưỡng ép dung hợp. Cửu u đen nhánh mặt trời có thể là cửu u chúa tể bên trong, lẫn vào tương đối thảm mấy vị. Thậm chí liền tự thân ý chí, đều bị tự thân thiên đạo quấy nhiễu, đồng hóa. Mà đen nhánh mặt trời thiên đạo bản thể ý chí, đang sụp đổ về sau, nhưng không có triệt để tiêu tán, mà là ở vào một loại đứt quãng trạng thái. Kỳ trước sụp đổ thiên đạo, có là chân chính tiêu tán, bị thiên đạo quy tắc đồng hóa. Còn có chơi thoát về sau, mặc dù hỏng mất, không còn có tại hiện thế xuất hiện qua. Nhưng từ chủng chủng khía cạnh góc độ đến xem, trong đó có mấy tôn thiên đạo tựa hồ cũng không có triệt để tiêu tán. Tỷ như có thể vượt không ở giữa cùng tương lai Tống Thư Hàng đối thoại thiên đạo bạch. Đen nhánh mặt trời thiên đạo ý chí thì càng thêm đặc thù, nó thỉnh thoảng còn có thể quấy nhiễu một chút đen nhánh mặt trời cỗ này từ cửu u thân thể chúa tể chuyển hóa tới hóa thân. Tỷ như trước đó, hắn thiên đạo ý chí, liền âm thầm quấy nhiễu qua đen nhánh mặt trời, để nó đem nửa cái hằng tinh hủy diệt virus ban đầu mô bản, giao cho đạo tử. Thật sự là tham lam a, cầu thiên đạo, đen nhánh mặt trời nói. Có được bất hủ vật chất, liền thiên đạo cũng vô pháp đem hắn triệt để chôn vùi. Đạo tử coi như tại bạo trùy nó, tối đa cũng chỉ có thể đưa nó suy yếu. Hoặc là, đưa nó tạm thời áp chế, giống lúc trước công đức đạo nhân đồng dạng áp chế nó. Người tham lam, thật sự là quá tuyệt. Thứ 9 thiên đạo là bước ngoặt, nhưng cũng không có nghĩa là thứ 9 chính thiên đạo có thể siêu thoát. Chỉ cần ngươi tiếp xúc đến hằng tinh hủy diệt virus, dù là ngươi chỉ là đối với nó có một chút điểm hiếu kỳ, bắt đầu suy nghĩ nó, nghiên cứu nó. Như vậy là đủ rồi. Hoàn toàn chính xác, siêu thoát người. Chỉ cần có một cái là đủ rồi. Có nhiều thứ,
độc nhất vô nhị mới có ý tứ. Có nhiều thứ, chính là không thể cùng người chia sẻ mới là vương đạo. Ngươi giết không được ta, cầu thiên đạo, bất hủ bất diệt là cái gì tính chất, chính ngươi nên rõ ràng nhất. Đen nhánh mặt trời mặc dù lần lượt bị đánh nổ, nhưng là trong cơ thể nó chân chính hạch tâm là bất hủ bất diệt thiên đạo vật chất. Bị đánh nổ, một lần nữa tổ hợp trở về chính là. Chỉ cần đạo tử không có cách nào đem những cái kia bất hủ bất diệt vật chất cho hủy diệt, vậy nó liền không khả năng bị giết chết. Mà lại cùng vân tước tử cộng bất hủ chi cốt tổ hợp khác biệt, đen nhánh mặt trời cùng bất diệt vật chất quan hệ trong đó, bởi vì vốn là có cùng nguồn gốc quan hệ, căn bản không cần lo lắng thiên đạo bất hủ vật chất sẽ bị người khác chiếm trước. Coi như bị cưỡng ép lấy đi thể nội bất hủ vật chất, lại bị đánh nổ. Nhưng mới nó, vẫn như cũ sẽ tại bất hủ thiên đạo vật chất bên trên ngưng tụ. Mà lại, có thể tại bất luận cái gì một hạt bất hủ vật chất bên trên hoàn thành ngưng tụ. Oanh đạo tử lãnh khốc giống băng, lại một lần nữa đem đen nhánh mặt trời đánh nổ một lần, không ngừng suy yếu đen nhánh mặt trời lực lượng. Đen nhánh mặt trời chung quy đã không phải là đương nhiệm thiên đạo. Cho nên, trên lý luận, chỉ cần một mực đánh xuống, nó cuối cùng cũng có năng lượng tiêu hao hầu như không còn một khắc. Tại năng lượng tiêu hao hầu như không còn về sau, dù là vẫn như cũ là bất hủ bất diệt tính chất, nó cũng phải thành thành thật thật nằm, không còn nhảy ra gây sự. Tiếp tục như vậy, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, cầu thiên đạo. Ngươi không cách nào phá hủy bất hủ bất diệt, tựa như ngươi không cách nào phá hủy chính mình đồng dạng. Đen nhánh mặt trời nói. Mặc dù một mực bị đánh, nhưng đen nhánh mặt trời khí chất cùng trên miệng, sẽ không yếu thế. Mà lại, nó cũng không phải thật không có sức hoàn thủ. Nó nếu là tập trung tất cả bất hủ vật chất lực lượng, nháy mắt bộc phát về sau, tự liền thiên đạo cũng có thể một trận chiến, chiến cái thời gian ngắn. Nhưng là không cần thiết. Đối phương là đương nhiệm thiên đạo, ở vào tại nhiệm trạng thái, là vô địch. Hoàn thủ lại có thể thế nào? Trong thời gian ngắn coi như có thể thế lực ngang nhau, cuối cùng bộc phát thoáng qua một cái vẫn là bị đè xuống đất ma sát. Nói không chừng chính mình hoàn thủ, đối phương ngược lại càng thêm kích thích, đánh đều càng có kích tình. Cho nên, trên miệng không yếu thế là được. Trên thân thể, ý tứ một chút liền tốt. Ta rất hiếu kỳ, đạo tử tại bạo trùy đối phương thời điểm, còn có thể duy trì nhẹ nhàng quân tử phong phạm, kiểu tóc theo gió tung bay, quần áo đều không có loạn. Tự liền tàn nhẫn hành hung, đều đánh phi thường có khí chất. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là đạo tử tiền bối ở vào mặt đơ trạng thái, không cách nào thông qua biểu lộ tiến thêm một bước hiện ra tự thân nho nhã khí chất. Nhập mộng bên trong Tống Thư Hàng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai ẩu đả cũng có thể giống nghệ thuật đồng dạng, có loại khí chất xuất trần đẹp trai. Không hổ là nho gia thánh nhân số một đệ tử. Đáng tiếc, không học được. Ngươi đã từ thiên đạo chi vị bên trên sụp đổ xuống tới, mà lại. Ngươi còn duy trì bất hủ tính chất. Như vậy, ngươi còn giày vò cái gì? Đạo tử một bên đánh lấy, một bên dò hỏi. Ngươi cũng là kinh lịch thiên đạo sụp đổ quá trình, chẳng lẽ ngươi sẽ không rõ ràng thiên đạo sụp đổ sau trạng thái sao? Đen nhánh mặt trời cười lạnh nói. Quả nhiên, không tươi đẹp lắm à. Đạo tử gật đầu không sai biệt lắm, nên kết thúc. Không sai biệt lắm đi. Đen nhánh mặt trời đồng thời nói. Nó vừa dứt lời, đối diện đạo tử tư thế hoán đổi. Từ soái khí ẩu đả tư thế, hoán đổi thành nhìn xuống hình thức. Đạo tử xòe bàn tay ra, hướng phía đen nhánh mặt trời lăng không ấn xuống. Oanh! Khai thiên tích địa lực lượng. Từ đạo tử trong lòng bàn tay bộc phát. Đạo tử năm ngón tay bao phủ xuống, trong lòng bàn tay hóa thành vừa cái luyện ngục thế giới, đem đen nhánh mặt trời cùng tất cả bất hủ vật chất bao phủ đi vào. Trong lúc nhấc tay, liền mở ra vừa cái lâm thời thế giới. Đen nhánh mặt trời cùng những cái kia bất hủ vật chất bị bao phủ trở ra, cái kia luyện ngục thế giới liền bắt đầu không ngừng luyện hóa bọn chúng. Loại này luyện hóa không cách nào chân chính đem bất hủ bất diệt đen nhánh mặt trời tan đi. Nhưng có thể giống phong ấn đồng dạng, tạm thời đưa chúng nó vây khốn. Kết quả là, chung quy vẫn là giống như công đức đạo nhân, chỉ có thể tạm thời áp chế. Đen nhánh mặt trời nội tâm bình tĩnh vô cùng. Thậm chí, tự liền phong ấn loại vật này, nghĩ vây khốn nó, cũng phi thường khó khăn. Cho dù là thiên đạo cấp phong ấn, cũng khốn không được nó quá lâu. Bất hủ bất diệt loại này tính chất, bản thân liền là gian lận đồng dạng. Lại tinh diệu phong ấn. Dựa vào bất hủ bất diệt cái này thuộc tính đi đối, cũng có thể bạo lực đối mở.
đạo tử đưa tay vừa nắm, đem cái này luyện ngục tiểu thế giới đặt tại trường tâm. Nhưng là sau đó phải xử lý như thế nào cái đồ chơi này, đạo tử cũng tại sầu muộn. Hắn không có khả năng một mực tùy thân mang theo cái này luyện ngục tiểu thế giới. Thân là 8, 5 nhậm thiên đạo, hắn kỳ thật là phi thường không ổn định. Thậm chí chính hắn cũng không biết chính mình lúc nào, có thể hay không đột nhiên liền hóa đạo sụp đổ, dung nhập vào thiên đạo bên trong đi. Chính là bởi vì không ổn định tính, cho nên đạo tử tại vừa tiền nhiệm về sau, liền liều mạng đem tất cả đạo hữu chấp niệm, ngay lập tức bên trong giải quyết hết, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Đạo tử cũng nghĩ qua phong ấn đối phương, nhưng hắn vừa tiếp nhận thiên đạo, tạm thời không cách nào mân mê ra thích hợp phong ấn tới. Không cách nào giải quyết bất hủ bất diệt vật chất, liền chú định không cách nào giải quyết nó. Đạo tử thở dài. Đối mặt dạng này sát con rùa, hắn coi như răng lợi cho dù tốt, cũng vô pháp ngoạm ăn. Bá Tống đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Đạo tử đưa tay nâng cái này luyện ngục tiểu thế giới về sau, lên tiếng hỏi, ta không kiên trì được thời gian quá dài. Chính ta cũng không biết chính mình lúc nào sẽ sụp đổ. Lưu cho các ngươi thời gian cũng không nhiều. Tống Thư Hàng. Đạo tử sư huynh ngài vấn đề này xem như hỏi nhầm người. Chư thiên vạn giới nếu quả như thật có người biết muốn làm sao giải quyết bất hủ vật chất. Người kia cũng tuyệt đối không phải là ta. Mà lại, những thứ này bất hủ vật chất là có chủ. Bằng không mà nói, hắn nói không chừng còn có thể để phì kình kim đan nhảy ra nhìn xem, có hay không khẩu vị nuốt vào bọn chúng. Nhưng đối phương là có chủ, Tống Thư Hàng cũng không dám làm loạn. Phì kình kim đan hiện tại có thể là Tống Thư Hàng mệnh căn tử vật lý trên ý nghĩa. Tống Thư Hàng dù là lại đầu sắt, cũng không dám cầm phì kình kim đan ra tìm chết. Ngươi cũng không có chủ ý sao? Đạo tử sư huynh nói. Cũng đúng, bá Tống đạo hữu dù sao chỉ là cái manh tân. Một số thời khắc, không thể cho hắn quá nhiều áp lực. Tống Thư Hàng cau mày suy tư. Một lát sau, hắn kéo ra tu lưu hệ thống. Tại nhập mộng bên trong liên hệ Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối nhân sinh lần thứ nhất đẩy nhanh tốc độ, liều mạng tại mộng giới hoàn thành tạo thần kế hoạch, cũng tại mộng giới bên trong gieo một gốc thế giới thụ, chấp trưởng lấy mộng giới giới chủ quyền hạn. Lấy Bạch Tiền Bối khí vận đến nói, có thể thúc giục hắn liều mạng như vậy đẩy nhanh tốc độ sự tình, nhất định có đặc thù ý nghĩa. Mà bây giờ, nhìn thấy đạo tử trong tay luyện ngục tiểu thế giới về sau, Tống Thư Hàng cảm giác mình đã hiểu. Bạch Tiền Bối đang làm gì đấy, có rảnh hay không? Có thể tới cứu vớt hạ ta sao? Tống Thư Hàng gửi đi tin tức nói. Bạch Tiền Bối, ăn nhiên thú, nhai. Thư Hàng ngươi bên kia rất gấp lắm sao? Nếu như không vội, ta muốn ăn xong nhiên thú sườn. Bạch Tiền Bối nói bổ sung. Tống Thư Hàng cầu cứu còn có thể phát dài như vậy chứ, tình huống kia hẳn là còn chưa tới sống chết trước mắt. Nhiên thú sườn thật ăn rất ngon nha. Biệt Tuyết Thiên Cơ chủ nghệ lại tăng lên không ít. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, lúc này ngay tại hưởng thụ Biệt Tuyết Thiên Cơ cái kia nâng cao một bước chủ nghệ kết tinh qua niên yến chủ đánh đồ ăn niên thú 5 loại cách làm. Tống Thư Hàng giao cho Biệt Tuyết Thiên Cơ thiên kiếp thực đơn, để Thiên Cơ não đại động mở, tại chủ nghệ một đạo bên trên tiến thêm một bước. Thiên kiếp, tà vọng, tâm ma những vật này vậy mà đều có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn, như vậy gia công một chút. Những vật này tại Biệt Tuyết Tiên Cơ trong tay còn có thể hóa thành gia vị. Đặc biệt là tâm ma, bản thân liền có được dụ hoặc nhân tâm, khiến tu sĩ trầm mê trong đó thần hiệu. Tại bị chế tác thành nguyên liệu nấu ăn về sau, tâm ma cái này một bộ phận đặc thù tại bị vô hại hóa về sau, còn có thể bảo lưu lại tới. Biệt Tuyết Tiên Cơ đưa nó ra công thành gia vị về sau, dĩ vãng đã đạt tới cực hạn cảnh giới tiên trù mỹ vị, lại tiến thêm một bước, đạt đến để người đầu lưỡi đều bị chinh phục. Run rẩy thần cảnh. Liên Bạch Tiền Bối đều đối hôm nay Biệt Tuyết Tiên Cơ chủ nghệ tán thưởng có thừa. Dấu ở hậu trường Biệt Tuyết Tiên Cơ, lộ ra nụ cười hài lòng khoảng cách nàng chinh phục A Bạch lại tiến thêm một bước. Kém chút quên đi, hôm nay là năm mới ngày đầu tiên A. Tống Thư Hàng tại thu được Bạch Tiền Bối hồi phục về sau, lòng có cảm khái. Rõ ràng hẳn là bình hòa năm mới ngày đầu tiên, là khởi đầu hoàn toàn mới, hẳn là vui mừng rào rạt thời gian. Nhưng hắn bá Tống lại lấy tự bạo bắt đầu. Sau đó, lại bị cuốn vào đến đạo tử Tiền Bối 8. Năm nhậm thiên đạo kế hoạch. Sau đó lĩnh ngộ chính mình trường sinh chi đạo ăn, bổ sung chính mình trường sinh chi đạo, tiện thể tấn sinh trường sinh giả. Vừa trở thành chư thiên vạn giới chân chính đại lão nhân vật về sau,
lại ngựa không ngừng vó bồi thiếp đạo tử tiền bối giải quyết vực ngoại thiên ma nhất tộc trên người nguyền rủa. Vừa giải xong nguyền rủa, lại bị đạo tử tiền bối mang theo bay, đi dẫn đỗi tiền nhiễm thiên đạo chuẩn bị ở sau đen nhánh mặt trời. Mặc dù bia đá đạo hữu không ở trong tay, nhưng là đạo tử tiền bối lại giống nhau có thể mang theo hắn, đỗi lượt chư thiên vạn giới cường đại nhất lão. Năm mới vừa mới bắt đầu, hắn liền kinh lịch rất nhiều người tu luyện một tháng mới có thể kinh lịch sự kiện. À, lại là phong phú một ngày bắt đầu. Một năm ngày đầu tiên, liền qua như thế phong phú, phảng phất tất cả sự kiện, đều tại năm mới ngày đầu tiên nhao nhao tìm tới cửa đồng dạng. Tống Thư Hàng đối với mình tương lai một năm thời gian, không khỏi sinh ra tuyệt vọng cảm xúc. Hoa Hạ người tại qua năm lúc, rất giảng cứu báo hiệu loại vật này. Không phải cái gì mê tín, mà là vừa loại tâm lý. Các tiền bối chơi vui vẻ sao? Tống Thư Hàng lại hỏi. Thân là chủ nhà, rõ ràng là hắn phụ trách chiếu cố Cửu Châu nhất hào quần thành viên, mang theo quần bên trong các tiền bối tại nhà mình qua năm. Kết quả trên nửa đường, hắn cái chủ nhân này nổ, không cách nào hảo hảo chiêu đãi khách nhân. Chiêu đãi không chu đáo, lòng có áy náy. Mà lại, hắn còn bỏ qua biệt tuyết thiên cơ niên thú sườn, nghe chính là ăn rất ngon bộ dáng. Bạch tiền bối trả lời. Ăn tốt, uống tốt, chơi tốt, đều rất tốt. Qua năm lúc ấy, Tống Thư Hàng đột nhiên bạo tạc hóa thành sán lạn pháo hoa sự tình, hoàn toàn chính xác làm cho cả Cửu Châu nhất hào quần người giật nảy mình. Nhưng tiếp xuống, xác nhận Tống Thư Hàng đã tiến vào phục sinh giai đoạn về sau, quần bên trong các tiền bối liền yên tâm lại. Sau đó, bọn hắn an vị nhìn Tống Thư Hàng các loại tao thao tác bắt đầu. Tỷ như cọ đạo tử đại lão chứng đạo bất hủ hình tượng. Tỷ như bá tống thân hóa ngàn vạn đi giải cứu vực ngoại thiên ma hình tượng, tỷ như bá tống cùng đạo tử cùng một chỗ liên thủ tổ chức qua năm hoạt động hình tượng. Cho nên, yên lòng quần thành viên, nên làm gì làm gì. Tiên yến thức ăn như nước chảy thượng tuyến. Quần bên trong thành viên tiết mục biểu diễn cũng tại Vũ Nhu Tử chủ trì bên dưới, nhao nhao lên đài biểu diễn. Từ Cửu Châu nhất hào quần thành viên vai chính mạt pháp chi chiến phim, tại bên cạnh trên màn hình phát hình. Tô đậm qua năm vui mừng bầu không khí. Hiện tại sân khấu bên trên, ra sân chính là người công đức tiên tử. Biểu diễn tiết mục có nuốt kiếm, giả chết, đọc thuộc lòng bá tống trích lời cùng cùng tạo hóa tiên tử đàn múa hợp tấu. Bạch tiền bối bổ sung trả lời. Tống Thư Hàng. Ta còn có thể nói cái gì? Ta đã là cái không có lời kịch công cụ người A Tống. Đã ăn xong. Bạch tiền bối trả lời. Hắn vừa rồi tăng tốc độ ăn. Hiện tại miệng bên trong còn tràn đầy miệng niên thú sườn thịt. Tại đạo thứ 5 niên thú món ăn mang thức ăn lên trước, ta sẽ có một chút xíu thời gian ở không? Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Bạch tiền bối lên tiếng nói. Hắn nhớ kỹ hiện tại Thư Hàng là cùng thiên đạo đạo tử cùng một chỗ a. Cùng đạo tử cùng một chỗ, vậy thì có cái gì sự tình, chẳng lẽ là liền thiên đạo đều không thể giải quyết? Thiên đạo đều không thể giải quyết sự tình, tìm đến hắn hữu dụng không? Trên thực tế, bạch tiền bối cũng rất nghi hoặc. Là như vậy, ta cùng đạo tử tiền bối hiện tại gặp được một nan đề. Tống Thư Hàng đem chính mình cùng đạo tử đau đầu sự kiện, hướng bạch tiền bối miêu tả một lần. Đối mặt loại này đánh không chết, lại rất khó phong ấn, cần đạo tử tiền bối thời thời khắc khắc đi áp chế đối thủ, cho dù là thiên đạo đều muốn đau đầu. Huống chi, đạo tử tiền bối thân là 8 năm nhậm thiên đạo, rất không ổn định. Nói không chừng một giây sau liền sẽ sụp đổ đâu. Bạch tiền bối sau khi nghe xong, khổ não gõ chính mình huyệt thái dương. Thư Hàng, liền xem như ta, cũng không phải thật vạn năng nha. Bạch tiền bối nói. Nói thật, hắn đối với thế nào áp chế đen nhánh mặt trời cũng không có đầu mối. Mặc dù Tống Thư Hàng phỏng đoán, hắn liều mạng tại mộng giới mân mê thế giới thụ kế hoạch rất có thể vì chính là tại gần đoạn thời gian phát huy được tác dụng. Nhưng chính bạch tiền bối. Cũng nghĩ không ra thế giới thụ cùng mộng giới, có thể đối bất hủ đồ vật sinh ra hiệu quả gì. Cái kia nếu không, bạch tiền bối ngươi qua đây một chuyến. Nói không chừng chỉ cần ngươi vừa đến mộng giới về sau, liền có thể lập tức kích hoạt mộng giới cùng thế giới thụ một loại nào đó ẩn tàng thuộc tính. Tống Thư Hàng nói, dù sao thử một chút lại không muốn tiền. Nếu như thành công, chính là kiếm được. Bạch U bên kia có ý định gì không? Bạch tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng. Ta còn chưa kịp tới hỏi bạch tiền bối đâu. Kéo nói chuyện riêng hỏi một chút đi, dù sao hắn hiện tại cũng thanh tỉnh.
Mặt khác, người hảo hữu liệt biểu bên trong cái kia không biết bạch 1 đến 33 hào cũng kéo lên, người còn có hay không cái gì a bạch hảo hữu? Đều kéo tới, bạch tiền bối suy tư nói. Tống Thư Hàng trả lời, hẳn là không cái khác bạch tiền bối. Nếu quả thật có thể coi là, hẳn là còn có một con bạch mã, chính là bạch tiền bối lúc tuổi còn trẻ bạch mã. Nhưng là, cái kia bạch mã luôn luôn xuất quỷ nhập thần, ta cũng đối với nó phương thức liên lạc. Thư Hàng tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên, tại trước mắt của hắn, nói đúng ra, là tại đạo tử tiền bối trước mắt, có một đạo thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng hiện lên. Kia là một thất toàn thân trắng noãn con ngựa. Đi đường tư thế đặc biệt duệ. Đi ra loại này lục thân không nhận bộ pháp còn sống đến bây giờ. Tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Nếu không phải đạo tử trong tay còn tại khống chế luyện ngục thế giới, toàn lực áp chế bất hủ thuộc tính đen nhánh mặt trời, khi nhìn đến con ngựa này mà cái kia duệ duệ tư thế đi lúc, nói không chừng liền sẽ nhịn không được một quyền đập tới. Tại cái này đã trở thành đạo tử thiên đạo giáng lâm lĩnh vực tường kép thế giới bên trong, lại có một thân ảnh có thể cưỡng ép xâm nhập. Còn đi ra duệ duệ tư thế, vô luận như thế nào đi đối mặt đều thuộc về cẩn thận phạm vi. Cho dù là trực tiếp một quyền dán lên đi, đều không quá đáng. Huống hồ, đạo tử hiện tại có thể là thiên đạo thân thể, toàn thân trên dưới tràn ngập bất hủ tin tức phổ thông tu sĩ, cho dù là trường sinh giả cảnh giới, vừa thấy được thiên đạo bản thể, trực tiếp liền sẽ bị bất hủ tin tức xung kích, lâm vào yên nghỉ đều xem như tốt. Vận khí không tốt trực tiếp bị bất hủ tin tức xung kích sụp đổ đều thuộc bình thường. Nhưng trước mắt cái này con ngựa trắng, trực diện thiên đạo thân thể vậy mà không nhúc nhích chút nào. Bạch mã tiền bối, cũng may đồng bộ nhập mộng trạng thái Tống Thư Hàng, cái kia một tiếng mừng rỡ tiếng kinh hô, để đạo tử thoáng buông xuống chút cảnh giác. Bất quá, tô này xuất kỳ bất ý bạch mã, tựa hồ lại là bá Tống đạo hữu hảo hữu. Tê bá Tống đạo hữu giao hữu sự rộng lớn. Thật là khiến đạo tử chấn kinh. Luôn cảm giác, tùy tiện kéo cái chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão ra, tựa hồ cũng nhận biết bá Tống, còn cùng bá Tống rất quen bộ dáng. Tự liền sư phụ của mình thánh nhân, cũng cùng bá Tống ở giữa có rất nhiều nhân quả. Hiện tại toàn nho gia còn gắt gao cho rằng bá Tống chính là nho gia thánh nhân chuyển thế đâu. Không hổ là nghiên cứu ra tu lưu hệ thống nam nhân, bản thân liền có được cường đại giao hữu năng lực. Tự mang đại lão nhân vật hữu hảo giá trị cộng 100 thuộc tính. Đạo hữu người tốt, ta cũng là bá Tống hảo hữu. Đạo tử đối mặt bạch mã, mặt không chút thay đổi nói. Đối diện, bạch mã đứng thẳng người lên, lộ ra nhân tính hóa tiếu dung. Đạo tử sư huynh, ta cái này đi liên hệ bạch tiền bối. Sư huynh, người để bạch mã tiền bối ở chỗ này chờ chúng ta một hồi. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Đạo tử gật đầu nói, tốt. Bất quá cái này bạch mã, là lai lịch gì? Hắn cùng thượng thượng nhậm thiên đạo, có phi thường trực tiếp liên hệ. Tống Thư Hàng trả lời. Đạo tử. Mặc dù khi nhìn đến bạch mã không nhận thiên đạo tin tức ảnh hưởng lúc, đạo tử nội tâm liền đã có chỗ suy đoán. Nhưng từ Tống Thư Hàng trong miệng đạt được khẳng định hồi phục về sau, hắn vẫn như cũ không tự chủ được trong lòng hơi động xuống. Cái này bạch mã, quả nhiên cũng là thiên đạo giải nghệ sau ám thủ. Bạch mã đạo hữu ngươi chờ một lát, bá Tống có chuyện nghĩ mời ngươi giúp hắn một tay. Đạo tử dùng viễn cổ ngôn ngữ lên tiếng nói. Cũng không biết đối diện bạch mã đạo hữu giảng chính là loại nào ngôn ngữ. Viễn cổ ngôn ngữ có thể hay không giao lưu. Đối diện, bạch mã bốn vó rơi xuống đất, khẽ gật đầu. Xem ra có thể giao lưu. Đạo tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, hắn cũng không hiểu ngữ ngữ. Một bên khác. Tống Thư Hàng thì nhanh chóng liên hệ bạch tiền bối nói, bạch tiền bối, thiên đạo bạch mã cũng trình diện. Hiện tại, bạch tiền bối ngươi cộng cửu UA bạch cộng không biết bạch 1 đến 33 hào, liền đều đủ. Bạch tiền bối nâng chung trà lên, nhấp một hớp tiên trà, nuốt xuống thức ăn trong miệng. Có chút nghẹn đến. Chậm một lát sau, bạch tiền bối đối biệt tuyết tiên cơ truyền âm nói, biệt tuyết tiên tử, bên dưới nói đồ ăn lúc nào bên trên. Có hay không mấy phút nhàn rỗi. Có, biệt tuyết tiên cơ trả lời. Tốt bạch tiền bối lưu luyến không rời đặt chén trà xuống, ngắm nhìn cả bàn phong phú qua niên yến. Lại một lát sau, bạch tiền bối nhắm mắt lại. Thân hình hắn làm nhạt, tan biến tại hư không bên trong. A, bạch tiền bối, bên cạnh bạch hạc chân quân trừng to mắt, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa bạch tiền bối. Ta bạch tiền bối đâu? Ta bên cạnh ngồi bạch tiền bối,
lớn như vậy bạch tiền bối đâu. Đau lòng. Thật vất vả, nàng lần này chiếm được bạch tiền bối chỗ bên cạnh a. Bạch tiền bối thân hình tại làm nhạt đồng thời, còn thông qua tu lưu hệ thống liên hệ bạch UU cùng cái kia 1 đến 33 hào không biết bạch. Không biết bạch thế giới, bây giờ đã hóa thành bá giới một bộ phận. Bọn hắn duy trì phong ấn trận pháp còn bảo lưu lấy, bất quá trong thời gian ngắn phái cái không biết bạch rời đi một chút, không thành vấn đề. Mấy tức thời gian sau, mộng giới tường kép thế giới bên trong. Đạo tử cố ý lưu lại một cái lối đi cửa vào. Sau đó, bạch tiền bối chân thân, một đầu sâu kín đùi cộng hamster hào tổ hợp, không biết bạch bên trong nhỏ nhất số 33, nhao nhao từ lối đi này bên trong bước ra hiện thân. UU bạch đùi tiến vào tường kép thế giới về sau, trên đó có nhu hòa lực lượng nhẹ nhàng một quyển, đem hamster hào bao lấy, hóa thành vừa cái hình cầu, phong bế hắn ngũ giác bởi vì lần này trực diện, là đạo tử thiên đạo thân thể. Trực diện bất hủ thiên đạo thân thể, đối hamster hào đến nói xung kích cũng quá lớn. Hamster hào cùng bá tống hào ở giữa vẫn là có khác biệt, nó cũng không có bá tống loại kia nhẫn nại thống khổ năng lực thiên phú, đối thiên đạo bất hủ tin tức năng lực chịu đựng cũng có hạn. Xử lý tốt hamster hào về sau, UU bạch đùi lại hơi hơi dừng một chút. Thoáng có một lát cứng ngắc về sau, hắn liền thích ứng loại này thiên đạo số liệu đặc thù lực trường. Cũng đúng, hắn đầu này đùi có thể là bị lúc trước thiên đạo bạch cắt đi, tiến hành rất nhiều thí nghiệm, tự nhiên không sợ thiên đạo tin tức quấy nhiễu. Bên cạnh, đạo tử mắt liếc UU bạch, trong lòng thầm than không nhận thiên đạo tin tức ảnh hưởng người. Bạch tiền bối tại xác nhận tự thân không việc gì về sau. Ý thức lại đảo qua bên cạnh hiện thế bạch cùng không biết bạch, không biết hai người bọn hắn có thể hay không chịu ảnh hưởng. Không biết bạch số 33 một mặt ngốc manh hình, tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ. Nhưng hắn đồng dạng không nhận thiên đạo tin tức ảnh hưởng. Bọn hắn bản thân liền như là đạo khí đồng dạng, là thiên đạo bạch mân mê ra. Bên cạnh đạo tử nội tâm, không nhận thiên đạo tin tức ảnh hưởng người. Về phần hiện thế bạch. Hắn ngược lại là ba bên trong duy nhất nhận thiên đạo tin tức ảnh hưởng A Bạch. Nhưng hắn nhận ảnh hưởng, lại là tốt phương diện. Tại trực diện đạo tử bất hủ thân thể về sau, hiện thế A Bạch hai con ngươi lấp lóe, tiến vào thất thần trạng thái. Loại này thất thần trạng thái, cũng không phải là nhận quá lớn xung kích, đơn thuần chỉ là Bạch tiền bối tại tính toán một chút số liệu. Mà Bạch tiền bối tính toán, chính là đạo tử trên người bất hủ tin tức số liệu. Đồng thời, Bạch tiền bối trên thân bắt đầu dần dần hiện ra từng sợi trường sinh giả khí tức. Hắn tại tiếp nhận bất hủ số liệu, sau đó tại chỗ hạch toán thôi diễn thuộc về hắn trường sinh chi đạo hình thức ban đầu. Đạo tử, không nhận thiên đạo tin tức ảnh hưởng người. Bạch đạo hữu chẳng những không có bị bất hủ tin tức xung kích đến lâm vào yên nghỉ, ngược lại tại chỗ phá giải số liệu, diễn dịch chính mình trường sinh chi đạo. Quả nhiên, đây là mạnh hơn bá tống quái vật. Bá tống mân mê hướng chết mà sinh trường sinh chi đạo lúc, vẫn là đạo tử chủ động phối hợp, phụ trợ thôi diễn. Nhưng bạch tiên trưởng là nhìn hắn một cái, trực tiếp tự mình thôi diễn trường sinh chi đạo tới. Trên người ta trường sinh giả tin tức, có phải là rót nước, giả? Lúc này, đạo tử cũng bắt đầu hoài nghi bản thân. Nhập mộng trạng thái tống thư hàng mơ hồ cảm ứng được đạo tử tiền bối tâm tình ba động. Cho nên hắn an ủi, đạo tử sư huynh. Quen thuộc liền tốt. Dù sao, bạch tiền bối trên thân tất cả đều có khả năng. Đạo tử. Cái này chư thiên vạn giới, ngàn vạn người tu luyện bên trong, duy chỉ có ngươi nhất không có tư cách cùng ta nói câu nói này. Ngươi cũng là người khác cần quen thuộc tồn tại a. Đạo tử thoáng điều chỉnh tâm tính về sau, nhìn qua lâm vào thôi diễn trường sinh chi đạo trạng thái bạch, nói, làm sao bây giờ? Bạch đạo hữu ở vào thôi diễn trường sinh đạo trạng thái. Còn không biết lúc nào có thể khôi phục. Dưới tình huống bình thường, bắt đầu lĩnh ngộ chính mình trường sinh chi đạo về sau, tu sĩ liền cần bế cái trường quan bá tống kia là có ở vào. Năm nhậm thiên đạo trạng thái hắn tại bên cạnh phụ trợ, mới miễn đi bế quan dườm già trình tự. Không cần phải lo lắng, hiện thế A Bạch hắn lĩnh ngộ ra cái trường sinh đại đạo hình thức ban đầu liền sẽ dừng lại, chờ một lát liền tốt. Bạch vô tiền bối kim đại thối dùng cùng loại truyền âm pháp thuật phát ra âm thanh. Bạch mã phì mũi ra một hơi, nằm sấp nằm xuống tới. Không biết bạch số 33 thì có chút hiếu kỳ đánh giá nơi đây, mảnh này hóa thành thiên đạo lĩnh ngộ tường kép thế giới, để một mực vây ở cự nhân tiểu hành tinh không biết bạch, trong lòng hiện lên thăm dò hứng thú.
Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối trên người trường sinh giả khí tức bắt đầu ổn định lại, không còn tăng trưởng. Hắn không còn tiếp tục thôi diễn trường sinh chi đạo, chỉ là đem cảnh giới của mình đẩy vào đến trường sinh chi đạo hình thức ban đầu kiếp tiên cảnh giới, liền đình chỉ ngộ đạo suy tính. Bạch đạo hữu không còn tiếp tục, cơ hội khó được, kỳ thật ngươi có thể lại thôi diễn xuống dưới, chúng ta có thể thoáng đợi thêm ngươi một hồi. Đạo tử lên tiếng nhắc nhở. Đốn ngộ, thôi diễn trường sinh chi đạo cơ hội, quá hiếm có. Thân là người từng trải, đạo tử rất rõ ràng trong đó gian khổ. Một khi nắm lấy cơ hội, liền tuyệt đối không nên tùy tiện lãng phí. Bởi vì ngươi không biết, chính mình một khi bỏ qua lĩnh ngộ trường sinh chi đạo cơ hội, lần tiếp theo lại nghĩ đưa nó hoàn thiện, cần bổ sung thời gian bao nhiêu cùng tinh lực. Không cần, đầy đủ dùng. Bạch tiền bối từ từ mở mắt, mỉm cười trả lời hắn chân chính hoàn thiện trường sinh chi đạo cơ hội còn chưa tới, trong lòng của hắn có ý nghĩ như vậy, cũng liền đình chỉ diễn toán. Đạo tử, như thế tùy hứng. Có lẽ, đối bạch tiền bối mà nói, lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu kiếp tiên cảnh giới, là đủ. Nhập mộng bên trong tống thư hàng hướng đạo tử tiền bối nói. Đạo tử, ta phát hiện được ta phương thức tư duy, cùng các ngươi không tại một cái kênh. Ta vẫn là tương đối bình thường, nếu như ta gặp gỡ diễn hóa trường sinh chi đạo cơ hội, liền nhất định sẽ diễn hóa đến cùng. Bất quá, bạch tiền bối thật có chút ngoại lệ, ta nhớ được, thượng thượng nhậm thiên đạo. Hắn tại cạnh tranh thượng thượng tiền nhiệm thiên đạo thời điểm, chính là lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu kiếp tiên cảnh. Tống Thư Hàng trả lời. Đạo tử, cái gì? Lấy lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu kiếp tiên cảnh giới, ngay tại một đám trường sinh giả trong tay cướp đoạt đến thiên đạo vị trí. Lão sư hắn nho ra thánh nhân cũng không có như thế sâu ha. Mặt khác, vì cái gì bá tống đạo hữu người biết như thế nhiều chư thiên vạn giới đỉnh tiêm bí mật? Mà lại thật nhiều vẫn là cùng thiên đạo có liên quan bí mật. Đạo tử tiền bối, người bây giờ hỏi một chút bạch tiền bối nhóm, có ý kiến gì hay không hoặc phương án. Ta nhập mộng trạng thái sắp kết thúc, tranh thủ ở trước đó, trước đêm đen nhánh mặt trời đại lão trước đó giải quyết. Tống Thư Hàng đề nghị. Theo hắn tấn thăng đến trường sinh giả cảnh giới về sau, đối với nhập mộng lĩnh ngộ cũng một cách tự nhiên tăng lên, hắn hiện tại đã có thể cảm ứng rõ ràng đến mộng kết thúc thời gian. Đạo tử khẽ gật đầu. Trên thực tế, không cần hắn nhắc nhở, tại hiện thế bạch tiền bối mở to mắt về sau, ba cái khác biệt bạch cộng bạch mã liền đã mặt đối mặt đứng thành một vòng, đang tiến hành A bạch ở giữa hội nghị. Hiện thế bạch, người giới chủ quyền hạn cùng thế giới thụ có thể phát huy được tác dụng sao? Bạch tiền bối vô lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối lắc đầu, chênh lệch có chút lớn, nghĩ áp chế có được bất hủ thuộc tính đồ vật, bằng vào lấy thế giới thụ cùng mộng giới, còn thiếu rất nhiều. Có lẽ chúng ta có thể phát huy được tác dụng. Lúc này, không biết bạch số 33 nhấc tay nói, chúng ta vốn là có thể tổ hợp thành một cái phong ấn đại trận, đây cũng là chúng ta ít có công năng. Trừ thành đoàn phong ấn bên ngoài, chúng ta cũng giúp không được cái khác bận bịu. Bạch tiền bối vô nói, vậy liền lấy không biết bạch 1 đến 33 hào phong ấn trận làm trung tâm, tiến hành cường hóa. Toàn bộ phong ấn trận pháp, có thể tập thể chuyển tới sao? Đem đến nơi này đến. Ta có thể dùng mộng giới thế giới thụ đến hiệp trợ cường hóa. Bạch tiền bối hỏi. Di chuyển đại trận, cần tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, mà lại muốn hai bộ. Không biết bạch số 33 trả lời. Bọn hắn bản thân liền là lấy tam thập tam thú tổ hợp pháp khí làm bản gốc, chế tạo thành. Bạch tiền bối vô nói, Thư Hàng có một bộ, ta bộ kia cũng một mực tại chỗ của hắn, mà lại đều đạt đến yếu. Trường sinh giả cấp bậc, đủ. Ta cái này cũng có một bộ, có thể để ta ra một bộ, lại từ Thư Hàng cái kia ra một bộ. Bạch tiền bối nói. Không biết bạch số 33 ngọt ngào cười nói, nếu có ba bộ, chúng ta ba bộ đều muốn. Sau đó, di chuyển quá trình bên trong, ta cần Thư Hàng phối hợp thi triển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công.